Vì để trừng phạt cô, người yêu cũ đã liên tục gây sức ép, thậm chí là hãm hại những người xung quanh cô, khiến cô phải khó chịu đau đớn thì hắn mới vừa lòng. Đầu tiên là xâm phạm người bạn thân nhất của cô ngay trước mặt cô. Để lấy lại công bằng cho người bạn tốt, cô đã quyết tâm khởi kiện hắn. Thế nhưng, đâu có dễ dàng như cô tưởng tượng. Cô bị chính người bạn mà mình đang bênh vực đâm sau lưng. Còn anh, người luôn luôn tự nhủ sẽ chịu trách nhiệm với cô, lại muốn dùng điều kiện để trao đổi mới giúp cô đánh bại tên người yêu cũ biến thái. Vậy điều kiện đó là gì? Cô có đồng ý hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 2 của bộ truyện với những diễn biến vô cùng hấp dẫn này nhé. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để ủng hộ cho Phương Thảo cũng như lắng nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe truyện vui vẻ. Mình còn thê thảm hơn cậu. Mình không biết người đó là ai. Mình cũng không biết phải làm sao. Không ai biết, không ai giúp mình. Lâm Mỹ nhợt nhạt cười rộ lên, nhìn về phía khác, lấy tay gạt mớ tóc bị gió rối. Có nhiều người ở đó như vậy, nhưng cô không màng tới, đem nỗi đau thương từ sâu trong lòng nói ra. Thế nhưng không có vấn đề gì hết. Cũng chẳng sao, mình vẫn ổn, mình vẫn sống tốt, không phải sao? Chia tay với Nhạc Phong, bởi vì hắn không đáng để mình yêu. Thân thể bị thương cũng không thể trở lại như cũ. Mình chấp nhận, nhưng không có nghĩa là mình phải chết. Viện y à, không có ai vứt bỏ cậu hết. Cô cũng không được tự vứt bỏ bản thân mình, có được không? Tống Việt Y lặng lặng nhìn cô, nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi. Mình không tin, cậu chưa hề nói với mình. Bây giờ mình nói cậu nghe, được chứ? Lâm Mỹ chậm rãi bước tới, hướng về phía tay vịn lan can, đôi mắt rưng rưng, môi hé nở nụ cười yếu ớt. Trước đây, mình run sợ, mình không dám nói. Bây giờ thì cậu đã biết hết rồi đó. Cậu còn muốn nhảy xuống dưới hay sao? Tống Việt Y nắm chặt lan can, tuyệt vọng gọi. Lâm Mỹ! Hai tay của Lâm Mỹ vươn tới, đón lấy cô. Ngoan nào, người cậu đang giận nóng lên. Rất khó chịu có đúng hay không? Mình đưa cậu về nghỉ ngơi. Mình liên hệ được với luật sư rồi. Viện đi à, mình sẽ không để cho cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu. Mau, mau xuống đây. Bốn phía đều là tiếng gió thổi. Tống Việt Y bị ánh mắt nhu hòa của cô làm cho lay động. Trong chốc lát, òa khóc thành tiếng, buông tay ngồi bệt xuống. Lâm Mỹ ôm lấy cô, cả hai cùng ngồi bệt trên mặt đất. Lâm Mỹ à, cậu nói với mình, sẽ có người quan tâm mà yêu mình. Những lời cậu nói với mình, có thật không? Đôi mắt của Việt Y sưng đỏ, ôm chặt lấy cô. Sẽ có mà, nhất định là sẽ có. Bốn phía cảnh sát đều thở dài một hơi, thong thả tiến về phía hai người. Trần tính Tống Việt Y cả buổi trời mới đưa cô lại cho hộ sĩ đưa vào trong phòng bệnh. Cô nhanh chóng quay trở về công ty, tiện đường ghé vào phòng cấp cứu đổi lại một số loại thuốc. Lâm Mỹ đang xem miếng băng gạc, không biết là có người đứng sau mình. Cho đến khi một cánh tay quay cô lại, Lâm Mỹ mới giật mình, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng cùng với đôi mắt thâm sâu của Tần Bách. Cô nhẹ giọng nói, Tần tiên sinh. Cô lúc này mới ý thức được, hình như hắn cũng đã đợi rất lâu. Vẫn ổn đấy chứ? Hắn nhìn cổ tay của cô. Đã ổn. Vậy thì đi thôi. Dọc đường đi, cánh tay của hắn không ngừng bóp chặt. Lâm Mỹ chỉ có thể đi theo hắn. Mọi người đều hướng ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ về phía bọn họ, nhìn họ như một cặp đôi hoàn hảo, không có cách nào cùng với hắn nói chuyện. Mãi tới khi đi tới chỗ thang máy, cô nhấn nút xuống lầu. Tần Bách nắm tay cô, thang máy chậm rãi đi xuống. Cô nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Tần tiên sinh, chúng ta... Đôi lông mi dài của Lâm Mỹ khẽ run, cô gian nan mở miệng nói. Chuyện gì chứ? Tần Bách lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt của Lâm Mỹ căng thẳng, tay cô vịn vào tay vịn lạnh lẽo trong thang máy. Vô thức muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhẹ giọng nói. Chúng ta sau này không nên để người khác hiểu nhầm có được không? Tần Bách im lặng, đôi mắt thâm sâu tỏa ra nét sắc sảo. Lâm Mỹ chỉ cảm thấy thân thể bỗng trở nên nhẹ bẫng. Cô bị đặt lên vách thang máy. Thân thể cao lớn của Tần Bách đang ôm chặt lấy cô, dừng ở trên mặt cô, trầm giọng hỏi. Hiểu nhầm cái gì chứ? Thắt lưng của Lâm Mỹ đập vào tay vịn, lưng bị dựa sát vào cách vách. Hắn càng ngày càng ép sát cô, nóng dãy, mang theo sự bức bách, làm cho cô muốn trốn tránh cũng không được. Lâm Mỹ nỗ lực trấn tĩnh bản thân, ánh mắt thoáng nét yếu đuối, nhẹ giọng nói. Tần tiên sinh, cảm ơn ngài đã giúp tôi nhiều việc như vậy. Việc cùng với Nhạc Phong ra tòa, sau này phải phiền tới ngài rồi. Thế nhưng ngài cũng đã biết, tôi không còn là người phụ nữ trong sạch nữa. Nếu như bị hiểu nhầm thành vợ chồng, sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của Tần tiên sinh.
Xin lỗi, tôi tạm thời không biết phải báo đáp ngại như thế nào. Chỉ ít thì... Chỉ ít thì cũng không nên mang cho hắn phiền phức cùng với rắc rối. Lâm Mỹ, cô nghĩ vì sao tôi lại phải giúp cô chứ? Cô ép buộc bản thân tự suy nghĩ, nhưng mãi cũng không nghĩ ra câu trả lời. Cô lắc đầu đáp. Tôi không biết. Cô thực sự không biết, cho tới tận lúc này, vì sao hắn lại giúp cô vô điều kiện như vậy. Tần Bách nhìn cô, suy nghĩ hỗn loạn. Tay của hắn khẩn trương xoa nhẹ lưng cô, kìm lòng không được mà hôn cô. Từ viền mắt xuống cánh môi, hắn cảm nhận được sự rung động của cô. Cánh tay càng bó chặt, nụ hôn nóng bỏng tràn đầy nam tính. Lâm Mỹ, đây chính là người phụ nữ duy nhất làm cho hắn suy nghĩ, dù mọi cách vẫn không thể cắt đứt. Ôm chặt người phụ nữ trong lòng, Tần Bách ghé vào bên tai trắng muốt non mềm của cô, chậm giọng nói. Nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi. Từ hôm nay trở đi, tôi cho cô cái gì, cô tốt nhất nên đón nhận, nên ngoan ngoãn nghe lời. Không nên hỏi tôi vì sao, tôi sẽ không giải thích với cô. Hơn nữa, những lời lúc nãy, nếu như muốn nói lại lần nữa, còn không thì coi như hôm nay, tôi cái gì cũng không nghe thấy. Hắn sâu xa nói. Vợ chồng, hai chữ này hình như nghe cũng không tệ cho lắm. Tại văn phòng làm việc của Nhạc Thị, Nhạc Phong nhìn người đàn ông trước mặt, miệng hé nở nụ cười lạnh lùng, là luật sư Lam mang giấy triệu tập của tòa tới. Lâm Mỹ có phải điên rồi hay không? Lam luật sư, ông có biết cô ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt hay không hả? Vậy mà lại dám làm khó dễ tập đoàn Nhạc Thị hay sao? Kiều Nhan hết sức kinh ngạc, quát lớn. Luật sư liếc nhìn cô một cái, cười cười, không thèm để ý tới cô. Địa vị của cô gái này tôi không tiện nói nhiều. Nhạc tiên sinh, tới lúc đó, mời ông tới đúng giờ. Luật sư nói xong, lễ phép gật đầu đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Rốt cuộc là ai đã cho cô ta lá gan khởi kiện anh chứ? Kiều Nhan lại cầm lấy tờ giấy triệu tập, trên đó để hai chữ cưỡng hiếp. Trong lòng cô trào lên lửa giận. Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Làm cho anh bị mất 10 triệu, lần trước lại còn quấy rầy anh, vậy mà còn dám khởi kiện anh. Nhạc Phong, anh tại sao lại mềm lòng với cô ta? Đối với loại đàn bà này, em có cách để cho cô ta biến mất. Nhạc Phong khẽ nhắm mắt, mập mờ nhìn tờ giấy triệu tập. Lâm Mỹ là của hắn, từ lúc nào lại trở nên cháo trở như thế này? Lâm Mỹ, nói cho tôi biết, ai ở đằng sau chống lưng cho cô? Hắn càng ngày càng có hứng thú muốn biết. Đi tới tòa án, giúp tôi chuẩn bị hòa giải, tôi muốn gặp cô ấy. Nhạc Phong à, những chuyện này anh không cần đứng ra, để em liên lạc với hai bác, bọn họ sẽ giúp anh. Về phần Lâm Mỹ, anh giao cho em đi có được không? Em đảm bảo cô ta sau này sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Cô không quan tâm tới việc tôi có bao nhiêu người phụ nữ sao? Em không quan tâm, dù sao thì luôn chỉ có một mình em ở bên cạnh anh. Em vì sao cần phải quan tâm nhiều thứ như vậy? Nhạc Phong kiêu ngạo cười lớn, vỗ vỗ mặt cô. Vậy thì đi giúp tôi thu xếp vụ án đi, chờ tôi gặp Lâm Mỹ, tôi sẽ quyết định giải quyết như thế nào. Tôi muốn biết người đàn ông sau lưng của cô ta là ai. Cô ta rất xinh đẹp, ngoài tôi ra cô ta còn có ai nữa? Cha mẹ của Nhạc Phong cũng đã hành động rồi. Nếu như mình đoán không lầm, đoàn luật sư chúng ta thuê cũng đã bị bọn họ mua chuộc, cậu biết chứ hả? Cái tay luật sư họ Lam đó cũng đã chuẩn bị tốt đường thoái lui. Nguyễn Húc nhìn Tần Bách chăm chú nói. Đây là án tử, nếu như hắn thua trận này vẫn sẽ lĩnh được 1 triệu tiền thù lao ra nước ngoài tị nạn. Mình nói chính là 1 triệu euro đấy. Lại cạn ly rượu, Nguyễn Húc nói tiếp. Nhạc Phong đưa ra hòa giải, tòa án đồng ý hòa giải vào trưa mai. Tới lúc đó, Lâm Mỹ không chỉ là đồ chơi trong tay của Nhạc Phong. Có trời mới biết, nếu như chủ tịch Nhạc Thị bị dính vào vụ này, tập đoàn Nhạc Thị đã sớm đi đời rồi. Sở dĩ bọn họ không từ thủ đoạn nào là để dìm án tử này xuống. Kết quả cuối cùng chỉ có là một, làm cho Lâm Mỹ và Viện Y thua kiện. Nếu như bọn họ không có được lẽ công bằng, thì danh tiết của hai người bọn họ cũng sẽ bị mất hết. Tần Bách à, cuối cùng thì cậu muốn làm gì chứ? Nguyễn Húc nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi mà hỏi. Biết rõ hắn sẽ không trả lời, Nguyễn Húc hít vào một hơi, mang theo nửa phần men say hỏi. Cậu biết năng lực của Nhạc Phong mà, thế nhưng vẫn giúp Lâm Mỹ khởi tố. Cậu là cố tình phải giúp cô ấy sao? Tần Bách cười lạnh, lạnh lùng nói. Cậu chắc chắn không suy nghĩ đơn giản như thế. Nói đi, cậu nghĩ như thế nào? Bị hắn nói trúng tim đen, Nguyễn Húc có chút thất vọng, do dự vài giây, ngoắc ngoắc đầu, quyết định nói ra tất cả. Hay là cậu yêu Lâm Mỹ, muốn chở cô ấy hoàn toàn thất bại, hai bàn tay trắng, làm cho cô ấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ cậu xin giúp đỡ. Cậu muốn dùng cách thức này để ép buộc cô ấy, làm cho cô ấy vĩnh viễn yếu mềm, không bao giờ có thể đứng lên được.
Như vậy cô ấy sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được sự khống chế của cậu, có đúng hay không? Sản nghiệp của Hoành Cơ mới đi vào hoạt động, cho dù có đánh bại Nhạc Thị cũng sẽ không mang lại hiệu quả gì to lớn. Mình cần một hệ thống để giúp đưa Hoành Cơ vào cuồng máy. Tần Bách nhàn nhạt nói, đôi mắt thâm thúy nhìn sang vẻ mặt không hiểu gì của Nguyễn Húc, lạnh lùng nói: Nhạc Thị hoạt động cũng không tồi. Tần Bách à, đừng nói với mình là ngay từ đầu cô đã nghĩ như vậy đó nhá. Nắm lên Nhạc Thị, trận này lớn đây, nhưng mà không đơn giản đâu, trừ phi dùng mưu mẹo đặc biệt. Ví dụ như là nắm được nhược điểm của Nhạc Phong, vậy không cần phải dùng thương mại cũng có thể làm cho Nhạc Thị suy sụp. Nếu như bọn họ thua kiện, như vậy cổ đông tất nhiên sẽ rút vốn, tới lúc đó chúng ta mua cổ phiếu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nguyễn Húc tỉnh ngộ, thật khó tin, khổ sở hỏi: Cho nên cậu đã đi tìm Lâm Mỹ? Thoạt trông tưởng là cậu đang giúp cô ấy. Mỗi lần cậu ra tay đều là làm cho quan hệ của bọn họ càng ngày càng trở nên gay gắt. Cậu biết một ngày nào đó Nhạc Phong cũng sẽ gây ra chuyện. Nếu như cậu không tìm được nhược điểm của hắn, Lâm Mỹ cũng sẽ không buông tha cho hắn. Sắc mặt hơi đỏ lên, đôi mắt của Nguyễn Húc bừng sáng, mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh rõ: Cho đến nay cậu vẫn chỉ là lợi dụng Lâm Mỹ. Mình nói như vậy có đúng hay không? Mình chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Giọng của hắn du dương, hắn cúi đầu xoay người đứng lên. Nguyễn Húc không sao mở lời, đôi mắt hoa đảo mê ly của Tần Bách không biết nên nói gì cho phải. Người đàn ông này quá vô tình đi, trước sau vẫn như vậy. Hắn chơi đùa thế này, không sợ một ngày nào đó Nhạc Phong bị bức tới đường cùng, sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn với Lâm Mỹ hay sao? Nguyễn Húc mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Cô ấy hôm nay chắc là dọn tới nhà mới rồi, cậu không tới thăm hay sao? Lúc lâu sau, Nguyễn Húc không nhịn được mới nói: Cô ấy tự lo được. Hắn vừa nói xong đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nguyễn Húc đứng dậy mở cửa. Lâm Mỹ ăn mặc gọn gàng đứng ở bên ngoài. Nguyễn Húc nắm chặt cửa, cúi đầu kêu một tiếng: Lâm Mỹ. Nhất thời quên mời cô vào. Nguyễn chủ quản, tôi tìm Tần tiên sinh. Nguyễn Húc sửng sốt một lúc lâu, lại nhìn phía sau, mở miệng nói: Hai người cứ trò chuyện đi nha, tôi không quấy rầy đâu. Hắn nói xong liền cười cười với Lâm Mỹ rồi bước ra cửa. Lâm Mỹ nhìn lướt qua gian phòng khách xa hoa, Tần Bách đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Hắn đưa mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói: Tần tiên sinh. Ngồi xuống đi rồi nói, đã nhận được thông báo từ tòa án chưa? Hắn hững hờ hỏi. Lâm Mỹ khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo mà kiên định. Buổi hòa giải tôi không đến có được hay không? Tôi nghĩ nếu như giữa chúng tôi có vấn đề, có thể nhờ người thứ ba can thiệp. Có lẽ chỉ cần ngồi xuống nói vài ba câu là xong, không đến mức phải nháo lên như thế này. Nhạc Phong biết rõ tính tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cứ nghe theo quyết định của tòa án đi. Lâm Mỹ không được câu trả lời, có chút sốt ruột. Cô muốn trực tiếp tới tòa án, có thể sẽ đảo ngược được hắn sao? Tần Bách nhã nhặn cầm ly rượu, đôi mắt thâm thúy bao phủ lấy cô, chậm rãi nói. Cô lắc đầu đáp: Tôi không biết, thế nhưng cũng nên thử một lần. Tôi chỉ muốn làm một cái gì đó, coi như là làm thay viện y, nhất định là phải làm được một cái gì đó. Tần Bách chậm ngâm trong chốc lát rồi đứng dậy. Lâm Mỹ cảm thấy hoảng hốt, thân người cao lớn kia đang chậm rãi đè cô xuống. Cô vô thức ngừng thở, thân thể dựa sát vào cô. Hơi thở của Tần Bách mang theo mùi rượu tinh khiết thơm nồng. Cánh tay của hắn đặt trên người cô, đè chặt cô xuống ghế sofa. Ly rượu này để tôi dạy cô uống. Giọng nói chậm thấp vang lên bên tai của cô, mang theo hơi nóng đảo qua vành tai cô. Tần tiên sinh, tôi... Hàng lông mi của cô khẽ rung động, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Tiểu lượng của tôi không được tốt cho lắm. Tần Bách cuốn sợi tóc nồng đậm vào tay của cô, vững vàng khống chế thân thể cô, lạnh lùng nói. Tôi không muốn làm ướt người cô, mau uống đi. Không hề có biện pháp chống cự, bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Mỹ cầm ly rượu. Cô nhắm mắt, lắc đầu, bất lực uống ly rượu vang đỏ. Tần Bách ôm chặt người phụ nữ trong lòng, nhìn cô nhíu chặt mày, nắm chặt áo sơ mi của hắn, nỗ lực khôi phục tinh thần. Quả thật rượu rất mạnh, ánh mắt của Tần Bách nóng bỏng nhìn cô. Lâm Mỹ mơ màng kêu lên một tiếng. Tần tiên sinh. Cô cảm giác được bàn tay của hắn đang luồn sâu vào trong tóc cô. Cằm của Lâm Mỹ bị ép nâng lên, hắn hôn môi cô. Người đàn ông này mãnh liệt miết lên môi của cô, thọc sâu lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Thật lâu sau đó, hắn mới buông lỏng cô ra một chút, nhìn cô thở dốc, khóe mắt ướt át, hàng lông mi khẽ rung, đôi môi hơi sưng đỏ. Ý thức dần dần quay lại, Lâm Mỹ hoảng sợ,
rốt cuộc thì cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Tần Bách buông cô ra, lạnh lùng nói với cô. Xem qua hợp đồng giao dịch lần này đi, sau đó ký tên vào. Lâm Mỹ bất thình lình luống cuống tay chân, suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tay run rẩy cầm lấy tờ giấy hợp đồng. Cô chăm chú đọc, đọc cả nửa ngày vẫn chưa hiểu gì hết. Lâm Mỹ nỗ lực nhìn tờ giấy hợp đồng trước mặt. Một lát sau, cô đã hiểu. Thế nhưng sau khi xem xong, khuôn mặt của cô lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Đôi mắt trong veo từ từ mở lớn. Lâm Mỹ nhịn không được, đọc lại bản hợp đồng thêm một lần nữa. Cô chậm rãi buông tờ giấy xuống, nhẹ nhàng mở miệng. Tần tiên sinh, ý của ngài là... Ý của ngài muốn chúng ta làm một hợp đồng vợ chồng. Trong thời gian đó, tôi không được tự ý quyết định gì cả. Hơn nữa sau khi thắng vụ kiện, tôi phải làm việc cho ngài, có phải hay không? Lâm Mỹ dùng một câu nói ngắn gọn khái quát toàn bộ bản hợp đồng, giọng nói mềm nhẹ mà chật vật. Cô có thể hiểu là như vậy. Lâm Mỹ đứng lên, bước tới hắn, cùng với hắn nhìn xuống thành phố. Chúng ta sẽ là vợ chồng, chỉ là tạm thời thôi. Đợi sau khi thắng kiện, sẽ trở về như lúc đầu. Có phải như vậy hay không? Tần Bách cảm giác được cô tới gần hắn, đôi mắt thâm thúy nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng của hắn bắt gặp ánh mắt mềm mại của cô. Lâm Mỹ nỗ lực ra lệnh cho bản thân không được trốn tránh, phải hỏi cho rõ vấn đề. Việc này phải xem cô thế nào đã. Tần Bách đưa tay ra, mu bàn tay của hắn lướt qua khuôn mặt mỹ lệ của Lâm Mỹ, lần theo những sợi tóc rũ của cô xuống dưới. Tôi nói rồi, tôi không có lý do gì để lại giúp đỡ cô vô điều kiện với một người phụ nữ cả. Xưa giờ vẫn chưa hề có ngoại lệ. Trừ phi là cô ở bên cạnh tôi, trở thành người phụ nữ danh chính ngôn thuận của tôi, lúc đó tôi mới có thể giúp cô được. Lâm Mỹ, cô cứ suy nghĩ đi. Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm trắng mút của cô, chậm rãi hướng lên, nhẹ nhàng nắm cằm của cô. Tần Bách trầm giọng nói, hệt như là đang cảnh cáo cô vậy. Chớp chớp mắt, Lâm Mỹ cảnh giác, người của cô như bị điện giật. Cô lùi về phía sau, thoát khỏi vòng tay của hắn. Tần Bách nhìn cô nhạy cảm đề phòng, khóe miệng lộ ra nụ cười, rời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn cửa sổ. Tần tiên sinh, tôi... Bầu không khí yên tĩnh này làm cho Lâm Mỹ cảm thấy sợ hãi. Cô nhíu mày, hồi lâu mới xua tan được cảm giác xấu hổ vì vừa mới bị hắn chạm vào. Cô thở nhẹ, dịu giọng nói. Tôi nghĩ bản thân có chút lo lắng. Tôi đang cân nhắc tới việc có đồng ý tới buổi hòa giải vào chủ nhật hay không. Nếu như Nhạc Phong có thể trả lại sự công bằng cho viện y. Dù sao thì tôi cũng muốn hỏi qua ý của viện y một chút. Lâm Mỹ nói năng lộn xộn, thiếu chút nữa cắn vào lưỡi. Chúng ta tạm thời cứ như vậy đi. Cảm ơn ý tốt của ngài. Chỉ là cô không có đủ dũng khí để tiếp nhận. Lâm Mỹ hít sâu một hơi nói. Đã muộn rồi, Tần tiên sinh, tôi về trước. Cảm ơn ngài. Không thấy hắn trả lời, Lâm Mỹ không thể làm gì khác hơn là lùi đi mấy bước. Thân người mảnh khảnh quay đi, cắn cắn môi nói. Ngủ ngon. Nói xong cô liền bỏ chạy. Mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng tứa ra. Cô vội vã hoảng loạn. Sáng sớm bước ra khỏi phòng ở, cô nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, giảm bớt phần nào cảm giác khó chịu. Ngay lúc đó cô thấy một chiếc Ferrari đen tuyền đang đợi sẵn từ lúc nào. Tim cô đập thình thịch một cái. Lâm Mỹ, qua đây. Vốn định xoay người bước đi, ai ngờ lại bị gọi lại. Lâm Mỹ quay đầu lại, thì ra là Nguyễn Húc gọi cô. Đến công ty sao? Tôi đang đợi Tần Bách, cô có muốn đi cùng hay không? Nguyễn Húc lái xe tới bên cô, hạ cửa kính nói. Lâm Mỹ khoát tay. Không cần đâu, cũng không xa lắm, tôi tự đi là được rồi. Nguyễn Húc nắm tay lái cười cười. Nếu như tiện đường thì không nên viện cớ nha. Dù sao thì cũng cho tôi ga lăng một chút chứ. Sao hả? Tần Bách bước tới, Lâm Mỹ không dám nhìn thẳng vào Tần tiên sinh. Cô vẫn nhẹ giọng như xưa gọi hắn, lễ phép mà xa cách. Hắn mở cửa xe ngồi vào bên trong, ánh mắt lạnh lùng không rõ ẩn ý. Nguyễn Húc cảm nhận được bầu không khí giữa hai người bọn họ, hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu với Lâm Mỹ, nhấn đạp chân ga, lái xe rời đi. Lâm Mỹ nhìn theo bóng của chiếc xe hơi sang trọng, cũng hơi tự giễu mình. Trong phòng trà, Lâm Mỹ vừa mở nước vừa gọi điện thoại cho viện y. Phía bên kia, giọng nói chậm thấp của viện y vang lên. Lâm Mỹ, viện y à, hôm nay cậu thế nào? Lâm Mỹ cố sức lấy lại tinh thần, cười nói chuyện với cô. Lâm Mỹ à, lần trước cậu nói với mình, cậu đã liên lạc với luật sư rồi đúng hay không? Phải rồi, viện y, cậu cũng đã đồng ý, không phải sao? Phải, mình đã đồng ý, chỉ là hiện tại mình hơi do dự một chút,
Lâm Mỹ à, nếu như mình không thắng kiện, mọi người sẽ biết chuyện của mình, bao gồm cả đồng sự, bạn bè nữa. Lâm Mỹ à, mình rất sợ. Cậu cũng biết, không phải người phụ nữ nào bị cưỡng bức cũng có đủ dũng khí để đi khởi kiện. Cậu hiểu chứ? Ngực của Lâm Mỹ như có vết dao đâm trúng. Cô tắt vòi nước, nhẹ giọng hỏi. Mình hiểu mà. Cô lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói. Viện y à, cậu không nên lo lắng, được không? Mình sẽ cố gắng hết sức. Nhạc Phong phải bị nghiêm trị thích đáng. Mình đồng ý với cậu, mình nhất định sẽ làm được. Tống viện y mang theo vài phần oan ức, do dự một hồi mới mở miệng nói. Lâm Mỹ à, mình chỉ có thể nhờ cậu một việc được không? Đến lúc mở phiên tòa, mình không đi có được hay không? Mình không muốn xuất hiện với bộ dạng yếu đuối như thế này. Không phải là cậu đã thay mở luật sư hay sao? Vậy cậu thay mình tới tòa án luôn có được không? Câu nói đó làm cho Lâm Mỹ cứng người. Cô cũng không biết phải nói sao. Nếu như ngay cả tòa án mà viện y cũng không tới dự, vụ kiện này làm sao có thể thắng được đây? Lâm Mỹ có chút hoảng hốt, nhẹ giọng kêu lên. Viện y à, cứ quyết định như vậy đi nha. Giọng của Tống viện y run run, bức bách khẩn cầu, sợ là cô đổi ý. Lâm Mỹ, cậu thực sự không phải là mình. Mình thực sự không thể nào đứng trước tòa được. Lâm Mỹ à, cậu hãy giúp mình đi. Mình xin cậu đây. Bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Mỹ xoa xoa thái dương, muốn nói cho cô biết căn bản chuyện này là không thể. Thế nhưng Tống viện y đã ngắt điện thoại. Lâm Mỹ trở lại bàn làm việc. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên. Giọng nói của viên trợ lý vang lên lanh lảnh. Lâm Mỹ, Nguyễn chủ quản có việc tìm cô. Cô đi xem. Dạ vâng, anh ta đang ở tầng 24 đúng không ạ? Đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch. Cô đi thẳng tới đó nhá. Lâm Mỹ cầm bút, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Tần Bách đang ngồi ở phòng làm việc. Lâm Mỹ bước vào, chỉ liếc nhẹ hắn một cái. Lưng vô thức căng cứng. Cô nhìn ngón tay thon dài của hắn đang để trên bàn làm việc. Cô cũng không dám nhìn lâu, chỉ dám nhìn sang Nguyễn Húc đang ngồi kế bên. Cô cảm giác như mình đã trở thành người thừa. Có việc gì sao? Lâm Mỹ nhẹ giọng hỏi. Nguyễn Húc nhìn cô một cái, cười cười, giơ tay vẫy vẫy cô, đưa cho cô một xấp tài liệu. Cô tự mình xem cái này đi. Lâm Mỹ không hiểu gì, nhận lấy tập tài liệu. Đó là một phần bản báo cáo nội bộ. Lâm Mỹ mở ra vài tờ nhìn, đôi mắt trong veo đảo qua toàn bộ nội dung. Mới nhìn một chút đã không thể chịu nổi, chậm rãi nắm chặt xấp tài liệu. Có điểm buồn cười, trước mặt không biết là bản báo cáo của ai. Điều tra sinh hoạt trước đây của Lâm Mỹ, phát hiện ra cô và Nhạc Phong cấu kết với nhau. Cô và bác Viễn Thế Kỷ là có mưu đồ, hoài nghi cô tiết lộ cơ mật của công ty. Gần đây lại còn dở trò, làm cho kế hoạch của bác Viễn đối với Hoành Cơ bị lộ tẩy, mức độ ra tay càng lúc càng lợi hại. Cô chịu khó hồi tưởng một chút, sáng nay trên tầng hội nghị chính là đã nhắc tới vấn đề này. Trên mặt của Nguyễn Húc thoáng nở nụ cười. Có lẽ là trong đó rất có sức thuyết phục. Tôi hoài nghi gần đây công suất của Hoành Cơ liên tục giảm sút là cô có liên quan đấy nha. Lâm Mỹ trầm mặc im lặng, thật nực cười. Cô làm việc tại Bắc Viễn cho tới bây giờ cũng không tham gia vào chuyện định hướng của công ty. Không chỉ việc giao quyết định, ngay cả mảng tiêu thụ cũng đều phân công rõ ràng. Vì sao cô phải dây vào chứ? Cho nên điểm mấu chốt chính là tập tài liệu này. Rốt cuộc là do người nào đã rảnh rỗi làm đây? Cho nên tôi phải làm gì chứ? Lâm Mỹ trực tiếp hỏi. Khuôn mặt mỹ lệ lộ ra nét thản nhiên. Tạm thời cách thức, chuẩn bị điều tra, hay là làm cái gì khác? Đừng hỏi tôi, chuyện này sẽ do Tần Bách quyết định. Cậu ấy tạm thời không có thái độ gì. Dù sao thì ban giám đốc cũng không phải là do cậu ấy một người quyết định được. Nguyễn Húc đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Cô cùng với cậu ấy nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước đây. Sự tình phát sinh cũng có chút bất ngờ. Lâm Mỹ muốn nói gì đấy, nhưng Nguyễn Húc cũng đã đi ra ngoài. Hắn thậm chí còn cẩn thận đóng cửa phòng làm việc lại. Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên lạnh lẽo. Lâm Mỹ đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cô chả sát tay, cảm nhận được luồng khí lạnh. Tần tiên sinh. 10 phút. Đôi mắt thâm thúy của Tần Bách vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, lạnh lùng cắt ngang lời cô. Cho tôi xử lý xong, 10 phút nữa, cô ngồi xuống trước đi. Lâm Mỹ chỉ có thể ngồi xuống. Hắn đứng dậy, hướng phía sofa đi tới. Cô mới tới công ty vài ngày có phải không? Tại sao lại mang tới nhiều phiền toái như vậy chứ? Tần Bách dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô, mở miệng nói. Lâm Mỹ nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, nhìn thẳng hắn. Đó là bịa đặt, tôi không biết người nào tố cáo tôi, nhưng tôi không có làm việc này. Tần Bách vươn tay, nắm lấy cằm cô. Tần Bách chăm chú, cảm nhận cảm giác tới từ trong lòng bàn tay.
mang theo tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai cô. Tài liệu này 2 ngày trước Nguyên Đồng đưa lên cho tôi. Bác Viễn đối với việc này có thái độ xử lý rất nghiêm túc. Lâm Mỹ, cô cho tôi một lý do để tôi có thể tin tưởng cô xem. Trong nháy mắt, Lâm Mỹ có chút kinh hoàng. Văn kiện tố cáo đúng là do Nguyên Đồng viết. Điều này không ngoài dự liệu của cô. Thế nhưng, từng việc của cô cùng với Nhạc Phong phát sinh trong lúc đó, Tần Bách đều biết rõ. Thế nhưng hắn như thế nào lại nghĩ? Ngài biết mà. Sắc mặt của Lâm Mỹ đỏ bừng, đôi mắt trong veo, lộ ra một tia khẩn trương không lý giải. Tôi không có khả năng lấy được những tài liệu của bác Viễn để cung cấp cho Nhạc Phong. Càng không có lý do để giúp hắn. Chúng tôi thực sự không có quan hệ gì hết. Khóe miệng của Tần Bách nổi lên ý cười, lãnh đạm, rất xa xôi. Hắn buông cằm cô ra, cả người tản ra một tia lãnh khốc. Bác Viễn cũng không phải, chỉ một mình tôi có thể nói được. Cô nghĩ một chút xem, nên giải thích như thế nào với người trong ban quản trị. Bọn họ không có lý do gì để tin tưởng cô. Cũng không thể vì một nhân viên bình thường mà hao tổn tâm trí, nghĩ xem đi điều tra chuyện gì. Tốt nhất là cô nên chuẩn bị thôi việc đi. Phía sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mỹ nhất thời trở nên tái nhợt. Là ý gì đây? Cô vừa mới chuyển vào nhà trọ nhân viên của bác Viễn, vừa mới thích ứng, lại gặp phải cảnh ngộ này. Tòa án bên kia vẫn còn đang có vụ kiện đang chờ cô, thậm chí vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với Nhạc Phong. Sự tình hết thảy kéo tới. Lâm Mỹ đột nhiên có cảm giác yếu đuối đè lên hai vai cô. Cô nỗ lực bình ổn chính mình, cố gắng suy nghĩ nên làm như thế nào. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến tới bên người Tần Bách, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo. Sức mạnh của phụ nữ lúc mất đi chỗ dựa, cuối cùng lại nhỏ bé như vậy, yếu đuối như vậy. Tôi không muốn. Trong bầu không khí yên lặng, giọng của Lâm Mỹ rất thấp, rất nhẹ. Hàng lông mi dài cụp xuống, che lấp đi vẻ yếu đuối thoáng qua, hơi thở cô mong manh. Tôi không muốn thất nghiệp. Tôi đã đồng ý với viện y, phải giúp cô ấy. Nhưng dường như với chính bản thân mình, tôi cũng không thể đảm bảo. Tần Bách giơ tay, dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối của cô. Làn da trắng nõn mê người, lộ ra một chút ửng hồng. Đôi mắt xoay chuyển, mờ mịt mơ màng. Hắn lạnh lùng xoay người, cánh tay chậm rãi đem cô thu vào trong lòng. Lâm Mỹ lúc đầu có chút giãy giụa, cô đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, có chút không thể tự thoát ra. Cô gái nhỏ bé nhu thuận trong lòng. Tần Bách nhẹ luồn tay vào tóc cô, đôi môi bạc kề sát trán cô, thấp giọng nói. Sao không học cách để tỏ ra yếu đuối một chút? Tại thời điểm cần yếu đuối, cũng đừng cố làm ra vẻ kiên cường, có hiểu hay không? Trong lòng của hắn đều là ý nghĩ độc chiếm, rất ấm áp. Lâm Mỹ hé mở đôi môi ẩm ướt, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng ngài sẽ không giúp tôi. Tôi không biết ngài đang suy nghĩ gì hết. Tôi đoán không ra. Nói xong những lời này, lòng của Lâm Mỹ vô cùng hỗn loạn. Thế nhưng tất cả đều là thật. Tận Bách ôm thắt lưng của cô, cúi đầu đem cô nhẹ nhàng áp trên cửa kính. Hơi thở cực nóng tại đôi môi anh đào của cô. Vậy cô nghĩ, hiện tại tôi đang muốn làm gì chứ? Cô nhớ tới bản hợp đồng mà hắn đã từng đưa cho cô. Hắn từng nói, một khi thắng kiện, cô phải đáp ứng một điều kiện với hắn. Thế nhưng cô lại không hỏi điều kiện kia, đã vội vàng chạy trốn. Tôi không biết. Lâm Mỹ bỗng nhiên bị ngăn lại một cách hung hăng, lời lẽ trong nháy mắt bị cướp đi. Tần Bách cúi đầu cướp đoạt vẻ mị hoặc ngọt ngào của cô, đem toàn bộ thân thể của cô thu vào trong lòng. Ngón tay thon dài thâm nhập vào bên trong vạt áo của cô. Bàn tay ấm áp linh hoạt tại eo của cô nhẹ nhàng vuốt ve, lần theo đường cong duyên dáng mà hướng lên. Tránh không được, cô căn bản là không được. Nếu như không dừng lại, hắn nhất định sẽ không thể khống chế được tại nơi này mà muốn cô. Tần Bách chậm rãi buông cánh môi của cô ra, đôi mắt thâm thúy đem dục vọng áp chế xuống dưới. Nhìn cô hô hấp bất ổn, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt, cánh môi sưng lên đỏ bừng, nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ đã biết rồi chứ? Hắn nghĩ muốn điều gì đều đã biểu đạt rõ ràng. Đừng mà. Dục vọng kia làm cho cô đặc biệt sợ hãi. Lâm Mỹ lắc lắc đầu, dùng hết toàn bộ khí lực đẩy ra vòng ôm chặt chẽ của người đàn ông trước mặt. Cô một tay chống lên thủy tinh, tay còn lại gắt gao kéo lại cổ áo. Kiện cáo, thất nghiệp, từng bước kéo tới, sự tình khiến cho cô trở tay không kịp. Đầu óc của Lâm Mỹ hỗn loạn, cảm giác như chính mình đang rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra. Nhìn ánh mắt thản nhiên mà thâm thúy của Tần Bách, cô bắt đầu hiểu rõ tới tột cùng là hắn muốn gì ở cô. Thế nhưng như vậy không thể, không được. Lâm Mỹ không thể chịu đựng được không khí như vậy một lần nữa. Cô cố nén nước mắt nóng bỏng đang trực trào, tay chăm chú kéo lại cổ áo, hướng cửa phòng làm việc mà chạy ra, run rẩy chạy trốn.
tự như muốn thoát khỏi thế giới của hắn. Bên ngoài không khí có phần ồn ào náo nhiệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mỹ hé chút tái nhợt, cô cắn viền môi sưng đỏ chạy tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh rất yên tĩnh, cô siết sao đóng cửa lại mới cảm thấy có chút an toàn. Trong phòng vệ sinh yên tĩnh, cô tựa như búp bê bị bỏ quên, gặm nhấm từng chút tổn thương, ôm chặt hai tay, tạo nên dáng vẻ bảo hộ chính mình. Alo, tôi là Lâm Mỹ. Cô mở cửa phòng vệ sinh đi ra, nhẹ giọng nói. Lâm tiểu thư, tôi là Lam luật sư. Phía bên kia thanh âm rất cung kính. Lâm Mỹ lập tức lên tiếng trả lời. Lam luật sư, ông vẫn khỏe chứ? Là như thế này, vốn là buổi hòa giải này, chủ nhật chỉ có một nhân viên trung gian hòa giải của tòa án và đại diện nguyên đơn bị cáo có mặt. Là luật sư tôi không tốt khi đứng ra, mạo muội hò một chút, Tống viện y tiểu thư có thể ra mặt chứ? Lâm Mỹ do dự một chút, nhẹ nhàng kiên định mà nói. Tôi sẽ khuyên cô ấy tới, dù sao thì biện pháp giải quyết là chuyện này. Chính là cô ấy quyết định mới tốt, giả như cô ấy không muốn, khả năng hòa giải cũng đổ vỡ. À, là như vậy. Vậy chúc Lâm tiểu thư may mắn, hòa giải thành công. Phía bên kia Lam luật sư nở nụ cười. Cảm ơn ông, Lam luật sư. Tắt điện thoại di động, Lâm Mỹ vứt đi cảm giác hỗn độn trong ngực, trở nên dũng cảm một chút. Cô hiểu rất rõ ràng, có một số việc cô không có khả năng xoay chuyển tình thế. Cô chỉ có thể tận lực cố gắng, đấu đầu là tốt rồi. Tựa như lần này bị tố cáo, cô chỉ có thể thản nhiên mà đối diện với ban giám đốc. Thế nhưng nếu như bọn họ không tin, cô cũng không còn cách nào khác. Có khó khăn, có chuyện thì nhất định phải giải quyết. Chỉ ít tạm thời vẫn còn chưa thất nghiệp, không phải sao? Trưa ngày chủ nhật, cầu thang tòa án mang vẻ âm trầm. Trong di động, thanh âm tút tút đã vang lên nửa tiếng đồng hồ. Mồ hôi bắt đầu toát ra từ lòng bàn tay của Lâm Mỹ, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Cô gắn thật sâu vào đôi môi anh đào. Cô suýt chút nữa thì thốt ra âm thanh tựa như phá vỡ trong ngực. Nghe điện thoại đi mà, mình van cậu, viện y, hãy nghe điện thoại đi. Ngày hôm qua tới thăm viện y, hai người rõ ràng thống nhất đang đứng ở cửa tòa án đợi nhau. Thế nhưng Lâm Mỹ tới sớm hơn một tiếng, đợi chỗ này cũng không thấy viện y đâu. Nhiệt độ càng lúc càng lên cao, Lâm Mỹ có chút tuyệt vọng. Điện thoại vẫn thông, rõ ràng là vẫn thông, khả năng là cô ấy không tiếp. Một người chậm rãi đi xuống từ bậc cầu thang. Lâm tiểu thư, nhạc tiên sinh bọn họ đã chờ trong phòng họp phía sau từ lâu. Thời gian cũng đã tới, cô rốt cục là có muốn vào hay không? Một người trợ lý lễ phép hỏi cô. Lâm Mỹ nắm chặt điện thoại di động trước ngực, hít thở đều đều, ánh mắt trong veo nhìn trợ lý. Thanh âm có chút cầu xin. Tôi cần gọi một cuộc điện thoại, có thể chờ tôi một chút nữa hay không? Trợ lý nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, liền gật đầu. Lâm Mỹ thở ra một hơi, vốn là bấm số gọi cho viện y lần nữa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Nhiều tiếng tút tút trôi qua mà viện y vẫn không có ý trả lời. Lâm Mỹ liền gọi cho bệnh viện, y tá phụ trách cho biết viện y từ sáng tới giờ vẫn một mực không hề rời khỏi phòng. Nói đúng hơn là cô cố ý tránh mặt. Như vậy thì đêm hôm trước, vì sao lại đáp ứng cô sẽ cùng nhau tới tòa án? Trái tim của Lâm Mỹ bị bóp nghẹt đau đớn, cô có chút cụt hứng tắt điện thoại di động. Lâm tiểu thư, mời đi bên này. Trợ lý lễ phép chỉ phương hướng ở phía trước dẫn đường. Lâm Mỹ không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo người trợ lý về phía trước. Cô tự nhủ, dù chỉ một mình cũng phải kiên cường, bởi vì người mà cô phải đối mặt không phải ai khác, chính là Nhạc Phong. Cái tên này như là ma chú. Lâm Mỹ nắm chặt tay, đầu ong ong hồi tưởng lại dáng dấp tà ác ngày đó của Nhạc Phong lúc cường bảo viện y. Cô tự nhiên trở nên dũng cảm hơn. Đều là hắn làm sai, tại sao cô lại phải sợ hãi? Lâm Mỹ hít sâu một hơi, đưa tay gõ gõ cửa. Xin lỗi, đã làm phiền. Ánh mắt trong trẻo nhìn vào bên trong. Lâm Mỹ hơi chỉ hoãn bước chân, đặc biệt là khi ánh mắt sắc bén của Nhạc Phong đảo qua, ngừng lại nhìn vào đôi mắt mỹ lệ của cô. Cô cảm thấy giống như có một đôi tay nhẹ nhàng bóp chặt, làm cho cô hô hấp trở nên khó khăn. Một cỗ ẩm thấp dơ bẩn cùng với mùi máu tanh nồng xuyên vào trong não, khiến cô trở tay không kịp. Xin lỗi, tôi tớ muộn. Lâm Mỹ nhẹ nhàng chậm chạp đi tới bên kia, ôn nhu nói với người chủ trì. Người đàn ông trung niên khoát tay, ý bảo cô ngồi bên cạnh. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Giọng nói trầm ổn của người đàn ông trung niên vang lên, để hai người bọn họ ngồi đối diện, chậm rãi trình bày thế này, việc không hề liên quan tới mình. Nhạc Phong tiên sinh, Lâm Mỹ tiểu thư, tin rằng không cần giới thiệu, hai người cũng đã biết nhau. Tố tụng lần này là do Lâm Mỹ tiểu thư đưa ra, mà Nhạc Phong tiên sinh là bị cáo. Buổi hòa giải này với mục đích
đôi bên cùng đạt được một phương án giải quyết mâu thuẫn. Nếu như đôi bên đồng ý thì hòa giải thành công. Còn nếu không thì việc này sẽ được đưa ra tòa. Hai người hiểu cả chứ? Nhạc Phong nhìn về phía cô gái nhỏ cách mình một cánh tay. Lâm Mỹ của hắn cư nhiên thực sự một mình tới đây gặp hắn. Ngón tay thon dài yêu nhã chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay. Nhạc Phong có cảm giác không nhịn được. Hắn không thể ngừng nhìn cô. Chỉ cần nhìn cô sẽ nhớ lại tới ngày hôm đó. Cô một thân quần áo trắng tuyệt vọng hô khóc. Cũng chỉ khi có hành động tàn nhẫn kia, toàn bộ sự chú ý của cô mới ở tại trên người của hắn. Mỗi lần động tác của hắn đều cố kéo lại thống khổ của cô. Có trời mới biết hắn cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn vui sướng như thế nào. Hắn luyến tiếc cảm giác này. Thì ra làm cho cô đau đớn lại khiến cho hắn thỏa mãn tới như vậy. Những lời này Nhạc Phong cũng chẳng được nghe là mấy. Chỉ là nhìn Lâm Mỹ nhẹ giọng kiên định mà nói. Đã hiểu rõ. Được rồi, Lâm tiểu thư, mời cô đưa ra yêu cầu. Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Lâm Mỹ nhìn thật sâu vào Nhạc Phong, ép buộc chính mình phải đủ dũng khí, không được chùn bước, nhẹ giọng mở miệng. Tôi yêu cầu anh xin lỗi viện y, đồng thời bồi thường tất cả các tổn thất của cô ấy. Cụ thể bao nhiêu thì tôi không thể thay cô quyết định. Chỉ như vậy thôi, anh đồng ý không? Nhạc Phong cười một tiếng. Xin lỗi cái gì chứ? Bởi vì ngày đó ở trên người cô ta có chút chịu không nổi sao? Lâm Mỹ, cô có biết hay không? Người mà cô ấy thích nhất vẫn là tôi. Nói không chừng, cô ấy cũng thích cảm giác tôi ở trên người cô ấy. Anh cầm miệng đi. Lâm Mỹ đỏ mặt, trong lồng ngực xuất hiện phẫn nộ kịch liệt. Bàn tay đặt trên bàn nắm lại thành quyền. Mời anh không nên công kích người khác, nhất là đối với người bị tổn thương. Nhạc Phong, anh nghiêm túc một chút đi. Nơi này là tòa án, anh không nên khinh người quá đáng. Thanh âm của Lâm Mỹ đều là run rẩy. Cô hẳn không thể khiến cho người đàn ông trước mặt cùng với nụ cười quỷ dị của hắn biến mất khỏi thế giới. Thế nhưng cô bất lực. Nhạc Phong điềm đạm đứng lên, nhìn vào ánh mắt như phát lửa của cô. Lâm Mỹ của hắn quả nhiên chỉ thích hợp khi bị nhốt tại trong lòng đàn ông, nhịn đau mà than ngâm. Không phải là kiên cường như thế này để đối chọi cùng với hắn. Cô thực quá mất ngây thơ, khiến hắn càng muốn ra tay hủy diệt cô. Nhạc Phong tiên sinh, xin chú ý lời nói. Người đàn ông trung niên cũng không biểu hiện gì, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở. Tâm tình của Lâm Mỹ hơi chút ổn định, lần thứ hai lại nhẹ giọng nói. Tôi đề nghị như vậy, anh có đồng ý hay không? Nhạc Phong vẫn là cười khẽ, lưng đang dựa vào ghế ra, chậm rãi ngồi thẳng. Cánh tay để tại mặt bàn bắt được tay cô, để cách một cánh tay trước mặt hắn. Lâm Mỹ run run, đôi mắt trong veo hiện lên một tia sợ hãi. Muốn giãy ra, nhưng tay của hắn lại càng cuốn chặt vào bàn tay nhỏ bé, không cho cô giãy ra. Nếu như em muốn tôi đồng ý, tôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Mỹ, em hẳn là biết, nếu như em muốn tôi thân bại danh liệt, tôi đều đáp ứng. Bất quá tôi có một điều kiện. Em đáp ứng tôi, trở lại bên cạnh tôi. Tùy ý tôi làm gì em cũng không phản kháng. Nếu như em có thể làm những việc này, tôi sẽ nguyện ý đi xin lỗi viện y. Dù sao thì tôi cũng không thực sự muốn ở trên người cô ta. Trong lòng của tôi, tư vị của Lâm Mỹ em mới thật mê người. Ngón tay bị hung hăng nắm đau nhức, Lâm Mỹ không thể giãy giụa ra được, chỉ có thể run giọng nói. Anh buông tôi ra. Nhạc Phong không có ý buông cô ra. Lâm Mỹ không còn cách nào khác là hướng về phía người đàn ông kia cầu cứu. Tiên sinh, tòa án các người có khả năng bảo vệ người đại diện hai bên chứ? Tình hình của tôi hiện tại thực sự là không được thoải mái. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, mang theo một tia thống khổ. Mặt của người đàn ông trung niên không chút biểu cảm nhìn cô, vừa muốn mở miệng, tiếng nói chậm thấp bay bổng của Nhạc Phong lập tức phát ra, nhẹ nhàng phiêu đáng đứng dậy. Em hẳn là đã rất vừa lòng với đúng. Lâm Mỹ, loại động tác này không quá đáng. Chúng ta trước đây là người yêu, em cố ý phủ nhận cùng với phản kháng như vậy sẽ chỉ làm cho người khác nghĩ rằng em đang giả làm người tốt trước mặt tôi. Không đùa nữa được hay không hả? Lòng bàn tay của Nhạc Phong vô cùng nóng bỏng. Lâm Mỹ bị lời lẽ quá khích của hắn kích động, hai tròng mắt ẩm ướt, đau lòng cùng với nhục nhã bao trùm. Cô biết mình tới đây là sai lầm, cô căn bản không nên tới. Nhạc Phong căn bản là không có ý hòa giải. Bất quá hắn chỉ muốn gặp cô, nhục nhã cô. May mà viện y không tới, bằng không cũng sẽ không chịu nổi đả kích này. Có đúng không? Người đàn ông trung niên nghe được lời của Nhạc Phong nói có phần hơi sững sờ. Tiếp theo vô tình hướng về phía Lâm Mỹ nói. Lâm tiểu thư, nếu đúng như vậy, có phải vụ kiện này chỉ là hiểu nhầm hay không? Người yêu trong lúc đó tranh cãi cùng với bất hòa, không nên ầm ĩ để tòa án can thiệp. Như vậy mới đôi bên đều không tốt. Hai người hẳn là tự mình giải quyết đi.
Nhạc Phong, anh buông tôi ra. Tôi nói rồi, chúng tôi đã chia tay. Anh không còn quyền đối xử với tôi như vậy. Đôi mắt của cô mát lạnh yếu ớt nhưng lại kiên định lấp lánh. Tiện đà sau đó nhẹ nhàng hướng về phía người đàn ông trung niên. Còn có, vị tiên sinh này, nếu như ngài không xem xét kỹ lưỡng vụ án của tôi, xin không nên tùy ý kết luận. Tôi hẳn là sai lầm khi tin tưởng năng lực làm việc cùng với khả năng bảo hộ của các ngài. Như vậy hòa giải là không cần thiết. Nói xong cô liền rút tay về, dùng toàn bộ khí lực, ngón tay vô tình đập trên mặt bàn, rất đau. Lâm Mỹ nhíu mày chịu đựng đau đớn, tao nhã đứng dậy, xinh đẹp cao quý tựa như một nàng công chúa. Tới đây kết thúc đi, tôi sẽ trực tiếp đợi tới lúc mở phiên tòa. Hy vọng anh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ngón tay trắng nõn của cô có chút co quắp. Lâm Mỹ lịch sự mà xa cách, nhẹ giọng nói một câu, cầm lấy túi sách rời đi. Nhạc Phong chỉ là dừng ở cô, ánh mắt kiêu ngạo nhìn theo cô, mãi cho tới khi bóng dáng của cô biến mất. Ngồi trong xe, trong lòng của Lâm Mỹ lo lắng tuyệt vọng xuống. Cô lúc đầu định nói địa chỉ nhà trọ để quay về, thế nhưng lại do dự một chút, lại bảo người ta lái xe đi tới bệnh viện. Điện thoại di động rung lên, Lâm Mỹ rối loạn, tim vẫn còn đau nhức, nỗ lực lấy lại tinh thần, tiếp điện thoại. Xin chào, tôi là Lâm Mỹ. Lâm Mỹ, là tôi. Nguyễn Húc bên kia tựa như đang bận rộn gì đó, khẩu khí vội vàng nói với cô. Lâm Mỹ nao nao, nhẹ giọng nói. Nguyễn chủ quản. Nguyễn Húc ngoéo khóe miệng một cái, có chút tự giễu. Ây, đừng gọi cái gì mà chủ quản, nghe không thoải mái chút nào. Cô gọi Nguyễn Húc là được rồi. Buổi sáng ngày mai sẽ có một cuộc họp cấp cao nội bộ. Cô chuẩn bị một chút đi, chắc là sẽ có chút phiền phức đấy. Tôi cần phải chuẩn bị những gì chứ? Cô khẩn trương. Không biết rõ lý do sao, bọn họ muốn giải thích hợp lý. Tính tình của Nguyên Đồng, toàn bộ người trong công ty đều đã rõ. Thế nhưng hội đồng quản trị lại không nghĩ như vậy. Cho nên lần này cô phiền phức rồi. Chính là có thể bị Bác Viễn sa thải, kiện cáo cũng không xong đâu. Nguyễn Húc hơi nhíu mày, mặc dù ngũ khí bình thản đủ nhẹ, nhưng hắn biết hẳn là đã dọa tới Lâm Mỹ. Ánh nắng mùa hè nóng bức xuyên qua cửa kính xe, Lâm Mỹ nâng mắt, hàng lông mi thật dài cụp xuống. Tôi biết rồi, tôi sẽ đối mặt. Tiếng nói dịu dàng của cô vang lên khiến cho người ta có chút thương tiếc. Mặc dù biết rõ như vậy là không thích hợp, nhưng Lâm Mỹ vẫn nhẹ giọng mở miệng. Tiếng nói ngây ngô có chút mơ màng. Ngày mai Tần tiên sinh cũng có mặt, phải không? Nguyễn Húc nhịn không được mà nhíu mày, đôi môi mỏng gắt gao sát điện thoại, thấp giọng nói. Lâm Mỹ à, những lời này không nên hỏi tôi. Thế nhưng tôi mong cô hiểu, Tần Bách từ trước tới giờ trên thương trường vẫn không tính là người lương thiện. Đối với người mà cậu ấy muốn, đối với cô, cậu ấy lại càng muốn nắm bắt. Nếu như là cậu ấy nói muốn cô, vậy thì cô phản ứng cũng không được đâu. Tôi không phải nói cô là phải khuất phục tuân theo, tôi cũng chỉ là không muốn nhìn cô bị thương tổn, hiểu chưa hả? Mấy câu nói thản nhiên ấy, nói xong, lưng của Lâm Mỹ hơi run rẩy, gian nan nói. Tôi hiểu rồi. Vậy là tốt rồi. Về chuyện ngày mai, Lâm Mỹ à, cô nói cho tôi biết đi, cô đã từ chối lời giúp đỡ của cậu ấy có phải không? Nói cách khác là đã từ chối điều kiện kia. Nguyễn Húc hỏi trắng trợn. Lâm Mỹ nhớ tới lần Tần Bách kịch liệt tùy ý xâm phạm tại văn phòng, nhìn không được mà hơi hoảng loạn. Cô vuốt vuốt mấy sợi tóc hỗn loạn phía sau, chán nản nói. Có lẽ đúng là như vậy. Bên kia Nguyễn Húc thật lâu mới lên tiếng. Trong phút chốc hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tôi không giúp được cô, Lâm Mỹ à. Đối với cậu ấy, thời điểm mấu chốt chỉ có một lần. Cô lãng phí thời gian này, cậu ấy sẽ không cho cô lại cơ hội lần nữa đâu. Lâm Mỹ lặng lặng nghe Nguyễn Húc nói, có cảm giác tựa như vỡ vụn. Cô muốn cười một tiếng cười bất đắc dĩ, nhưng thực sự là cười không nổi. Đối với rất nhiều chuyện đều đã trở nên vô lực, ngay cả từ chối cũng là mệt mỏi. Cô mệt chết đi được, thân thể như dựa vào ghế ngồi, tay nắm chặt cửa kính xe, thật lâu không nói gì. Cảm ơn anh, Nguyễn Húc, tôi tự mình đối mặt là được rồi. Lâm Mỹ nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Nguyễn Húc không nói gì thêm nữa, chỉ kêu được một tiếng rồi sau đó cúp máy. Nếu như không cúp máy, hắn sẽ bắt đầu thương tiếc không thôi. Xe taxi từ từ dừng ở trước cửa cổng bệnh viện. Tiểu thư à, nơi này không thể dừng xe. Tài xế quay đầu lại nói, cắt đứt suy nghĩ của cô. Lâm Mỹ khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Tôi xuống chỗ này là được rồi, cảm ơn anh. Không khí nóng bức trong nháy mắt bao trùm lấy cô. Cô đóng cửa xe lại. Lần thứ hai gọi số của viện y, nhưng vẫn như trước, không hề có ai bắt máy. Cô hướng đi tới phòng bệnh, không cảm nhận được một chiếc xe to lớn màu đen đang theo sát phía sau cô. Tại một góc khuất, chiếc xe đó bỗng nhiên quay ngược lại,
tông cô té ngã. Cửa xe mở ra, một thân ảnh hướng cô đi tới. Không hề xin lỗi, cũng không hề kinh ngạc, đối phương rõ ràng là cố ý. Trong lòng của Lâm Mỹ hiểu rõ sự tình, chống tay xuống đất, yếu ớt muốn đứng dậy, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ cúi người xuống, đem cô ôm đấy, ôm vào trong lòng. Giọng nam trầm ấm nói. Lâm Mỹ, làm sao vậy chứ? Sao lại không cẩn thận như vậy? Cô bỗng nhiên nghe được tiếng nói của Nhạc Phong, chỉ là khi nào hắn lại đi theo cô tới bệnh viện. Bộ tôi ra, đau quá. Lâm Mỹ đau đớn dãy giụa, cảm giác như đang bị ma quỷ ôm lấy. Đừng có nhúc nhích, em đang chảy máu rất nhiều. Nhạc Phong trấn an cô, cầm lấy cánh tay nhỏ bé đang dãy giụa của cô, áp chế vào trong ngực, một bộ dạng một bực yêu thương. Tôi chỉ là dọa em thôi, tôi không nghĩ muốn đả thương em, như thế nào lại thành ra như vậy? Nhạc Phong, anh buông ra, nơi này là bệnh viện, rất nhiều người đang nhìn, anh lại cố ý làm như vậy, anh tới tột cùng là muốn thế nào? Cuối cùng cô cũng khóc nức nở, hoàn toàn bị va chạm vừa rồi làm cho sợ hãi. Lâm Mỹ, đừng khóc. Em biết không, hôm nay tôi tới tòa chỉ là muốn nhìn thấy em, bởi vì tôi rất nhớ em. Không nghĩ nhanh như vậy mà em đã đi. Em biết tôi có bao nhiêu luyến tiếc chứ, tôi buồn bực theo em, sao em cũng không quay đầu nhìn tôi một cái. Trong lòng của Lâm Mỹ cả kinh, sợ hãi càng lúc càng nhiều. Cô đau, tất cả các khớp xương bị đụng vào đều trở nên đau đớn. Không nên lại theo tôi, chúng ta không có liên quan gì hết. Anh chính là đồ biến thái. Cô không thể chịu nổi nữa, dừng dừng lắc đầu, liều mạng mà giãy giụa. Lâm Mỹ, em đừng có ép tôi. Thanh âm của Nhạc Phong u ám, có một chút chật vật, cố sức ôm chặt cô, gạt bỏ sự giãy giụa của cô, gắt gao đè chặt cái đầu lộn xộn của cô, cúi đầu hướng phía cánh môi đỏ bừng của cô hung hăng mà cắn. Lâm Mỹ thống khổ rên nhẹ, tay gắt gao vặn chặt cánh tay của hắn, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hai người dây dưa không chú ý tới xung quanh, một chiếc Ferrari màu đen với tốc độ kinh hoàng lao tới. Thân thể của Nhạc Phong bỗng chốc cứng ngắc, bị sức lực kia làm cho kinh hãi. Tần Bách từ trong xe bước xuống, hướng về phía hai người bọn họ mà đi tới. Lâm Mỹ nhân cơ hội này, từ trong lòng của Nhạc Phong giãy giụa ra, cố gắng đẩy ra sự kìm hãm của hắn. Tần Bách đi tới, cúi người ôm lấy cô gái nhỏ trên mặt đất, đan cánh tay đang ôm chặt sau thắt lưng của cô, để cô tựa vào thân thể của hắn, đem cô thu vào trong lòng. Thế nào? Nhạc tổng cảm thấy rất hứng thú đối với người đàn bà của tôi sao? Anh là ai chứ? Nhạc Phong nhìn hắn, tiếng nói có vẻ âm u tối sầm. Đôi mắt thâm thúy của hắn thoáng hiện lên một tia chiếm giữ. Hắn hướng về phía Nhạc Phong, chậm rãi vươn tay. Tần Bách, chồng của cô ấy. Nhạc Phong tưởng như bị sét đánh, sắc mặt trở nên tái mét. Hồi lâu sau mới phản ứng, vươn tay ra bắt tay với hắn. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết Lâm Mỹ của hắn đã kết hôn. Hơ, không phải chứ. Nhạc Phong nhìn Lâm Mỹ, trong mắt hận không thể đem cô bóp chết. Tôi trước đấy thế nào lại không biết, em đã từng kết hôn. Muốn kết hôn thì hai người kết hôn là đủ rồi, không cần thiết phải báo cho những người không quan trọng. Nhạc tổng hiện tại đã hiểu chưa? Sau này nếu như muốn động tới, cũng nên biết nhìn trước nhìn sau, đang cùng với ai đối mặt, không phải lúc nào cũng không gặp phiền phức. Anh nói xem, có phải hay không? Trong lòng của Nhạc Phong căng thẳng, sắc mặt xanh đen hắng giọng. Lâm Mỹ, cô lừa tôi bao lâu rồi chứ? Đầu của hắn không thể suy nghĩ được cái gì, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Cô quay đầu trừng mắt với hắn, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Không lâu sau đó, tôi không có lừa anh bao lâu. Nhạc Phong, nếu như tôi muốn gạt, cũng chỉ có chuyện này, mà không phải giống như anh. Lúc tôi thực sự rời xa anh, tôi mới nhìn rõ anh là loại người như thế nào. Tiếng nói của cô có chút run run, ổn định tâm tình, tiếp tục nói. Chuyện của viện y, tôi nhất định sẽ khiến cho anh bị trừng phạt đích đáng, nhất định là như vậy. Thân thể của cô có chút chống đỡ không được. Tần Bách nhạy cảm cảm thấy, siết chặt eo cô, làm cho cô một hồi dựa vào người của hắn. Ánh mắt của Tần Bách lạnh lùng, nhàn nhạt nói một câu. Xin lỗi, thật ngại quá, không thể tiếp chuyện với anh rồi. Rồi ôm lấy cô đi tới phòng cấp cứu. Đều là ngoại thương, tính dưỡng cho tốt. Lâm tiểu thư sau này cẩn thận một chút, tôi thấy cô gần đây rất hay bị thương. Lâm Mỹ giúp y tá giữ chặt băng gạc, một miếng gạc cuối cùng màu trắng dán vào. Cô ngước đôi mắt trong veo lên, thân mật mà đáp lại. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý. Khẩn trương lên, chồng của cô ấy vẫn đang chờ đấy. Lâm Mỹ giật mình, quay đầu lại, ngây ngốc nhìn thân ảnh cao ngất của Tần Bách phía cửa. Nhớ tới vừa rồi, hắn nói với Nhạc Phong, hắn chính là chồng của cô. Lâm Mỹ đột nhiên có chút không dám đối mặt với hắn.
cánh tay phải bị một vết thương rất sâu, động vào một chút là đau nhức. Lâm Mỹ dè dặt cắn môi, đi tới trước mặt hắn. Tần tiên sinh, vừa rồi rất cảm ơn ngài. Cô thành thật mà nói, ánh mắt của hắn nhìn cô, kéo tay cô, cánh tay to lớn đem cô ôm lấy. Lần sau nên đổi câu khác đi, ngoài trừ cảm ơn tôi, cô không có việc gì khác để nói hay sao? Một câu nói này khiến cho cả người Lâm Mỹ run lên. Nhưng ngài làm sao lại có mặt ở bệnh viện chứ? Lâm Mỹ có chút kỳ quặc. Còn cô? Hắn dùng thanh âm du dương bên tai, không giấu vết mà rời đi sự chú ý. Đôi mắt của Lâm Mỹ quả nhiên là không để ý nhiều như vậy. Chăm chú suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân ban đầu muốn đi tới thăm viện y. Tôi tìm tới viện y để hỏi xem cô ấy tại sao lại không tới buổi hòa giải. Hơn nữa tôi... Lâm Mỹ có chút không nói ra, tập trung dũng khí, can đảm nói. Tôi đã phá hỏng, Nhạc Phong căn bản là không có ý sám hối. Ngài vừa rồi hẳn là cũng đã nhìn ra. Phải. Hắn nhàn nhạt nói ra một câu, giấu giếm vết tích. Lâm Mỹ đánh mắt nhìn hắn, kỳ thực còn rất muốn nói rất nhiều chuyện. Ví dụ như hợp đồng mà hắn đưa ra, ví dụ như hội nghị cấp cao ngày mai, ví dụ như nguy cơ cô phải ra hầu tòa. Cô biết đến kia tất cả đều nằm trong tay của người đàn ông này, thế nhưng cô lại không thể mở miệng nói. Cậu xin hắn có cái gì khác chăng? Cô không thể mở miệng nói được. Tôi muốn tới thăm viện y, thuận tiện khuyên cô ấy ra tòa. Lâm Mỹ nhẹ giọng nói. Cô không phải là không có khả năng rời khỏi hắn, mà là tay của cô vẫn bị hắn nắm lấy, nắm rất chặt, một chút cũng không có khả năng thoát khỏi. Quan hệ này rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước cô gọi hắn tới đều là rất xa cách. Động tác thân mật của hắn với cô cũng rất gượng ép. Hắn ngưng mắt nhìn cô hồi lâu, nhàn nhạt nói một câu. Được. Để mặc cho cô lần cuối cùng lăn lộn, qua ngày hôm nay cô không còn quyền quyết định chính hành động của mình nữa. Không nên nói những lời này với mình nữa. Chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao? Cậu còn tìm mình làm gì nữa? Tống Viện Y rõ ràng không muốn đối mặt với cô, vội vã né tránh, thu thập đồ đạc của chính mình, chuẩn bị xuất viện. Lâm Mỹ đứng bên cạnh giường bệnh, lặng lặng nhìn cô. Thế nhưng mình đã hỏi qua luật sư, nếu như cậu không có mặt, chúng ta thực sự rất khó để thắng kiện. Không dám đối đầu giằng co, làm sao có khả năng thắng chứ? Mình không muốn giằng co, mình cùng với kẻ cầm thú kia giằng co cái gì chứ? Lâm Mỹ à, mình đã sớm nói với cậu, cậu không phải mình, cậu thay đổi rồi, cậu cũng dũng cảm hơn. Nhưng mà Viện Y à, vụ kiện lần này tốt cho cậu mà. Lâm Mỹ đè xuống thống khổ, nhẫn nại nói ra một câu. Có cái gì tốt cho mình chứ? Cậu đã từng hỏi qua mình chưa? Cậu có từng nghĩ tới mình có đồng ý hay không? Giúp mình đòi lại công bằng ư? Kỳ thực là vì cậu hận Nhạc Phong không phải sao? Cậu đừng nói là giúp mình. Lâm Mỹ à. Cô đi qua ôm lấy Lâm Mỹ, cằm gác tại vai của cô, khóc nức nở và nói. Xin lỗi, xin lỗi. Mình thực sự không có dũng khí. Mình biết cậu đều là vì muốn tốt cho mình. Mình cũng hối hận, mình hận chính mình vô dụng. Lâm Mỹ à, cậu giúp mình đi, cậu đừng bỏ rơi mình. Mình thực sự muốn hắn bị trừng phạt thích đáng. Mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu, được chưa? Thanh âm của Lâm Mỹ mềm mại, mang theo một chút khàn khàn, an ủi cô. Cậu muốn tiếp tục sao? Thanh âm trầm thấp của Tần Bách lộ ra nhu tình ấm áp, nhẹ giọng hỏi cô. Bọn họ không có lái xe, chỉ là cùng ngồi ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều tà dần dần buông xuống. Cô biết việc hắn hỏi tới chính là vụ kiện. Còn muốn tôi phải làm như vậy, Nhạc Phong hẳn phải là bị trừng phạt thích đáng. Thế nhưng tôi duy nhất có thể phản kháng cũng chỉ như vậy. Còn chuyện khác tôi không thể động tay hắn dù chỉ một chút. Rất vô dụng có đúng hay không? Đúng là rất vô dụng. Tần Bách tiếp nhận lời của cô. Là Tống Viện Y phải không? Hắn lặng lặng nhớ lại tên bạn cùng phòng của cô. Cô đã từng cứu cô ta, ngăn cản cô ta tự sát, hiện tại lại giúp cô ta khởi tố. Thế nhưng vừa rồi trong phòng bệnh, ngay cả toàn thân cô bị thương, cô ta cũng không hề thấy. Lâm Mỹ, cô thực sự rất vô dụng. Lâm Mỹ bị nói như vậy, chẳng khác nào bị một gáo nước lạnh hung hăng tạt vào người. Thật là kỳ quái, trên môi của cô nổi lên ý cười, rất trong sáng mỹ lệ, thoát tục khiến cho kẻ khác phải chú ý. Vừa vặn cũng chưa từng nghĩ tới, hiện tại cô lại thấy đau. Tôi gần đây hình như rất dễ yếu đuối, hơi một chút là không chịu nổi. Trước đây không nghĩ tới thế giới này thực sự ghê tởm tới như vậy. Giờ nhìn chỗ nào cũng thấy là cạm bẫy.
Cô cuộn mình nhẹ nhàng ngồi trên ghế, dựa đầu vào vai của Tần Bách. Mặt trời chiều đẹp quá, thế nhưng cũng mau lặn xuống. Vai của Tần Bách rất rộng, rất thoải mái. Lâm Mỹ vô thức mà dựa sát vào, mãi cho tới khi người được mùi nước hoa nhẹ nhàng khoan khoái trên người của hắn mới ý thức được mình đang làm gì. Tôi có thể dựa vào một chút hay không? Tay cô chống lên ghế, nhỏ giọng hỏi. Tần Bách đột nhiên cảm thấy thời gian chưa bao giờ yên tĩnh tới như vậy. Như vậy cũng thật tốt, cô không nghĩ ngợi mà nhìn hắn. Giống như cậu xin cùng với tin tưởng, lạnh lùng như hắn, cuối cùng cũng không thể khước từ. Vòng tay túm lấy bàn tay của cô kéo qua, đem cả người cô ôm vào trong lòng, khiến cho cô thoải mái mà nằm trong lòng hắn. Những khớp ngón tay dài của hắn cùng ngón tay trắng loãng của cô dây dưa, xinh đẹp, quấn quanh, đắm chìm vào mệt mỏi muốn ngủ. Lâm Mỹ quyết định buông thả chính mình một lần. Dưới ánh nắng mặt trời chiều mỹ lệ, cô không muốn nghĩ tới những chuyện lộn xộn kia. Cô cũng biết ngày mai khi mặt trời mọc lên, có lẽ Tần Bách sẽ đứng ở một bên đối lập với cô, miệng bình thản mà phán xét và ra quyết định cho số phận của cô. Thế nhưng lúc này đây, cô không muốn nghĩ tới nó nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Mỹ ở bên ngoài phòng làm việc gặp Nguyên Đồng. Cô ta muốn Lâm Mỹ cầu xin mình để cuộc hội đồng quản trị sắp tới ít nhất sẽ không còn diễn ra. Nhưng Lâm Mỹ từ chối, thẳng thắn mà đối mặt. Lâm Mỹ nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng họp. Trước mặt là mấy người âu phục màu đen, khiến bầu không khí có vẻ như nặng nề. Nhẹ nhàng hít thở sâu, cô ôm chặt tài liệu trong lòng, đóng cửa lại. Xin lỗi, tôi tới muộn. Lâm Mỹ hơi cúi đầu, một vài sợi tóc mềm mại khẽ rớt xuống. Tần Bách nắm ngón tay thon dài đứng dậy, thản nhiên nói. Ngồi đi. Lâm Mỹ nghe vậy, nhu thuận ngồi xuống. Cách bàn công tác màu đen thật dài, cô ngồi đối diện với hắn. Lâm tiểu thư, cô có biết hội nghị ngày hôm nay mời cô tới là có mục đích gì hay không? Một người đàn ông mở miệng nói. Lâm Mỹ gật đầu, nhẹ giọng nói. Tôi biết. Tài liệu tố cáo này tôi đã xem qua, tin tưởng là Lâm tiểu thư cũng như vậy. Hiện tại tôi mong Lâm tiểu thư cho tôi một lời giải thích, làm cho hội đồng quản trị các ngài cũng hiểu rõ được sự tình. Cô nói đi. Rất nhiều ánh mắt mang theo nghi vấn, cùng với bức bách đảo tới, yên lặng nhìn cô. Về chủ tịch Nhạc Thị, Nhạc Phong, anh ta đã từng là bạn trai của tôi. Chúng tôi là người yêu, chỉ là ngày mà tôi tiến vào Bác Viễn, cũng là ngày mà chúng tôi chia tay. Bây giờ, trừ bỏ ân oán cá nhân, không có quan hệ nào khác. Tôi không rõ anh ta có biết tôi làm việc ở Bác Viễn hay không, nhưng đối với việc Nhạc Thị ra tay thao túng, tôi không biết gì hết. Ở đây tôi cũng chỉ công tác tại bộ phận thư ký, kế hoạch hoạt động cụ thể như thế nào, tôi cũng không có khả năng tiếp cận. Đây chính là lời giải thích của tôi. Người đàn ông cười cười, vung tập tài liệu trong tay nói. Lâm tiểu thư, cảm ơn cô đã thừa nhận. Như vậy chúng tôi thảo luận cũng thuận tiện hơn. Nếu như chân tướng đúng như cô nói, vậy tại sao lại có một số tài liệu tố cáo như vậy? Chúng tôi không thể chỉ tin lời nói từ một phía. Nhạc Thị cùng với Bác Viễn đang có tranh chấp trong kế hoạch xí nghiệp Hoành Cơ. Lâm tiểu thư, vì cái gì chúng tôi phải tin tưởng cô? Lâm Mỹ tự suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói. Tôi không có cách nào. Một loạt tiếng ồ đồng thời vang lên, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên người cô, bỗng chốc trở nên phức tạp hơn. Thanh âm của Lâm Mỹ rất nhẹ, rất rõ, dừng ở vấn đề của người nọ, kiên định nói. Vị tiên sinh này, tôi đích thị là không có cách nào giải thích. Người ta luôn luôn nghi ngờ nhiều hơn đối với những lời thanh minh. Tính xác thực của tài liệu này, cấp trên cũng không thể đảm bảo, không phải sao? Giọng nói mềm mại của cô giống như nước lạnh xối tới, thức tỉnh nhất loạt những người đàn ông tự đại. Sắc mặt của người đàn ông vừa đưa ra vấn đề cũng không hề dễ nhìn, nhìn cô nói. Trên đời này không có lửa làm sao có khói. Lâm tiểu thư, biểu hiện giả ngốc của cô cũng rất khá. Trong công ty, năng lực luôn luôn khiến cấp trên nhìn nhận. Tôi cũng không nghĩ lại có người rảnh rỗi đi soi mói sự tình trước kia của cô và bây giờ, xem tốt xấu hay không. Giả ngốc tất nhiên là có nguyên nhân, không phải sao? Lý luận kia yếu đuối mà buồn cười, thế nhưng cũng rất chí mạng, không ai có thể phản bác lại lý lẽ sai lầm ấy. Cô cũng vậy. Lâm Mỹ nỗ lực ngồi thẳng lưng, tiếng nói nhẹ nhàng, chậm chạp êm tai. Tôi không biết, tiên sinh. Tôi thực sự đoán không ra được ý đồ của người tố cáo. Tôi chỉ có thể xác định được duy nhất một việc. Mối quan hệ trước đây của tôi cùng với bạn trai không tốt như mọi người đã tưởng. Tôi có thể kiềm chế chính bản thân mình. Đối với ngài, tôi không cách nào khống chế lại đời đồn đại. Xin lỗi. Ánh mắt thâm thúy của Tần Bách vẫn dừng lại trên người của Lâm Mỹ, ngón tay trên mặt bàn khẽ gõ, lộ ra vẻ uy nghiêm.
Cục diện đột nhiên an tĩnh, tiếng nói lạnh lùng vang lên. Đưa một vài bằng chứng đi, tôi không muốn tiếp tục nghe những tranh chấp vô vị. Một câu nói thôi cũng làm cho những người đàn ông hai bên có chút xấu hổ. Tôi đã từng kiểm tra qua một số tư liệu, cũng đã hỏi qua một vài người, thế nhưng không có bằng chứng xác thực. Người đàn ông có chút dè dặt nói. Hắn đứng lên, xung quanh duy trì một màn yên lặng. Thân ảnh cao ngất, bàn họp thật dài, thanh âm du dương quanh quẩn trong không khí. Thì ra đây là kết quả mà các người đã chuẩn bị sao? Tôi có nên hay không chuẩn bị một người kiểm tra nói dối, xem tất tuột cùng là ai nói thật, là như thế này sao? Không khí yên lặng sơ sát. Tần Bách dừng lại cô gái nhỏ bé yếu ớt kia, thản nhiên nói. Còn cô? Cách bầu không khí, ánh mắt của Lâm Mỹ nhìn hắn, đôi mắt trong veo của cô bỗng giật giật. Mắt của hắn nhìn đi tới, hai tay chậm rãi đặt lên hai vai của cô, cúi đầu nói. Cô sắp tới phải hầu tòa sao? Hơi thở ấm áp của hắn tỏa ra, Lâm Mỹ cảm thấy sau lưng có một cỗ lực uy hiếp. Cô gật đầu, tay để trên bàn, chậm rãi nắm chặt. Bàn tay của Tần Bách nhẹ vuốt tóc cô, lạnh nhạt nói. Khỏi phải nói cho tôi biết, hãy nói cho bọn họ nghe đi. Hội đồng quản trị, trước mặt rất nhiều người đưa ra quyết định phản đối, hắn đối với cô thân thiết, không chút nào che giấu. Lâm tiểu thư à? Có người phá vỡ thế khó xử, mở miệng hỏi. Có thể mạo muội họp một chút hay không? Vụ kiện cáo của cô cùng với cuộc họp của chúng ta hôm nay có quan hệ gì chứ? Cô trầm mặc, ngón tay chạm tới văn kiện phía dưới. Cô đã sớm chuẩn bị, hẳn là sẽ dùng tới. Thế nhưng giờ phút này, cô đột nhiên phát hiện ra chính mình không đủ dũng khí. Vụ kiện đó là việc riêng giữa tôi và Nhạc Phong. Lâm Mỹ nhẹ nhàng nói, tay từ từ nắm chặt túi tài liệu. Mọi người có chút giật mình, cùng nhau trao đổi ý kiến rồi nói. Vậy Lâm tiểu thư, cô có thể nói rõ hơn một chút, nội dung tố tụng là gì hay không? Đúng vậy, chúng tôi vẫn còn đang thắc mắc. Ví dụ như, mối quan hệ của hai người phát triển tới mức nào? Văn bản này không hề có đề cập tới. Rốt cuộc là cô có động cơ gì khi tới đây làm việc? Mở túi sách lấy tập tài liệu bên trong ra, Lâm Mỹ nhẹ nhàng đẩy lên phía trước, đôi mắt trong veo như nước. Tần Bách đã trở lại chỗ ngồi, thản nhiên nhìn cô chằm chằm. Mọi người nhìn tập tài liệu nọ, trong lòng nổi lên một tia rối loạn. Toàn căn phòng có chút chấn động, Lâm Mỹ vẫn bình tĩnh ngồi yên. Lâm tiểu thư, vụ kiện này là cô chủ động khởi kiện, hơn nữa còn lấy danh nghĩa cá nhân sao? Xem xong tài liệu, người đàn ông ngồi ở vị trí cuối cùng đưa mắt nhìn cô. Lâm Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy. Ánh mắt của người đàn ông lần thứ hai lướt qua văn kiện, suy nghĩ hồi lâu, trên môi mới lộ ra ý cười châm biếm. Thật không ngờ đương kim chủ tịch Nhạc thị lại là kẻ biến thái điên cuồng tới như vậy. Lâm tiểu thư à, cho phép tôi nói thẳng, phần thắng này của cô không lớn. Nét mặt của Lâm Mỹ không hề biến đổi, có chút kiên định nói. Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi biết. Lâm tiểu thư, tôi muốn hỏi vấn đề cuối cùng. Người đàn ông đưa ra vấn đề lúc nãy, nhìn cô nói. Cô khẳng định nội dung tài liệu tố cáo này là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thực, có đúng hay không? Lâm Mỹ không lên tiếng, chỉ lặng lặng gật đầu. Hội đồng quản trị một lần nữa thấp giọng bàn luận. Có người cung kính hỏi ý kiến của Tần Bách, sau đó quay mặt nhìn cô nói. Trước mắt là như vậy, sự việc cụ thể chúng tôi sẽ xem xét. Kể cả người tố cáo, chúng tôi cũng cần thẩm vấn lại. Lâm tiểu thư, cô về trước đi. Đại khái việc cô có thể tiếp tục làm việc ở Bắc Viễn hay không, hai ngày sau sẽ rõ. Cuộc họp kết thúc, Lâm Mỹ đứng dậy, hướng hai người ngồi gần bắt tay, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, không khí bên ngoài vẫn mát mẻ như cũ. Điều kiện làm việc ở Bắc Viễn trước giờ đều là tốt nhất. Cô băng qua phòng họp thật dài, bấm nút thang máy một mình đi vào. Cô bấm nút lên tầng thượng. Hiện tại chỉ còn một mình cô, có thể tỏ ra yếu đuối hay không, có thể khóc hay không chứ? Toàn bộ đồ trong tay đều đã rơi xuống đất, cô cũng mặc kệ. Quá khứ, cô ôm chặt hai cánh tay, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, đem toàn bộ chua xót cùng với yếu đuối bộc lộ ra ánh nắng. Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt chảy ra, cô có chút bất ngờ. Lên đây làm gì thế? Kèm với tiếng nói chậm thấp, một thân ảnh nam tính từ phía sau tiến tới cô, mang theo khí phách không thể kháng cự, vòng tay ôm lấy cô, hơi thở ấm áp theo tư thế nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn cô. Cô mở to mắt, lực đạo mạnh mẽ từ phía sau khiến cô có chút căng thẳng. Tần Bách cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng, cô có chút giật mình quay đầu nhìn lại. Tần Bách mím môi không nói, hắn đương nhiên biết
trong cuộc họp cô phải ẩn nhẫn chịu đựng như thế nào. Đó là điều mà trước đây cô hoàn toàn không thể làm được. Chỉ là hắn không nghĩ tới vẻ yếu đuối của cô có thể khiến cho người khác xót thương tới như vậy. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, tiếng nói ám muội, cúi đầu than thở. Cô gái này. Ngay sau đó, hắn thu hồi bộ dáng tươi cười, cúi đầu hôn cô. Không có không khí, Lâm Mỹ khó khăn hô hấp, chỉ có thể khép chặt hàm răng, chống cự hắn. Mở miệng ra. Tần Bách thở gấp mà ra lệnh, bàn tay dọc theo cái cổ trắng tuyết, siết chặt làm xương cổ của cô đau đớn. Đau đớn tới run rẩy khiến cô mất hết kháng cự. Hắn tùy ý cướp đoạt đi sự ngọt ngào khiến kẻ khác si mê cô, hung hăng mà cướp lấy. Tần Bách cảm nhận được sự khác thường của cô, đè nén dục vọng, chậm rãi buông lỏng lực đạo. Cả người Lâm Mỹ bị xoay lại, hai tay bị buộc chặt lên thắt lưng của hắn, tiếp tục hôn thật sâu. Hắn không hề thô bạo như trước mà ôn nhu hơn rất nhiều. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa như yêu thương, an ủi những tổn thương mà cô đang phải gánh chịu. Nước mắt xâm nhập vào trong nụ hôn, tại đầu lưỡi nóng bỏng của hắn mà biến mất. Không biết nụ hôn khi nào thì chấm dứt, nước mắt của Lâm Mỹ cũng không thôi rơi nữa. Cô có một loại ảo giác, người đàn ông này đối với cô yêu mến không gì sánh được. Ngón tay nóng hổi vuốt ve cái cằm non mềm của cô. Lâm Mỹ tránh không được, chỉ có thể chịu đựng hơi thở bá đạo của hắn, còn có thanh âm bá đạo. Tôi cho cô được phép khóc, nhưng từ nay trở đi nhất định phải ở trong lòng của tôi, nghe hiểu chứ? Tần tiên sinh. Thanh âm của cô có chút nghẹn lại, chỉ nói được ba chữ. Muốn cô nói đồng ý nội dung hợp đồng kia, thế nhưng cô lại không dám nói. Cô không thể tưởng tượng ra hậu quả của nó. Người đàn ông cho dù lúc này vô cùng ôn nhu, nhưng cũng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Cô làm rất tốt, tôi càng ngày càng không muốn buông tha cho cô. Tần Bách ôm lấy cô, khóe miệng tươi cười cong lên. Tư thế ái muội như vậy tựa như là người tình. Lâm Mỹ không thể hiểu nổi cảm giác của mình. Cô không giống như người đàn bà của hắn, mà tựa như là con rối dưới tay của hắn. Đang nghĩ gì vậy chứ? Tần Bách kéo vài sợi tóc của cô, quấn quấn vào đầu ngón tay, trầm giọng hỏi. Lâm Mỹ giật mình một cái, nhận thấy hắn thực sự là không tức giận. Cô mở miệng, cố gắng nói. Cuối tuần mở phiên tòa, tôi đang suy nghĩ sẽ phải chuẩn bị những gì. Tần Bách im lặng trong chốc lát, khóe miệng nổi lên tiếng cười hở hứng, buông cô ra. Cuối tuần này tôi đi công tác nước ngoài, đi cùng tôi đi, hoặc là ở lại, tự cô quyết định. Thân thể cao lớn của Tần Bách dựa vào lan can, đã không còn sự giam cầm của hắn, hô hấp của Lâm Mỹ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thời điểm ánh mắt của hắn rời đi, cô sửa soạn lại cổ áo bị mở ra, còn có tay áo nhăn nhúm. Cô có chút khẩn trương, cúi người xuống, ngồi xổm thu dọn đống tài liệu rơi lả tả trên mặt đất. Trong lúc gió thổi qua nhanh chóng, tự hỏi theo hắn, đi hay là ở, chọn cái nào đây? Lâm Mỹ đứng ở bên cạnh, suy nghĩ rất nhiều điều, không dám tùy tiện trả lời. Tôi muốn ở lại đây, phiên tòa chuẩn bị mở rồi. Khẩu khí của cô nhẹ nhàng, nghiêm túc nói. Tần Bách không nói được gì, chỉ đáp một tiếng được. Lâm Mỹ hoảng hốt, cảm thấy có gì đó không thích hợp, thế nhưng lại không thể nói rõ, không đúng ở chỗ nào. Hắn không nói lời nào, cô cũng vậy, chỉ đứng bên cạnh hắn, an tĩnh mà suy nghĩ. Tần Bách im lặng hồi lâu, quyết định trở về. Đôi mắt đảo qua khuôn mặt cô, kéo tay của cô, trầm giọng nói. Về thôi. Từ trong thang máy cho tới khi đi qua nơi làm việc, hắn vẫn luôn luôn kéo tay cô. Rõ ràng là đã trở lại nơi có điều hòa đầy đủ, nhưng nóng bức trên người cô vẫn không hề giảm đi chút nào. Có chờ mới biết được trên đường đi có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ chứ. Tần Bách à, ngày hôm qua kế hoạch quảng cáo của Hoành Cơ đã về tới đây, cậu đã xem chưa? Nguyễn Húc đi tới nói, liếc mắt nhìn thấy bọn họ vẫn đang nắm chặt tay, thoáng cái thất thần, lại tiếp tục nói cho hết. Để trên bàn của mình đi. Tần Bách thản nhiên nói. Lâm Mỹ ở sau lưng hắn, xấu hổ đứng thẳng lên. Không nghĩ tới, Tần Bách sẽ quay người nhìn cô. Ngón tay thon dài nắm lấy tay cô, khuôn mặt tuấn lãng sát lại gần. Cô nhanh chóng, tự động né tránh. Ai biết, hắn lại chậm rãi nói. Đi trang điểm lại đi, trên mặt cô còn đớp mắt. Như thế này, tôi không thích hôn cô. Lâm Mỹ mở to hai mắt, bị hắn làm cho chấn động hồi lâu. Tim cô đang đập loạn lên, hoàn toàn không biết nên làm gì. Tiếng nói của hắn du dương vừa phải, không chỉ có một mình Nguyễn Húc nghe thấy, mà nhân viên đang làm việc hai bên đều có thể nghe thấy. Cô không biết mặt của mình có đỏ hay không. Nói chung, chỉ có thể to mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng không dám di chuyển. Khó hiểu, sắc mặt của Nguyễn Húc trắng bệch, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Mỹ.
Cánh tay Lâm Mỹ bị buông ra, Tần Bách vỗ vỗ đầu cô nói, đi đi. Cô gần như là chạy trốn. Dưới ánh đèn, nghe có tiếng bước chân cô giật mình hoảng sợ, quay đầu lại thấy Nguyễn Húc đang đứng ở phía sau. Hắn cười cười, dương dương tự đắc, cầm trong tay tập tài liệu. Tôi quay lại lấy tài liệu. Chắc là anh phải tìm lâu rồi, tôi đã tắt đèn, biết vậy nên chờ anh một chút. Cô quan tâm mà hỏi hắn. Nguyễn Húc sửng sốt, lắc lắc đầu, đem tài liệu bỏ vào trong phòng họp rồi đi ra, nhìn cô nói. Đi thôi, tiện đường tôi đi về, về cùng một khu nhà trọ, nhưng thật hiếm khi mới có cơ hội về cùng nhau. Lâm Mỹ do dự một chút, vẫn là gật đầu. Cuối tuần Tần Bách đi công tác, cô đi cùng với cậu ấy sao? Nguyễn Húc lái xe đi ra, thuận miệng mà hỏi. Lâm Mỹ ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong, lắc lắc đầu. Tôi không đi, anh đi à? Nguyễn Húc có chút kinh ngạc nhìn cô, hồi lâu mới nói. Tôi cũng không đi. Thoáng cái, bầu không khí khác lạ bao trùm hai người. Lâm Mỹ cười cười, thấy Nguyễn Húc ngẩn cả người, cô nhẹ nhàng nói. Anh sao lại không đi chứ? Nguyễn Húc phục hồi lại tinh thần, cũng cười cười, khởi động xe. Người con gái bên cạnh vô cùng yên lặng, khiến cho tim của người ta loạn nhịp. Nguyễn Húc vẫn nhẹ giọng cùng với cô nói chuyện, thỉnh thoảng còn nói giỡn, cô thỉnh thoảng cũng bị chọc cười. Nguyễn Húc cố gắng rất nhiều chuyện mới có thể chuyên tâm lái xe, chìm đắm trong bộ dáng tươi cười của cô. Tôi ổn mà, Tần Bách lần này đi công tác, tại sao lại không mang cô đi cùng chứ? Vươn người giúp cô mở cửa xe, Nguyễn Húc nhìn cô nói. Săn sóc đưa tay che ở môi xe, tránh không cho cô bị va phải. Tôi nghĩ là cô sẽ đi cùng với cậu ấy, cho nên mới chủ động yêu cầu ở lại công ty. Lâm Mỹ có chút bối rối, hoàn cảnh hai người trong lúc đó có liên quan gì tới việc này sao? Nguyễn Húc nhìn cô cười cười. Tin tôi đi, Tần Bách sẽ không thích có kẻ quấy rối thời gian của hai người cùng một chỗ đâu. Tôi nghĩ mình cũng là người biết điều. Lâm Mỹ lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, mặt hơi đỏ lên, cùng với hắn đi vào bên trong nhà trọ, nhẹ giọng giải thích. Không phải như vậy, tôi cùng với Tần tiên sinh không phải là loại quan hệ này. Cô khó khăn lắm mới nói xong, không hiểu vì sao Nguyễn Húc lại nghĩ như vậy. Cô cùng với Tần Bách cũng không có quan hệ gì nhạy cảm. Nguyễn Húc cười cười, từ chối cho ý kiến. Lâm Mỹ à, tôi nhớ không lầm thì cô đã tốt nghiệp được 2 năm. 2 năm trước cô cũng ở thành phố này sao? Đợi thang máy khá lâu, Nguyễn Húc làm như vô tình hỏi. Lâm Mỹ gật gật đầu. Đúng vậy, lúc đó tôi mới tốt nghiệp, cũng chuẩn bị đi làm ở đây, cho nên cùng với viện y ra ngoài thuê phòng trọ. Tất cả đều rất thuận lợi. Tại lúc ấy nghĩ, sau đó cùng với Nhạc Phong kết hôn, ở thành phố này định cư, sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn. Thế nhưng... Lông mì của cô cụp xuống, không hiểu vì sao lại nghĩ tới sự kiện 2 năm trước, trong lòng có chút khó chịu, không tiếp tục nói nữa. Nguyễn Húc nhìn sắc mặt cô, cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà thế nào? Có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn với cô sao? Trong lòng của Lâm Mỹ căng thẳng, thiếu chút nữa cho rằng Nguyễn Húc biết chuyện gì. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, hời hợt nói. À, không có gì. Bất ngờ chính là Nhạc Phong phản bội, chúng tôi chia tay. Những dự tính trong tương lai đã không còn nữa. Thực sự là không có gì. Loại chuyện này trong thành phố xảy ra hàng ngày, mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Nguyễn Húc không thể rời mắt, mãi cho tới khi cửa thang máy mở ra, Lâm Mỹ cất bước đi vào. Dây túi sách không may mắc vào dây lưng, cô cả kinh ngừng bước. Nguyễn Húc vội vàng giúp cô cởi ra. Hơi thở của Lâm Mỹ lúc này mới bình ổn. Khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Mỹ nhìn hắn cười cười. Cảm ơn. Trong nháy mắt, Nguyễn Húc cảm thấy mê muội. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy, hắn cơ hồ nhìn thấy từng tấc da thịt mềm mại trắng nõn không tì vết kia, cánh môi hồng phấn ướt át tươi đẹp. Nếu như không phải đôi mắt trong veo kia đang nhìn hắn, hắn cơ hồ không nhịn được mà hôn lên đó. Nguyễn Húc có chút tự giễu nở nụ cười, như thế nào chính mình cũng trở nên mất kiểm soát. Khoảng thời gian này tôi vẫn sẽ trở về đúng giờ, cô có việc gì thì cứ tới tìm tôi. Nguyễn Húc nhìn cô cầm chìa khóa mở cửa nhà, mở miệng nói. Nhìn biểu tình nghi hoặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mỹ, hắn chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tôi muốn nói là thời gian Tần Bách vắng mặt, cô có việc gì thì hãy cứ tới tìm tôi. Một đôi mắt trong veo chăm chú nhìn hắn, Nguyễn Húc nghĩ mị lực của mình chưa bao giờ lại thấp tới như vậy. Thế nhưng tại nơi trước mặt cô gái nhỏ này, hắn lại liên tục thất thố. Mọi lời nói hôm nay đều trở nên không ổn. Lâm Mỹ cũng phản ứng một chút, nhu thuận mà gật đầu. Cảm ơn Nguyễn chủ quản. Nguyễn Húc buồn cười, khóe miệng nổi lên ý cười cân nhắc nhìn cô. Lâm Mỹ vội vàng đổi giọng.
Nguyễn Húc. Cuối cùng thì hắn cũng cười thỏa mãn. Không làm việc Ngô nữa, đi vào thôi. Thanh âm của hắn khàn khàn nói. Lâm Mỹ lịch sự đi vào bên trong, bàn tay nắm chặt khẽ buông. Nguyễn Húc cố gắng bình ổn ý nghĩ ở trong đầu. Hắn thừa biết Lâm Mỹ là sở hữu của Tần Bách, không phải là không có khả năng cướp lấy, cũng không phải là không thích, chỉ là trước tiên cô phải nguyện ý mới được. Nếu như cô ở bên cạnh Tần Bách thực sự không tốt, như vậy hắn mới có cơ hội để chiếm lấy cô. 10 giờ đêm, Lâm Mỹ từ phòng tắm bước ra, lên mạng tìm kiếm tài liệu pháp luật liên quan tới phụ kiện để tham khảo. Điện thoại trên sofa chợt rung lên, cô xem hết đoạn văn bản, đứng lên đi qua tiếp điện thoại. Xin chào, tôi là Lâm Mỹ. Lâm Mỹ à, là mình đây. Viện Y, bây giờ cậu đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Tống Viện Y do dự trong chốc lát. Lâm Mỹ à, vừa có người tới tìm mình, hình như là do bố mẹ của Nhạc Phong phải tới. Một người khác nữa, hắn đã đưa rất nhiều tiền cho mình, bảo mình rời khỏi nơi này, cũng có thể mình ra nước ngoài du học hoặc định cư, bảo mình không nên tố cáo Nhạc Phong. Viện Y à, cậu đã đồng ý có phải hay không? Cô nhẹ giọng hỏi, muốn chứng thực ý nghĩ của mình. Người bên kia, Tống Viện Y có chút kích động. Mình không có. Mình đương nhiên là không chấp nhận điều kiện của họ. Mình sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Còn những thứ vĩnh viễn sẽ không mua được bằng tiền. Mình dựa vào đâu có thể để mặc cho hắn tiếp tục hành vi cầm thú chứ? Lâm Mỹ à, dù có vì cậu, mình cũng sẽ không đồng ý. Mình biết, hắn chủ yếu là nhằm vào cậu. Cậu cũng không nghĩ sẽ buông tha kẻ ác ma này mà. Không có là tốt rồi. Viện Y à, cậu phải cẩn thận một chút mới được. Bọn họ sẽ có khả năng tìm được cậu, liên hệ với cậu. Như vậy có thể nói là cậu đang rất nguy hiểm. Bây giờ họ dùng thủ đoạn mê hoặc, sau đó không nhất định như vậy. Viện Y à, cậu ở đó có an toàn hay không? Hay là cậu tới đây ở cùng với mình? Trong điện thoại, tiếng nói của Tống Viện Y dừng lại một chút. Mình không sao, mình có khả năng tự bảo vệ bản thân. Lo lắng quanh quẩn trong đầu, Lâm Mỹ không biết nói gì để an ủi cô. Nếu như cậu cảm thấy chỗ nào không ổn, nhất định phải liên lạc với mình, biết không hả? Ừ, mình biết rồi. Cúp điện thoại, trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Mỹ âm thầm sững sờ. Cô mơ hồ cảm thấy bất an, cũng không thể xác định đó là gì. Cô ngây ngốc nhớ không lầm, phía đối diện hẳn là nhà của Tần Bách. Thế nhưng lúc này, cách xa khoảng 10 mét, dưới ánh đèn trên ban công nhà hắn, cánh cửa bị một người mở ra. Một thân ảnh yểu điệu bước ra, khép lại khăn tắm trước ngực, buông tóc cho gió thổi khô. Ngực của Lâm Mỹ bỗng nhiên căng thẳng, có chút không tin vào mắt mình. Một màn kích tình mãnh liệt hiện ra trước mắt. Mặt của Lâm Mỹ bỗng nhiên ửng hồng, cúi đầu. Cô thực sự không thích nhìn trộm cặp trường hợp như vậy. Chỉ là cô nhớ rõ gian phòng đó của Tần Bách. Lúc này đây, Lâm Mỹ cũng đã thấy đủ rõ ràng. Cô nhanh chóng rời đi tầm mắt, không bao giờ nhìn một lần nữa. Lâm Mỹ rời ban công đi vào bên trong, đóng cửa lại, sau đó đem rèm cửa buông xuống. Người đàn ông kia đúng là Tần Bách. Lâm Mỹ bỗng nhiên không biết làm như thế nào, ma xui quỷ khiến đi tới trước tủ lạnh. Ngón tay di chuyển giữa coca và hồng trà, do dự cả nửa ngày trời, lại không biết nên chọn cái gì. Cô không có thói quen uống rượu, trong tủ lạnh căn bản là không có rượu. Cô nhớ về tất cả mọi thứ của Tần Bách, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn. Đến bây giờ, hắn có mối quan hệ không thể giải thích. Cô nhớ rõ, ngày đó tại phòng làm việc, hắn kịch liệt xâm phạm, thấp giọng hỏi cô. Biết rõ tôi muốn gì chưa? Cô nhớ rõ mỗi cái hôn của hắn, mãnh liệt bá đạo, không cho kháng cự. Toàn bộ linh hồn của cô đều đã bị hắn lấy đi. Cô cũng nhớ rõ nội dung hợp đồng. Bản hợp đồng đủ để cho cô thân bất do kỷ, mặc cho hắn sắp đặt. Cô đã cự tuyệt chỉ bởi vì đã sợ, sợ phiền phức. Tình hình tiến triển không thể nắm trong tay, sợ rơi vào vòng tay nguy hiểm của hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra cô đã quá coi trọng bản thân. Cô vẫn luôn nhút nhát, nghĩ rằng phải bảo vệ chính mình. Muốn quên đi thân ảnh lúc gần lúc xa của Tần Bách. Có phải là hắn muốn cô trở thành người đàn bà của hắn hay không? Nếu như cô là người đàn bà của hắn, có lẽ là hắn chỉ muốn thân thể của cô. Thế nhưng điều kiện như Tần Bách, hắn muốn loại phụ nữ như thế nào mà chẳng có? Tại sao hết lần này tới lần khác hắn lại không chịu buông tha cô? Hay là thực ra hắn hiện tại không có người phụ nữ nào, nhất thời cảm thấy hứng thú, cho nên chọn bừa một người ở gần hắn mà thôi? Rốt cục thì suy nghĩ cũng thông suốt những chuyện này. Lâm Mỹ không khỏi cười khổ một tiếng. Thu dọn xong tất cả, Lâm Mỹ sớm đi ngủ, nỗ lực để ngoài tai những tiếng động từ căn nhà đối diện, ôm nỗi lòng lo lắng nặng trĩu đi vào trong giấc ngủ. Sáng sớm, sau khi sửa soạn tất cả bản kế hoạch, cô đi vào phòng làm việc của chủ tịch. Đây là lịch trình đã được sắp xếp cho buổi trưa và buổi chiều. Buổi tối 11 giờ, máy bay cất cánh.
8 giờ sáng 20 tới nơi. Đôi mắt của Lâm Mỹ nhìn người đàn ông trước mặt. Tần tiên sinh còn có vấn đề gì nữa hay không? Ánh mắt của Tần Bách nhìn màn hình máy tính từ trên xuống dưới, đảo qua bảng lịch trình cô đưa, hít một hơi. Nghĩ kỹ rồi chứ, không đi có đúng hay không? Lông mi dài rậm của cô từ từ cụp xuống, nhẹ giọng nói. Tần tiên sinh lên đường thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ cố gắng hoàn thành việc thật tốt. Sẵn tiện, chúc ngài có chuyến du lịch tốt đẹp. Tần Bách dừng lại một chút, từ khi nào cô lại học được những lời lẽ khách sáo như vậy chứ? Ngài còn có gì sai bảo không? Tần tiên sinh, nếu như không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước. Lâm Mỹ cầm lấy sấp tài liệu, đôi mắt của Tần Bách đảo thoáng qua, hắn đứng dậy đi tới. Ngay tại lúc cô cảm nhận được sự nguy hiểm thì hắn đã đứng trước mặt cô, hai tay đút trong túi quần, chăm chú nhìn cô. Tối hôm qua, cô đã nhìn thấy những gì? Hắn mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Lâm Mỹ bỗng nhiên cảm thấy run, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ. Tôi... Lâm Mỹ đột nhiên á khẩu, lẽ nào cô lại nói, tối hôm qua nhìn thấy hắn cùng với một mỹ nữ triền miên nóng bỏng, hắn căn bản không giận cô đã xem trộm hay sao? Việc bọn họ làm quá mức lộ liễu, chỉ cách một cái cửa kính mà không hề kiêng kỵ hành động. Các người lần sau làm những sự việc này nên ở trong phòng. Đêm qua tôi có thể nhìn thấy, e rằng nhiều người khác cũng có thể. Tiếng nói của Lâm Mỹ rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ hiện lên vẻ mất tự nhiên. Tần Bách chăm chú nhìn cô một lát, bỗng nhiên cười khẩy. Hắn túm lấy cổ tay, kéo cô tới trước mặt. Lâm Mỹ đảo đảo, suýt chút nữa thì không đứng vững. Tần Bách nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cô, cúi đầu kề sát mặt cô, trầm giọng nói. Lâm Mỹ, cô đang suy nghĩ gì vậy chứ? Cổ tay của Lâm Mỹ bỗng nhiên đau nhức, tựa như là bị bẻ gãy. Cô cắn môi, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Nói cho tôi biết đi, khi cô chứng kiến cảnh Nhạc Phong phản bội mình, cô có cảm giác như thế nào? Sắc mặt của Lâm Mỹ bỗng nhiên trắng bệch, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Tôi... Lâm Mỹ một chữ cũng không nói nên lời, đôi mi thanh tú vì đau đớn mà ngước lên, tiếng nói như cầu xin tha thứ. Tần tiên sinh, tôi đau quá, trước tiên ngài hãy buông tay ra đã. Tần Bách lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi buông lỏng lực đạo trên cổ tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mỹ khó khăn lắm mới có một tia huyết sắc, bờ vai căng thẳng cũng buông xuống, chậm chạp nói, rất sợ khơi lên tâm tình nguy hiểm của hắn. Xin lỗi Tần tiên sinh, tôi thực sự là vô tình nhìn thấy, tôi không phải là cố ý. Hạng mi xinh đẹp như cánh bướm hạ xuống, tránh né ánh mắt của hắn, tiếp tục nói. Tôi biết, đó là việc riêng của ngài. Tôi chỉ là một nhân viên phòng thư ký. Tôi sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không xen vào. Lâm Mỹ đè nén mọi cảm xúc của mình, chỉ tập trung nhìn hắn, cậu mong hắn không tức giận. Cảm xúc của người đàn ông lúc này rất khó đoán. Cổ tay của cô thực sự rất đau. Phòng làm việc yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông. Cô nghĩ như vậy sao? Tần Bách vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, không có dùng sức, nhưng vẫn từ từ vuốt ve lòng bàn tay của cô. Lâm Mỹ cắn môi, gật gật đầu. Tần Bách bỗng nhiên cười nhạt, ngón tay thon dài giơ lên, di chuyển tới cổ áo, yêu nhã mà thong thả cởi ra cà vạt. Lâm Mỹ bị động tác của hắn làm cho giật mình, ánh mắt trong veo, từ trong ra ngoài, hoàn toàn mê man. Cô không biết hắn muốn làm gì, cho đến khi ngón tay hắn mị hoặc, cởi bỏ hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, cô mới nhận ra có gì đó không thích hợp. Nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hơi nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Hắn vì sao đột nhiên lại như vậy? Vài giây sau, có một cỗ hơi thở nam tính mãnh liệt tới gần cô. Lâm Mỹ cả kinh, đôi mắt dương lên, suýt chút nữa bị khuôn mặt tuấn tú trước mặt, làm cho hồn tiêu phách tán. Tần Bách một mực trầm tĩnh yêu nhã, lộ ra vẻ mãnh liệt hoang dã giống như tối qua. Hắn nhẹ nhàng vòng tay cô về phía sau. Lâm Mỹ chật vật ngã vào trong lòng của hắn. Cô vội vàng dùng tay chống đỡ, nhưng vẫn rơi vào khoảng lồng ngực của hắn. Chạm tay có thể động vào áo sơ mi của hắn, cách nhau một lớp tơ lụa mỏng manh. Lâm Mỹ cảm nhận được cơ thể cứng rắn của hắn đang thả lỏng. Tần tiên sinh. Cô đang định lui về phía sau, bỗng nhiên gáy của cô bị hắn nắm giữ, ngay cả vòng eo cũng bị trói chặt trong lòng của hắn. Toàn thân của Tần Bách tản ra vẻ nguy hiểm, có thể đem cô nuốt sống. Đôi mắt nhìn cô chằm chằm, chậm giọng nói. Vốn không muốn động tới cô sớm như vậy, nhưng cô đã khiến tôi quá thất vọng. Nụ cười trên môi của hắn khiến cho cô khó hiểu, hờ hững nói. Tôi cùng với cô thử nghiệm một chút xem thế nào. Trong lòng của Lâm Mỹ cả kinh, vừa nói xong, hắn đã đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu thong thả mà hôn đi.
Ngực của Lâm Mỹ đột nhiên thắt lại, cô cảm nhận được sự khác biệt. Nụ hôn kia không rơi vào môi cô, mà trực tiếp rơi vào cái cổ mẫn cảm của cô. Từ cằm lần xuống xương quai xanh, Tần Bách vẫn hôn, đốt cháy da thịt cô. Hòa bàn tay nóng bỏng của hắn, hắn ôm mông cô thật chặt, tìm đúng vị trí mẫn cảm mà vuốt ve. Lâm Mỹ trừng to hai mắt nhìn hắn. Tần tiên sinh, ngài... Lâm Mỹ kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Cảm giác đau xót ở cổ là do hắn tăng thêm lực đạo hôn tại nơi mẫn cảm, mang tới sự đau đớn cùng với khoái cảm kích thích cô. Lâm Mỹ nỗ lực vùng vẫy trong lòng của hắn, thanh âm khàn khàn nổi lên lo lắng. Tần tiên sinh, không nên, ngài muốn làm gì chứ? Tần Bách dễ dàng khống chế được cô gái nhỏ đang bắt đầu giãy giụa trong lồng ngực, không chút nào che giấu dục vọng bản thân, hành vi hoàn toàn phơi bày trên người cô. Cô đương nhiên vẫn là giãy giụa. Tần Bách giữ chặt cổ tay cô, vắt ra phía sau người, mang theo ham muốn mãnh liệt, đem cô đẩy xuống sofa trong phòng làm việc. Không nên như vậy đâu, Tần tiên sinh. Tôi không phải là loại phụ nữ đó, xin ngại không nên như vậy. Cô liều mạng đánh lên bờ vai to lớn của hắn, nhưng dường như chỉ là phù du không một tia lay chuyển. Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này khiến cho cô ngập chìm trong khoái cảm. Trong người có một loại cảm giác bị ép buộc, thống khổ mà vui sướng, dâng trào mãnh liệt, khiến cô không có khả năng chống đối. Lâm Mỹ vẫn nhớ rõ sự việc xảy ra tối qua. Cô không thể chịu đựng nổi, không có khả năng chịu đựng. Ngay tại lúc tay của hắn chạm tới cấm địa của cô, Lâm Mỹ thốt lên thanh âm khô khốc. Đừng động vào tôi, Tần Bách. Anh không được dùng bàn tay chạm qua người đàn bạn khác để đụng vào tôi. Cô hét lên một tiếng vô cùng tuyệt vọng, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, cả người căng thẳng run rẩy. Động tác của Tần Bách ngây ngốc dừng lại. Mạng áo trên bờ vai Lâm Mỹ bị xé ra, xương quai xanh bị hắn cắn mút thâm tím, làn da non mềm trắng nõn lộ ra, nước mắt trong suốt hòa cùng với đôi mắt chứa đầy oán hận, đẹp không sao tả xiết. Hắn là người đàn ông bình thường, có khả năng dừng lại đúng là không dễ. Hơi thở nóng hổi áp bên cổ xinh đẹp của cô. Hồi lâu sau, Tần Bách mới đè nén được ánh mắt u tối, ánh mắt liếc về phía khuôn mặt cô, nước mắt trong sáng, hốt hoảng mà bất lực. Hai mắt của Lâm Mỹ đẫm lệ, mông lung nhìn hắn mà hoảng hốt, lực đạo trên cổ tay bỗng nhiên biến mất, thân thể bị giam giữ, cuối cùng cũng có thể động đậy. Trên người của Tần Bách, ngoại trừ mấy cúc áo sơ mi, bị cởi ra nhìn mất trật tự, môi của hắn vẫn mỉm cười, giúp đỡ cô che lại bờ vai bị lộ ra. Vô ý chạm vào da thịt cô, Lâm Mỹ run lên, cẩn thận nhìn hắn. Cứ kệ tôi. Tiếng nói của cô vẫn là nghẹn ngào, né tránh sự đụng chạm của hắn. Đây là lần đầu tiên cô đối với hắn lạnh lùng trốn tránh. Tần Bách có chút mê muội nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhớ tới câu nói vừa nãy của cô. Không được dùng bàn tay đã đụng tới người khác chạm vào tôi. Ý cười trên môi càng rõ ràng, cô là đang tức giận sao? Đối với chuyện tối qua, thì ra không phải là cô không có phản ứng, chính là như vậy lại khiến hắn vui vẻ, rất kích thích. Tần Bách yêu nhã đứng dậy, đem từng cúc áo sơ mi cài lại, đôi mắt liếc cô một cái. Cô gái kia thừa dịp hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại nội y bị cởi ra. Cô mặc váy ngắn thực sự là rất khổ sở, cố gắng kéo lại vài lần cũng không có tác dụng. Tần Bách cười cười, cúi người ôm cô, nhàn nhạt mà ra lệnh. Thả tay ra. Lâm Mỹ cả kinh, căn bản là không dám nhờ hắn giúp đỡ, cuống quýt mà lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự mình có thể làm được. Tần Bách cũng không tức giận, chỉ lặng lặng nhìn cô. Ngón tay mảnh khảnh kéo nội y vẫn là run rẩy như trước. Ngực của Lâm Mỹ phập phồng, nhìn hắn nói. Ngài không được nhìn. Tần Bách bỗng nhiên giật mình. Những lời này thực sự khiến cho hắn có chút tức giận. Cô gái này khi bực mình cũng có thể đáng yêu tới như vậy sao? Hắn một lần nữa nở nụ cười, mạnh mẽ kéo tay cô giúp. Lâm Mỹ vẫn như trước, không hề phối hợp, đầy nước mắt mà giãy giụa. Tần Bách không thể kiên nhẫn hơn, siết tay cô và nói. Đừng động đậy, cẩn thận lại làm cho tôi tức giận. Lần này tôi đảm bảo sẽ không dừng lại nữa đâu. Lâm Mỹ bị lời nói của hắn làm cho khiếp sợ, trừng to đôi mắt lạ lùng nhìn hắn. Ngài như thế nào có thể làm như vậy chứ? Giọng điệu của Tần Bách có chút hỏa hoãn. Không phải người đàn ông nào tới thời điểm này cũng có thể dừng lại. Lâm Mỹ, cô thử nghĩ xem, vì sao tôi lại buông tha cho cô? Tôi không phải là Nhạc Phong, làm xong chuyện xấu lại bắt cô chịu hậu quả. Nếu như hiện tại tôi muốn cô không có khả năng có thể phản kháng, lại càng không có một tí chứng cứ nào. Hiểu ý của tôi chứ? Lâm Mỹ một chữ cũng không nói nên lời. Năng lực của phụ nữ quả nhiên là kém cỏi. Cô phải thừa nhận mỗi lời Tần Bách nói ra đều đúng. Lâm Mỹ ngoái đầu, đem khuôn mặt bị hắn nắm lấy rời ra xa. Buồn bực vẫn còn chưa tan biến, cô cũng không muốn nhìn hắn.
Ánh mắt của Tần Bách mềm mại một chút, bàn tay giúp cô vuốt tóc trên mặt, động tác ẩn chứa một chút yêu thương. Cô gái này không phải tình thế bắt buộc, thế nên hắn sẽ không vội. Xin lỗi, nếu như thực sự muốn làm, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Hắn nhẹ giọng nói, trên khuôn mặt cô đặt xuống một nụ hôn. Cả người của Lâm Mỹ run lên, hoàn toàn không kịp nói lời nào, cửa phòng nhẹ nhàng có tiếng gõ. Tần Bách nhẹ nhàng vuốt tóc cô, yêu nhã đứng dậy nói. Vào đi. Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ khác bước vào. Chỉ liếc qua Lâm Mỹ đang ngồi trên ghế sofa, Tần Bách khẽ xoay người lại. Nguyễn Húc nhìn thoáng qua Lâm Mỹ, có một chút kinh ngạc, một lúc sau mới bừng tỉnh, hướng Tần Bách nói. Lily kêu ở Mỹ đòi gặp cậu, mình chỉ có lòng tốt, dẫn cô ấy tới đây, cậu xem làm thế nào bây giờ. Trên mặt của Nguyễn Húc nở một nụ cười bất đắc dĩ. Vincent, một mỹ nhân cao ráo, tóc uốn từ phía sau Nguyễn Húc đi lên, chạy tới bên cạnh Tần Bách, nhiệt tình ôm chặt lấy hắn. Vincent, anh làm gì mà tìm không thấy, cả buổi sáng em tìm anh không được, không còn cách nào khác mới phải tới đây. Hắn mang em tìm anh được rồi, nhưng mà hắn rất kỳ cục, hắn ra bắt em đợi. Cô gái xinh đẹp, căm hận nhìn Nguyễn Húc, tiếng Trung của cô ta phát âm không chuẩn, sai khá nhiều. Trong nháy mắt của Nguyễn Húc có chút xấu hổ, rất kiên nhẫn nhìn cô ta giải thích. Tiểu thư à, đúng là oan uổng, nếu không phải là tôi thất lễ, tôi đã nói với cô rất nhiều lần, không phải sao? Cô gái xinh đẹp mếu máo, ôm chặt lấy Tần Bách. Không nhớ rõ à, tôi chỉ không nhớ rõ tên tiếng Trung của Vincent. Nguyễn Húc suýt chút nữa thì bị nghẹn chết, một chữ cũng không nói nên lời. Lúc này Lâm Mỹ đang đứng bên cạnh bọn họ, cũng khiếp sợ nói không nên lời. Ánh mắt trong veo nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ngờ ngợ nhớ tới. Đây chính là cô gái gợi cảm xuất hiện trên ban công nhà Tần Bách tối qua. Lâm Mỹ nhất thời như đang nằm mơ, không biết bọn họ rốt cuộc là có quan hệ gì. Tần Bách nhẹ nhàng nhìn qua Lily, vỗ vỗ bả vai của cô ta, ý bảo cô ta đứng dậy. Em làm sao lại tới đây? Lily ngoan ngoãn buông hắn ra, oán hận mà nói. Thì em rất nhớ anh, em vượt bao xa tới Trung Quốc, ngày hôm nay anh lại đi làm, em một mình rất buồn chán đi. Cô ta vừa nói, bỗng nhìn thấy Lâm Mỹ bên cạnh, hơi ngạc nhiên một chút. Đây là ai? Không đợi Tần Bách mở miệng, Nguyễn Húc khẩn trương trả lời. Đây là Lâm Mỹ, nhân viên của công ty. Lâm Mỹ cũng nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lịch sự nói. Tiểu thư, xin chào. Tần Bách ngồi vào bàn làm việc, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Mỹ, nhận ra cô có chút biến đổi. Cô giơ tay vén mấy sợi tóc, cố gắng che đi dấu vết nụ hôn lúc nãy của hắn. Miệng của hắn nổi lên một tràng cười mê người, khiến cho người ta mất hồn. Xin chào, tôi là Lily, tôi là bạn gái của Vincent. Lily nhẹ nhàng đi tới, chìa tay cho cô bắt. Toàn thân của Lâm Mỹ cứng đờ, hô hấp không thông. Cô cũng vươn tay, nhẹ nhàng nói một tiếng. Hoan nghênh cô tới Trung Quốc. Cô ngây ngốc tưởng mình nghe nhầm. Lily vừa nói, tối hôm qua cô ấy mới tới Trung Quốc. Mà bạn gái, hai chữ này đã sớm khiến cho lồng ngực của Lâm Mỹ nổi lên kinh hãi. Cô không cách nào gạt đi sự chấn động trong lòng. Cô một mực nghĩ rằng kích tình mãnh liệt tối qua là sự phát tiết dục vọng bình thường của một người đàn ông. Hiện tại mới hiểu rõ, tất cả không phải là như cô nghĩ. Hoàn cảnh trước mặt có một chút ngoài sức tưởng tượng của cô. Em trở về thật không đúng lúc. Anh buổi tối lên máy bay đi công tác. Em phải ở đây, phải làm sao đây? Tần Bách rời đi ánh mắt, tiếng nói du dương quanh quẩn trong phòng làm việc. Lily kinh ngạc, trên mặt tràn ngập thất vọng và khổ sở. Buông tay Lâm Mỹ, chạy tới trước mặt của hắn. Anh, buổi tối đã đi rồi sao? Như vậy cũng chỉ còn lại có một mình em. Em về nước cũng không chịu tìm hiểu trước lịch trình của tôi. Không có cách nào thay đổi, hiểu rồi chứ? Em ở lại học cây về, em lựa chọn đi. Em đi cùng anh, không được sao? Lily dũng cảm đưa ra ý kiến của mình, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, dựa sát vào lồng ngực của hắn. Tiếng nói của Tầm Bách dừng lại một chút, cả người tỏa ra hàn khí. Chỉ có Lâm Mỹ nhận ra hắn một chút cũng không tức giận. Anh đi công tác, thực sự không nên theo. Hắn nhàn nhạt nói. Tinh thần của Lily sụp đổ trong nháy mắt. Cô hiểu rõ ý tứ của Vincent. Một khi hắn nói không được, cho dù có cầu xin cũng không có ích. Chỉ nên ngoan ngoãn nghe lời. Một khi hắn tức giận thì thật là khủng khiếp. Vậy anh đi bao lâu chứ? Em sẽ ở đây chờ anh. Trước khi anh quay lại, em ở đây, ngoan chút nào. Cô đứng dựa vào trước bàn làm việc của hắn, ủy khuất mà quay đầu, nhìn Nguyễn Húc và Lâm Mỹ. Một người phụ nữ hoàn hảo như vậy, ai có thể kháng cự chứ? Cuối tuần đã có dự định gì chưa? Tiếng nói trầm thấp của Tần Bách
lại một lần nữa vang lên, có ma lực hấp dẫn, lướt qua mấy bước trước mặt, nhìn cô gái nhỏ đang đứng ngây người. Lâm Bí tựa như đóa hoa bách hợp thanh khiết, đứng im tại chỗ, ngây ngốc cả nửa ngày mới nhận ra hắn đang hỏi mình. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Ngoại trừ đi tới công ty làm việc cùng với việc chuẩn bị hậu tòa, cô thực sự không còn việc gì khác, mà cô cũng không biết hắn sắp xếp mình như thế nào. Ánh mắt thâm thúy sâu sắc, Tần Bách nhìn cô, tán thưởng rồi thốt ra một câu không rõ ý nghĩa. Lâm Mỹ đỗ được đáp lại ánh mắt của hắn, bỏ qua suy nghĩ chống cự cùng với oán hận ở trong đầu, giống như một trò cười. Cùng bạn gái triển miên cả đêm qua thì có chỗ nào sai chứ? Lâm Mỹ nghĩ mà xấu hổ, ảo não, hỗn loạn, không thể bình tĩnh. Tần Bách gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cô chú ý Lily một chút. Công việc tại công ty có thể nghỉ, còn vấn đề gì đó hay không? Lâm Mỹ rõ ràng hiểu ra ý tứ của hắn. Dạ, không có vấn đề gì. Cô nhẹ giọng nói. Lily mở to mắt nhìn cô một chút, mặc dù có chút không ngờ, nhưng vẫn là mặc kệ kéo tay của cô nói. Vậy sao? Cô dẫn tôi đi shopping, tới những nơi bình thường Vinson thích tới. Cô đều phải dẫn tôi tới xem. Được rồi, mặc dù tôi không nhớ rõ cho lắm. Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, nhưng Nguyễn Húc lại nhìn Lâm Mỹ lo lắng. Cứ như vậy đi, mọi người ra ngoài trước, tôi còn có việc cần xử lý. Tần Bách dựa người vào ghế nói. Cả buổi sáng Lily ở cùng với Lâm Mỹ. Lúc gặp Nguyễn Húc trong phòng pha trà, Lâm Mỹ không có gì ngạc nhiên. Pha cà phê sao? Nguyễn Húc liếc cây ly trong tay của Lâm Mỹ. Lâm Mỹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dính một vài giọt mồ hôi, hơi nhíu mày, sắc mặt có chút yếu đuối. Lily đòi uống cà phê loại xuất khẩu từ London. Tôi nghiên cứu hơn nửa ngày nhưng đều thất bại. Chắc là nước chưa đủ độ. Nụ cười yếu ớt kia như một mũi kim đâm vào trong lòng của hắn, ê ẩm đau, làm cách gì cũng không thể thoát khỏi. Tôi có thể giúp cô. Thấy cô vươn tay lấy cái ly trên giá, Nguyễn Húc vội vàng giúp lấy cô. Nhìn mặt cô cười, do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Kỳ thực thì Lily ngoài tính cầu kỳ ra cũng rất hòa đồng, không ức hiếp người khác. Tần Bách thích cô ấy chính là điểm này, cho nên mới giữ cô ấy ở bên cạnh. Lâm Mỹ chăm chú rót nước sôi, gật gật đầu. Ừ, đúng vậy. Lâm Mỹ à? Nhìn thấy khí sắc của cô không tốt, Nguyễn Húc có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng hỏi. Cô để ý có phải không về chuyện bạn gái của Tần Bách? Lâm Mỹ đang khuấy cà phê, cánh tay từ từ chậm lại. Ừ, không nên hỏi tôi không biết chuyện này. Lâm Mỹ che giấu đi vẻ yếu đuối, nói xong câu đó, một lần nữa đứng thẳng lưng. Tôi đi trước. Nguyễn Húc muốn bảo cô ở lại, nhưng mở miệng lại không thốt nên lời, chỉ có thể nhìn cô bước ra ngoài. Sân bay lúc nửa đêm, Lily vẫn quấn lấy Tần Bách, dựa vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng nói. Tần Bách cũng không hề chống cự, thỉnh thoảng trầm giọng đáp lại hai câu. Mà Nguyễn Húc cùng với Lâm Mỹ ngồi ở ghế tựa từ xa nhìn hai người bọn họ. Công việc cuối tuần của cô chuẩn bị tới đâu rồi? Nguyễn Húc vô thức mài chuyển sự chú ý của cô. Cùng với viện y gặp luật sư, thuận tiện đưa ông ấy 2/3 tiền thù lao. Ông ấy chưa từng gặp qua viện y, nên có rất nhiều chuyện chưa thể xác nhận. Chúng tôi phải phối hợp thật ăn ý. Dù sao thì vụ kiện cũng không thể thắng được nếu như chỉ dựa vào luật sư. Lâm Mỹ nhẹ nhàng giải thích. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi còn phải suy nghĩ xem bố mẹ Nhạc Phong bên kia sẽ xử lý việc này như thế nào. Không thể không đề phòng. Nguyễn Húc lặng lặng lắng nghe, nhíu mày hỏi. Vụ kiện này cô đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Lâm Mỹ cười cười, hai tay ưu nhã vịn lên ngăn can màu bạc. Tôi có tiền tiết kiệm. Cô mặc quần dài màu trắng, dáng vẻ đó có thể tôn lên đường cong tuyệt đẹp. Tuy vậy, Nguyễn Húc lại không có tâm tư để ý, buột miệng hỏi. Tiết kiệm? Của cô sao? Cô đem toàn bộ đi giúp bạn mình. Tiếng nói của hắn có chút kinh ngạc, Lâm Mỹ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Làm sao vậy? Có gì không ổn hay sao? Nguyễn Húc nghẹn lời đứng dậy, có chút không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô. Cô quá tốt bụng hay là căn bản, cô cũng không biết cái gì gọi là tốt bụng. Nó là bản năng làm người của cô, dù giải thích hay nhắc nhở như thế nào cũng đều là vô dụng. À, không có gì, chúc cô thành công. Chính là vẫn câu nói kia, có việc gì cần giúp đỡ thì hãy nhớ tới tìm tôi. Nguyễn Húc chăm chú nói. Lâm Mỹ gật đầu, cảm kích nói. Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ. Lại một chuyến bay nữa cất cánh. Trong đại sảnh, tiếng phát thanh viên nhu hòa êm tai. Lily ôm chặt nằm trong lồng ngực của Tần Bách, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nói với hắn một câu gì đó, hôn nhẹ lên khuôn mặt của hắn, hướng bên kia sân bay chạy tới.
Hai người có biết gần đây có chỗ nào bán túi thơm chậm hương hay không? Lily hỏi. Hai người đều ngây ngốc. Nguyên Húc nhanh chóng đáp lại. Tôi biết có một nơi bán, mà cô cần nó để làm gì chứ? Vincent rất thích nó, anh ấy lên máy bay ngủ rất ít. Anh nhanh lên một chút, đưa tôi đi mua. Lily nhìn hắn nói. Sắc mặt của Nguyễn Húc một lần nữa tối sầm. Đi nào, Nguyễn Húc. Ây da, anh đừng có ngẩn ra đó nữa, đi nào. Lily trực tiếp kéo hắn đi, hướng về phía sân bay mà chạy. Phòng chờ lớn như vậy, không khí lạnh buổi tối xâm nhập tới cánh tay đề trần của Lâm Mỹ. Cô ôm chặt hai tay, dường ánh mắt trong veo nhìn mông lung, không hẹn mà gặp. Thân ảnh của Tần Bách đang ngồi trên sofa mềm mại. Âu phục màu tối làm nổi bật lên dáng người cao lớn của hắn. Khí chất cao quý như vậy, trong nháy mắt, ánh mắt của cô đã bị hắn bắt gặp, không thể nào lẩn tránh. Tần Bách đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Lạnh sao? Hắn liếc qua hai cánh tay đệ trần của cô. Lâm Mỹ vô thức gật đầu, hoàn hồn lại một chút, rồi lại lắc đầu. Tần Bách đem áo khoác trên người cởi ra, khoác lên người cô. Lâm Mỹ giật mình, âu phục đắt đỏ khoác lên trên người, không suy nghĩ, liền từ chối. Đừng như vậy mà, Tần tiên sinh, tôi không sao đâu. Tần Bách mặc kệ sự từ chối của cô, đem cả người cô ôm vào trong lòng, cúi đầu xoa tóc cô, hướng trán cô mà hôn nhẹ. Tiếng nói của Lâm Mỹ đều bị sự đụng chạm của hắn trong nháy mắt làm biến mất. Cô bị hắn hung hăng ôm lấy, nói không nên lời. Chỉ trong chớp mắt, Tần Bách buông cô ra. Lâm Mỹ có chút kinh ngạc, quay mặt đi, phát hiện ra hắn đang đứng bên cạnh, đôi chân thon dài tùy hứng gập lại. Dáng vẻ tùy hứng này khiến cho kẻ khác si mê không dứt. Hắn không nói gì, Lâm Mỹ cũng chỉ biết trầm mặc. Xung quanh đều có người qua lại, mà bầu không khí giữa hai người lại yên tĩnh lạ thường, khó có chút dịu dàng. Tần Bách đột nhiên vươn tay, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ từ nắm chặt lại. Lâm Mỹ kinh ngạc nhìn hành động của hắn. Cuối tuần tôi sẽ bay về gấp, chưa biết là bây giờ, có thể sẽ bỏ lỡ phiên tòa, e là không thể gặp tại tòa án, hiểu không? Hắn nắm tay cô, thanh âm du dương nhẫn nại nói. Trái tim của Lâm Mỹ thắt lại, tưởng tượng tới tình cảnh ngày hôm đó. Tuy cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không thực sự rõ ràng. Theo cô biết, mục đích của đối phương không đơn giản. Cô cảm thấy sợ, cô cố gắng bỏ qua sự e ngại này. Ngay tại lúc hắn nói, hắn sẽ không có mặt, dường như lại càng lo sợ hơn. Nếu như hắn không có mặt, cô ngay cả một cơ hội cầu cứu cũng không có, thực sự là đáng sợ. Nhịp tim có chút bất ổn, lại có chút đau nhức. Lâm Mỹ nhẹ nhàng cắn môi, gật gật đầu nói. Tôi biết rồi. Nắm tay Tần Bách có phần chặt lại. Cô rất đau, không dám mở miệng. Nhớ là hãy tự lo cho bản thân đấy. Tần Bách xoay người, vẫn là nắm chặt tay cô. Cánh tay còn lại đặt bên hông của cô. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tràn ngập nguy hiểm. Nhất là trong khoảng thời gian tôi đi vắng. Tiếp nhận những gì tôi đã làm cho cô một chút. Lâm Mỹ thoáng run rẩy, gian nan đáp lại ánh mắt thâm thúy của hắn. Lời nói của hắn không hề cố ý, làm người khác tim đập chân run. Tôi sẽ cố gắng. Cô thừa nhận mình bị dọa chết, lời nói đều rất tùy tiện. Sẽ cố gắng cái gì chứ? Cô làm như thế nào lại không biết xấu hổ mà thốt ra như vậy? Khuôn mặt của Lâm Mỹ trong nháy mắt đỏ bừng, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hắn. Trên môi Tận Bách nổi lên một tràng cười nhạt. Lâm Mỹ, hiện tại tôi chỉ muốn trói cô mang đi. Tận Bách ngưng mắt nhìn cô một lúc, trầm giọng yếu ớt nói một câu. Tần tiên sinh. Ánh mắt trong veo, cô nheo mắt lại nhìn hắn. Ngài chú ý giữ gìn sức khỏe. Cố gắng đợi một lúc nữa, Lily cùng với Nguyễn chủ quản sẽ quay lại. Bọn họ thấy ngài bị lạnh sẽ rất đau lòng. Cô có chút nghẹn lời, cố gắng suy xét kỹ lời nói. Sẽ không tốt đâu. Trong đôi mắt thâm thúy của Tần Bách lóe lên một tia lạnh lùng. Đúng vậy hay không? Hắn nhàn nhạt hỏi một câu. Bàn tay dọc theo khuôn mặt của cô trượt xuống, ngón tay thon dài lụa vào tóc cô bỗng nhiên dùng sức một chút. Lâm Mỹ tưởng tượng gáy cô như bị một cỗ lực tóm lấy, đem cô nhấc lên lan can, hòa nhập vào trong vòng tay ấm áp của hắn. Bàn tay của Tần Bách ôm sẵn gáy cô, cúi đầu cười lạnh. Có chỗ nào không tốt chứ? Lâm Mỹ cảm thấy đau buốt, cả người bị bao vây không thể động đậy, chỉ có thể ngựa đầu nhìn hắn, tùy tiện dựa vào khuỷu tay của hắn ổn định thăng bằng, trong mắt có chút sợ hãi. Đừng như vậy mà. Cô thực sự luống cuống, một chút sợ hãi che giấu cũng không được. Hàn khí từ đáy lòng của Tần Bách cứ như vậy tản ra. Hắn nhìn cô, động tác lại dùng sức siết lại, sau đó buông lỏng. Tần Bách nhịn không được vuốt ve mấy sợi tóc của cô, đem cô ôm vào trong lòng.
Cô gái nhỏ có chút phòng bị nhìn hắn, nhưng cũng không phản kháng, ngẩng mặt có chút dũng cảm, tham luyến hương vị của hắn, thực sự là mê người. Hợp đồng tôi đưa cho cô, lần sau cô gặp lại tôi, nó vẫn còn hữu hiệu, nhớ kỹ nội dung chưa? Ánh mắt của Tần Bách có thể nhìn thấu mọi thứ, tiếng nói chậm thấp, chỉ mình cô có thể nghe được. Lâm Mỹ không khó khăn nhớ tới nội dung của hợp đồng kia, có chút xấu hổ, cúi mặt gật đầu. Nhớ rõ. Vậy là tốt rồi. Cánh tay của Tần Bách ôm chặt lấy eo cô, nhận thấy cô bỗng nhiên thở dài, hắn vẫn giữ nguyên tư thế gắt gao, ôm cô vào trong lòng, môi áp bên tai cô. Lúc nào nghĩ thông suốt thì điện cho tôi. Lúc cô đồng ý, chính là lúc chúng ta công khai mối quan hệ. Cô muốn gì ở tôi đều được. Lâm Mỹ, đây chính là hứa hẹn tôi dành cho cô. Toàn thân cô toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu, muốn nhanh chóng kết thúc loại dằn vặt này. Môi của Tần Bách ngậm lấy vành tai cô, mơ hồ nói. Cô gái ngoan. Lâm Mỹ hít xuống một tầng khí lạnh trong miệng, không chỉ vì động tác thân mật của hắn. Hơn thế nữa, lúc đó cô nhìn thấy hai người từ ngoài phòng cửa chờ đi vào. Lily đi phía trước rất vui vẻ, Nguyễn Húc bất đắc dĩ theo phía sau. Bọn họ đã trở về. Sắc mặt của Lâm Mỹ trắng bệch, hấp tấp trên bờ vai rộng lớn của Tần Bách, run giọng nói. Tần tiên sinh. Trong lòng của cô nhảy loạn, mà Tần Bách nghe được lời nói của cô, chỉ từ từ đứng dậy, thậm chí không chút lo lắng, giúp cô chỉnh sửa lại phần eo áo bị nhăn nhúm. Cô gái nhỏ bé xinh đẹp như vậy, bất luận dù là biểu tình như thế nào, lo sợ cũng đều đáng yêu không gì sánh được. Phía sau bọn họ, Lily cùng với Nguyễn Húc càng tới gần. Vincent, anh xem, đây có thực sự là bán trầm hương hay không? Anh xem thử xem. Lily giơ món đồ quý lên đi tới, cười tươi như hoa mà đưa cho hắn. Em vẫn còn nhớ rõ thói quen của anh vui chứ? Tần Bách cười cười, dáng người cao ngất, mặc kệ cô đang ôm lấy tay của hắn. Ánh mắt của Nguyễn Húc rất tự nhiên, không có chỗ nào bất thường. Mấy người ngây ra một hồi lâu, tới tận lúc tiếng nói ngọt ngào của phát thanh viên một lần nữa vang lên, đã tới thời gian làm thủ tục. Trên đường tiễn Tần Bách, sau cùng Lily suýt nữa ôm hắn mà khóc giống lên. Lâm Mỹ nhẹ giọng khuyên nhủ cô, thuận thế ôm lấy Lâm Mỹ bắt đầu khóc to lên. Nguyễn Húc buồn cười nhìn cô một chút, hướng Tần Bách bắt tay, xem như là tiễn biệt. Lâm Mỹ vỗ vỗ đầu Lily, tiếp tục nhìn qua, đón nhận ánh mắt của Tần Bách. Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, bình tĩnh mang theo vẻ nguy hiểm mị hoặc. Động tác của Lâm Mỹ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục vỗ đầu của Lily. Cảm giác thân thể cứng đờ một lần nữa kéo tới. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Lâm Mỹ gõ cửa phòng Lily, mang cho cô một ly sữa cùng với một phần salad. Chăm sóc chính mình đi, cô không đói bụng sao? Ngồi dậy ăn đi. Lâm Mỹ cười yếu ớt nhẹ giọng nói. Đây là quần áo mà cô muốn. Vì sao đi tới đây mà ngay cả quần áo cô không nhớ mang theo thế? Tôi tới đây thời gian rất gấp gáp, cái gì cô không mang theo? Lily bưng khay đồ ăn trong tay, cười cười hôn lên bàn cô một cái. Cảm ơn cô, Lâm à. Mặt của Lâm Mỹ đỏ lên, bàn tay sửa lên chỗ cô bị hôn. Không nghĩ tới cô ấy lại làm như vậy, không hề kiêng kỵ. Cô tới đây ngồi đi, Vincent không ở đây, không có việc gì. Lily khom lưng, đóng cửa tủ lạnh, gọi lớn. Lily, cô là người nước nào? Cô nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra được. Papa của tôi là người Tây Ban Nha, Mami là người Đức, nhà tôi ở London, Anh Quốc. Hóa ra là người Lai. Lâm Mỹ nhìn ánh mắt của cô màu nâu, có chút suy nghĩ. Tôi cùng với Vincent quen biết từ rất sớm, chẳng qua là thân phận khác biệt. Có thể quen biết với anh ấy, chính là vinh hạnh của tôi. Lily cắn một quả nho, tựa lưng vào sofa và nói. Lúc 13 tuổi, Lan phu nhân đưa tôi tới bên cạnh anh ấy. Tôi trở thành bạn gái của anh ấy. Vincent đã từng có một người bạn gái khác ở bên ngoài. Lâm Mỹ nghe xong, không hiểu cô ta đang nói gì. Thân phận, Lan phu nhân, tất cả là cái gì chứ? Có lẽ chính là hoàn cảnh xuất thân của Tần Bách. Cô phải thừa nhận cô có chút tò mò. Khả năng cần chút thời gian. Cái thế giới thượng lưu kia, cô cũng không có dũng khí đi tìm hiểu. Ngày mai còn phải đi làm, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Cô có chuyện gì thì cứ gọi nha, điện thoại trong nhà đều có thể gọi được. Lâm Mỹ thân mật nhắc nhở cô. Lily cười trông vô cùng quyến rũ, gật gật đầu. Tôi biết rồi, Lâm à, Vincent rất thích cô sao? Lâm Mỹ đi tới cửa, nghe thấy câu đó lại càng hoảng sợ. Cánh tay của cô kéo cửa, ngoảnh mặt nhìn Lily. Lily thân mật cười như là đang chờ lời khẳng định từ cô. Lily, vì sao cô lại hỏi như vậy? Tôi nhìn thấy rồi, lúc ở sân bay, tôi đã nhìn thấy Vincent hôn cô, cởi áo khoác cho cô mặc,
Vincent chưa bao giờ hôn phụ nữ, cô không biết sao? Lily mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn cô. Thì ra là cô ấy thực sự đã nhìn thấy. Sống lưng của Lâm Mỹ có chút lạnh cứng. Loại cảm giác này cô không thể nói lên nó là cái gì. Đều không phải. Ý của tôi là cô không để bụng sao? Ánh mắt trong veo nhìn cô gái trước mặt, Lâm Mỹ nhẹ giọng hỏi. Không phải như vậy. Trên thế giới này làm gì có người phụ nữ nào lại không để ý tới việc người đàn ông của mình thay lòng đổi dạ cơ chứ? Lily suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ cười cười. Tôi không có biện pháp. Hành động của Vincent tôi không có quyền can thiệp. Tôi cũng không có quyền hỏi tới. Thân phận của chúng tôi không giống nhau. Tôi phải hoàn toàn nghe theo anh ấy. Tôi có người đàn ông khác, anh ấy cũng có thể có người phụ nữ khác. Thân thể của mỗi người là tự do. Anh ấy yêu mến cô cũng là chuyện bình thường. Lâm Mỹ cảm thấy chính mình hít thở không thông. Cô ấy rốt cuộc là sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, lại có thể tiếp thu nền giáo dục cùng với tư tưởng như vậy. Là một người phụ nữ có chút cổ hủ, Lâm Mỹ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi. Xin thôi. Chỉ là trong ý nghĩ của tôi, thể xác và linh hồn là không thể tách rời. Thân thể vui vẻ hẳn là gắn liền cùng với tình cảm. Nói như vậy chẳng nhẽ cô không thấy đúng sao? Sẽ không vui đâu. Nhất định là sẽ không vui. Sẽ rất khổ sở. Thế nhưng địa vị của chúng tôi không như nhau. Vincent có quyền làm như vậy. Lily quả quyết nói. Lâm Mỹ nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên mơ màng. Nhưng mà tại sao lại có thể như vậy? Đây không phải là thế kỷ 21 sao? Chẳng nhẽ còn có sự phân biệt giai cấp giữa người với người? Lily nhận ra sự nghi hoặc của cô, cười rộ lên, vuốt ve khuôn mặt cô. Lâm à, rồi cô sẽ hiểu. Lâm Mỹ vẫn không hiểu gì cả, chỉ là ở cùng một chỗ với Lily, tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ. Con người bên cạnh luôn luôn tươi cười, có thể giúp người ta quên đi mọi muộn phiền. Tần Bách cũng bởi vì như vậy mới thích Lily, không phải sao? Buổi tối sau khi tan tầm, Nguyễn Húc nói muốn đưa cô về, Lâm Mỹ dịu dàng từ chối. Thực sự là cô vẫn còn có việc. Tối nay cô đã hẹn dẫn viện y đi gặp Lam luật sư. Lúc Lily cụp mắt thất vọng, Lâm Mỹ chỉ cười yếu ớt, gọi một chiếc taxi đi tới nhà hàng. Cô bước tới ngồi xuống. Thật xin lỗi, mình đã tới trễ, mình phải tăng ca 1 giờ. Luật sư gật đầu, vẻ mặt không biến đổi. Cậu làm việc ở Bắc Viễn thế nào? Bên đó đãi ngộ tốt chứ? Tống viện y hỏi cô. Rất tốt, Lam luật sư, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Ánh mắt luật sư nhìn cô, trả lời. Được. Thảo luận một hồi, bọn họ trao đổi cho nhau ý nghĩ của mình, cũng nói qua những vấn đề cần nói tới trong phiên tòa. Tống viện y một mực im lặng, thật xấu hổ khi nhắc tới vấn đề này. Mà tiếng nói của luật sư vẫn nhắc nhở cô, nếu như không đối mặt với vấn đề này, tội danh sẽ không được thành lập, quá trình sẽ khó khăn hơn. Nhưng điều này vẫn là điều rất cần thiết. Bên ngoài nhà hàng, màn đêm yên tĩnh, buổi thảo luận của bọn họ cuối cùng cũng kết thúc. Xin lỗi, tôi có việc phải về trước. Cô nghiêng mặt nói. Viện đi à, nếu như cậu còn có việc gì, có thể trao đổi cùng với Lam luật sư. Lần sau tôi sẽ đi cùng với cậu, được chứ? Ừ, được rồi. Cậu đi trước đi, mình không có vấn đề gì. Tống Viện Y nhẹ nhàng nói. Ánh đèn nhu hòa chiếu sáng, Lâm Mỹ đứng dậy, gật đầu tạm biệt. Mãi cho tới khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa nhà hàng, Lam luật sư mới chậm rãi thu hồi lại tầm mắt, nhìn Tống Viện Y. Bạn của cô xem ra rất lo lắng cho cô. Tống tiểu thư à, cô làm như vậy là có chút nhẫn tâm đấy. Tiếng nói trầm thấp của Lam luật sư như có điểm kích động Tống Viện Y, trên mặt có chút hổ thẹn, nhưng rất nhanh biến mất. Cô nhìn hắn nói. Ông cũng đâu tử tế gì. Làm luật sư, nhận hối lộ của bên đối phương, thua một vụ mà có một khoản chi phí cả nửa đời còn lại. Ông có gì tốt đẹp chứ? Tôi không muốn đem vụ này ra tòa. Tôi nhận tiền là chuyện bình thường. Bọn họ chỉ muốn tôi im miệng, sẽ đưa tôi ra nước ngoài. Điều kiện tốt như vậy, tại sao tôi lại không đồng ý? Lẽ nào đợi tôi thua kiện mất hết danh dự, sau đó không ai thèm để ý tới tôi, như vậy mới là tốt. Cân nhắc đủ điều, Tống Viện Y hiểu ra mình được mất những gì. Luật sư nở nụ cười khó khăn, khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia thương tiếc. Cô gái nhỏ dịu dàng mỹ lệ kia, nhưng cũng thực ngây thơ, bị mọi người lừa gạt mà không hề hay biết. Cũng đúng. Luật sư có chút thông cảm với những lời cô nói, trầm giọng nói. Quyết định như vậy mới thực sự là sáng suốt. Đôi mắt sau gọng kính nhìn chăm chú khuôn mặt cô. Mà tôi có thể mạo muội hỏi cô một chút, bố mẹ Nhạc Phong cho Tống tiểu thư được lợi ích gì, nhiều hay ít? Tống Viện Y rõ ràng không muốn nói tới vấn đề này, nghiêng mặt đáp. Ông yên tâm đi,
món lợi của ông cũng không hề nhỏ. Luật sư cười cười, nói chuyện phiếm, thản nhiên mở miệng. Thích tiền không có gì sai, chỉ là vì sao lại muốn lừa gạt cô ấy. Tống Viện Y im lặng, nắm chặt thành ghế ngồi, nhìn chằm chằm luật sư, đôi mắt sáng lên. Ông nói xem, bọn họ tranh chấp, vì sao lại kéo tôi vào? Tôi bị như thế này cũng là bởi vì cô ta. Luật sư gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Vậy là cô muốn trả thù? Tôi không có lỗi. Tống Viện Y cãi lại, mặt hơi đỏ lên, đè nén nước mắt, bình tĩnh mở miệng nói. Tôi biết, Lâm Mỹ tốt với tôi. Vụ kiện này đều là tiền tiết kiệm của cô ấy bỏ ra. Từng việc, từng việc. Sau này ra nước ngoài rồi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô ấy, nhất định là như vậy. Luật sư im lặng, nhìn cô ta một lát, sau đó nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Thôi tùy cô vậy. Trên phiên tòa ngày đó, vẫn cần Tống Tiểu Thư phối hợp. Chúng ta đều có kế hoạch riêng, mong là hợp tác thuận lợi. Hắn vươn tay, Tống Viện Y cũng khẽ cắn môi, bắt lấy tay của hắn. Trên bậc thang bên ngoài nhà hàng, một loạt những cây đèn pha lê, thoạt nhìn hơi chói mắt. Nguyên Húc dựng xe bên cạnh cô, có chút buồn cười, hạ cửa kính xe xuống. Đang nhìn gì thế? Sao lại chăm chú vậy? Lúc này Lâm Mỹ mới thu hồi ánh mắt, có chút kinh ngạc, vội vàng chạy sang bên kia, ngồi vào ghế phụ. À, không có gì. Hôm trước trong phòng Tần tiên sinh, tôi thấy loại đèn này, khuôn mẫu rất riêng biệt, rất đẹp, cho nên mới nhìn chăm chú. Lâm Mỹ thắt dây an toàn xong, mới phát hiện ra Nguyễn Húc toàn thân mặc quần áo ở nhà rất thoải mái, cười rộ lên. Còn anh, không phải là đã về nhà rồi chứ? Vì sao lại muộn tới đây đón tôi? Nguyễn Húc cười nhạt, không khởi động xe, lắc lắc đầu. Không biết, chính là muốn như vậy. Ổn định lại chỗ ngồi, Lâm Mỹ có chút ngạc nhiên, không hiểu rõ ý của hắn, quay mặt nhìn hắn. Nhưng chỉ thấy sắc mặt của hắn vẫn như thường, không có gì khác lạ. Trí nhớ của cô rất tốt nha, ngay cả đồ trang trí trong phòng của Tần Bách đều nhớ rất kỹ. Nguyễn Húc trêu chọc nói. Lâm Mỹ có chút nghẹn lời, chốc lát nhìn về phía trước cũng nở nụ cười. Trí nhớ đôi khi rất kỳ lạ. Cô chỉ có thể giải thích như vậy. Mọi người nói chuyện thế nào rồi? Đủ tự tin chứ? Đánh tay lái rẽ vào đường lớn, giây phút này Nguyễn Húc lại cảm thấy rất hài lòng, như là người chồng đi đón bà xã trở về, có một chút cảm giác ấm áp. Tuy rằng đây là ví dụ rất xa vời, Nguyễn Húc nắm chặt tay lái, tự giễu mà cười cười. Không biết, tôi chỉ có thể là cố gắng hết mình thôi, hy vọng có khả năng thắng kiện. Giọng của Lâm Mỹ nhẹ giọng thì thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng mà kiên định. Thực sự cô rất hốt hoảng, cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng lại không nói nên lời, không biết là không đúng ở chỗ nào. Cảm giác như lạc vào hư vô, di động trong túi bắt đầu rung lên. Lâm Mỹ bắt máy. Xin chào. Đang làm gì đó? Một giọng nói trầm thấp nồng đậm, du dương mà êm tai truyền tới, sâu lắng là mơ màng trong màn đêm. Ngón tay của Lâm Mỹ tái nhợt cầm điện thoại, có chút run rẩy. Tôi... Ngài là Tần tiên sinh. Cô nghẹn lời vài giây, có chút thăm dò mở miệng. Phía bên kia ngừng một lát, sau đó tiếng nói tiếp tục vang lên. Không nhận ra tiếng nói của tôi, hay là không lưu số của tôi? Như vậy trong nháy mắt, không cần đoán, Lâm Mỹ cũng tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn, mang theo một tia lạnh lùng cùng với vẻ dữ tợn. Không nghĩ tới hắn sẽ nổi giận đùng đùng. Lâm Mỹ ngừng thở, nhỏ giọng nói. Có thể là do tôi không nhận ra được. Chỉ là không dám khẳng định chính mình. Tần Bách có chút hài lòng. Đang ở nhà chứ? Tôi về ngay bây giờ đây. Lâm Mỹ nhìn hình ảnh thoáng qua cửa sổ xe, cân nhắc một chút nói. Lily ở đây rất tốt, tôi sẽ cố gắng. Lúc tôi bận, đã có Nguyễn Húc chăm sóc cô ấy. Tần Bách hít sâu một hơi, kêu cô một tiếng. Lâm Mỹ. Dạ vâng. Cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế phụ đáp, tay nắm dây an toàn, một bực nghe theo mệnh lệnh đáp lại. Cô rất thích nói chuyện về người phụ nữ khác với tôi hay sao? Hô hấp của Lâm Mỹ trở nên căng thẳng, không biết nói gì. Không phải là người phụ nữ khác, là bạn gái của ngài. Cô có chút khó hiểu. Nếu như cô bằng lòng với khế ước của tôi, Lily sẽ ngay lập tức trở về anh. Cô sẽ quang minh chính đại, là người phụ nữ của tôi. Tần tiên sinh à, việc này... Lâm Mỹ khẩn trương, nhưng không nghe nổi nữa, hoảng loạn cắt lời của hắn. Tôi vẫn còn chưa đồng ý. Hơn nữa, khế ước kia chỉ là nói miệng. Phía bên kia, Tần Bách im lặng. Lâm Mỹ phát hiện ra mình thật sự là to gan, rất sợ sẽ lại chọc giận hắn. Cô cứng đờ ngồi một chỗ không dám động đậy.
Cô không thể nhìn thấy nụ cười mê hoặc trên môi của Tần Bách bên kia, cúi đầu quay điện thoại nói: "Ngoan nào, đừng kích động, chờ tôi trở về." Lâm Mỹ hít sâu một hơi, nói thêm vài câu nữa, đợi ngay lúc hắn đồng ý mà cúp máy. Nguyễn Húc vẫn yên lặng nghe cô nói, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Tần Bách có phải không?" Ý nghĩ Lâm Mỹ vẫn hỗn loạn như cũ, gật gật đầu. Nguyễn Húc cười cười đáp: "Lâm Mỹ, cậu ấy khiến tôi rất đố kỵ." Lâm Mỹ nhất thời không thể phản ứng được, chỉ nghe được tiếng nói cuối cùng, không khỏi mở to mắt, phản ứng hỏi một câu: "Cái gì chứ?" Hiếm khi nghe thấy được Nguyễn Húc có vẻ kỳ lạ như vậy, liền lắc lắc đầu: "À, không có gì." Xe chạy tăng tốc, vốn có gì đó kỳ lạ, thế nhưng lúc rẽ trong nháy mắt, một chiếc xe tải đột nhiên từ đâu lao tới. Nguyễn Húc phản ứng rất nhanh, thế nhưng chiếc xe kia lại không hề giảm tốc độ mà hung hăng lao tới. Sắc mặt của Nguyễn Húc đột nhiên chuyển biến, cấp tốc xoay tay lái, hung hăng đạp mạnh chân phanh. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Lâm Mỹ chỉ nghe két một tiếng, sau đó là tiếng phanh gấp. Ngay sau đó thân thể của cô bị ép chặt xuống, thắt lưng bị dây an toàn thít chặt, cả người cô bị va vào cửa xe, một trận mê man ập tới. Trong xe yên tĩnh trở lại, Nguyễn Húc thở gấp từng hơi, gấp gáp mà âm u. Khi xác định xe dừng lại không có gì nguy hiểm, chưa kịp để ý trên trán mình đang chảy rất nhiều chất lỏng âm ấm, liền vội vã tháo dây an toàn, nhìn sang người ngồi bên ghế phụ, gấp rút mà kêu lên: "Lâm Mỹ!" Lâm Mỹ ngây ngốc trong chốc lát, rồi mới mở mắt, tầm nhìn mơ mơ màng màng, càng lúc càng rõ ràng. Lúc này mới nhìn thấy cả người Nguyễn Húc, còn thấy trên trán của hắn chảy rất nhiều máu tươi, sắc mặt của Lâm Mỹ tái nhợt. "Nguyễn Húc, anh... có vấn đề gì sao?" Sắc mặt của Nguyễn Húc chưa bao giờ tái xanh tới như vậy. Hắn hắng giọng nói, cầm lấy hai vai của cô, nhìn quét qua cả người cô, nín thở hỏi: "Mau nói cho tôi biết, cô có đau nhức chỗ nào hay không?" Đôi mắt của Lâm Mỹ nổi lên một tia kinh hoàng. Cô cảm nhận toàn thân, ngoại trừ lưng và vai đập mạnh vào cửa xe đau nhức thì không có gì đặc biệt. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Nguyễn Húc mới hoàn toàn bình tĩnh, đôi mắt trong giây lát trùng xuống, ngay sau đó nổi giận đùng đùng: "Chết tiệt!" Thấp giọng chửi một câu, Nguyễn Húc xuống xe, rất muốn tìm chiếc xe kia để tính sổ. Ngay tại lúc hắn mở cửa xe, trong nháy mắt, chiếc xe kia đã nhanh chóng tăng tốc độ, tiếp tục hòa vào dòng xe cộ. Trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy tăm hơi. Nguyễn Húc cúi đầu thở hổn hển, nhìn về phía mục tiêu, biểu tình như là muốn giết người. Lâm Mỹ vội vã xuống xe, nhìn vẻ mặt của Nguyễn Húc, cô có chút sợ hãi. Cô nhìn thoáng qua chỗ đường giao nhau, nhẹ giọng nói: "Hình như chúng ta không phạm luật, đây là đường một chiều, không cho phép thay đổi phương hướng. Nếu như có đổi hướng, cũng phải quan sát thật kỹ. Anh đừng đệ bụng." Nguyễn Húc nhịn một lâu mới nén xuống tức giận. Hiện tại tìm không được người gây tai nạn, hắn chưa bao giờ tức giận tới như vậy. Vẫn ổn, may là Lâm Mỹ không bị sao. Nguyễn Húc xoay người Lâm Mỹ, mà xui quỷ khiến thế nào, hắn lại đi ôm cô vào trong lòng. Không dám dùng sức, thế nhưng lại rất muốn ôm, rất muốn ôm. "Lâm Mỹ, cô có sao không? Rất sợ phải không?" Nguyễn Húc khó khăn nói. Đột nhiên bị ôm lấy, Lâm Mỹ lại càng hoảng sợ. Hương vị xa lạ trên người của hắn làm cho cô thoáng giật mình, vô thức mà từ chối: Anh đừng làm như vậy mà, Nguyễn chủ quản." Lâm Mỹ đột nhiên cố sức giãy ra, lảo đảo lùi lại mấy bước. Nguyễn Húc thoáng tỉnh táo lại, sự ấm áp trong lồng ngực đột nhiên cứ rời xa. Cứ như vậy mà ngây người trong chốc lát, Nguyễn Húc mới nhận ra mình đã đang làm gì. Lâm Mỹ cũng xấu hổ như hắn, đầu óc hoàn toàn mông lung, gian nan nói: "Tôi muốn nói là vết thương trên đầu của anh đang chảy máu, anh có sao không?" Nguyễn Húc sờ soạng qua cái trán, quả nhiên trên tay toàn là máu tanh, đúng là chảy rất nhiều máu. Lâm Mỹ không kịp suy nghĩ, hỏi xem vừa rồi hắn như thế nào, lại vội vã đỡ lấy hắn, vội vàng lấy từ trong túi sách ra đưa cho hắn, ý bảo hắn lau đi. "Anh có thể choáng váng hay không? Có cần tới bệnh viện băng bó hay không chứ?" Cô còn có chút lo lắng. "Không có việc gì đâu, có lẽ là do không cẩn thận đụng chúng, ngồi yên một lát là ổn rồi." Nguyễn Húc kéo nhẹ khóe miệng, có chút xấu hổ. "Lên xe thôi." Nguyễn Húc không muốn tiếp tục nói chuyện, giúp cô mở cửa xe. Nhìn ánh mắt kinh ngạc mờ mịt của cô lúc này, trong ánh mắt cười cười, nhìn cô nói: "Cô cứ coi như vừa rồi tôi bị mất kiểm soát được không? Sau này sẽ không bị tôi ôm một lần mà nhìn tôi như mãnh thú nữa chứ." Lâm Mỹ đột nhiên nghẹn lời, ánh mắt trong veo nhìn hắn vài lần, cắn cắn môi xuống. Từ đầu tới cuối, Nguyễn Húc vẫn nhìn cô. Thấy cô cắn môi, tim bỗng nhiên đập loạn một hồi.
sau đó trong lòng cười nhạo chính mình. Quả nhiên, càng ngày càng không thể khống chế chính mình. Hay là do Tận Bách đang không có ở đây, cho nên mới có thể làm càn như vậy. Hắn không hiểu, một mực im lặng đi vào nhà trọ. Lâm Mỹ cũng có chút hỗn loạn, cô cũng không dám tới gần bắt chuyện với hắn. Vết thương trên đầu của Nguyễn Húc đã khô máu, dính vài sợi tóc trên mặt. Hắn nhìn Lâm Mỹ nở nụ cười. Cô biết đàn ông trong tình huống nào thì sẽ ôm phụ nữ hay không? Lâm Mỹ bị hắn hỏi có chút mờ mịt, lắc lắc đầu. Nguyễn Húc càng đùa dai, ngữ âm không hề có chút tùy ý, chăm chú nhìn cô. Muốn thương tiếc cô, muốn yêu thương cô, lại muốn giữ lấy cô, lại có mưu đồ với cô. Cô nghĩ tôi là loại nào chứ? Ánh sáng trong thang máy có chút mờ mịt, ánh mắt của Lâm Mỹ cũng như vậy. Cô chưa từng tự hỏi vấn đề này, hơn nữa suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có thể hơi xấu hổ mà mở miệng. Tôi nghĩ chắc là có ý đồ gì đó. Nguyễn Húc giật mình, nhìn cô 2 giây, suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Mà thôi, cô hẳn là rất mệt rồi, trở về nghỉ ngơi thôi. Nửa đêm, bị tiếng phụ nữ gọi dậy mở cửa, Nguyễn Húc có chút xấu hổ. Vùng tay lấy áo khoác mặc vào, chạy ra mở cửa. Ai dè cô ấy xua tay, lắc lắc đầu nói. Tôi không vào đâu, tôi có chuyện muốn nói với anh. Vừa mới ngủ dậy, Nguyễn Húc mơ mơ màng màng, vẻ mặt tím đen nói. Tiểu thư à, cô có chuyện gì, tại sao không để ngày mai nói? Lily cười hì hì, khiến cho người khác hận sôi máu. Tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng, anh cùng với Lâm, không có khả năng đâu. Nguyễn Húc có chút thanh tịnh, mơ hồ và nói. À một tiếng. Một tiếng nửa nghiêm túc, nửa cười cợt, không hề kiềm chế được, thuận miệng mà hỏi. Vì sao chứ? Bởi vì Vincent sẽ không cho phép, anh ấy rất thích Lâm. Lily điềm nhiên trả lời. Nguyễn Húc gật gật đầu. Đã biết người đàn ông của cô là thần thánh, hắn muốn gì đều được, cô là đang cảnh tỉnh tôi sao? Miệng của hắn nổi lên nhất mạt ý cười, nhàn nhạt tựa như châm biếm, nhưng cũng như là bất đắc dĩ. Lily nhún vai. Anh ấy đúng là như vậy. Vẻ mặt của Nguyễn Húc khó chịu muốn đóng cửa, nửa ngày thấy nghĩ kỳ quái. Nhưng mà cô làm sao biết tôi thích Lâm Mỹ? Thì cảm giác của tôi. Lily vô tội chớp chớp mắt vài cái. Nguyễn Húc không muốn tiếp tục cùng với cô tranh luận qua lại, tay vỗ vỗ vai cô. Được rồi, về ngủ đi. Mãi cho tới khi cửa phòng đóng lại, hắn mới chú tâm nghĩ lại những lời Lily nói. Cô gái này cũng thật mẫn cảm, một thời gian dài đều nhàn nhạt coi nhẹ, thế nhưng lại thích thật. Chuyện này đúng là không thể dùng một câu để nói hết. Cánh tay của Nguyễn Húc chống lên cánh cửa cả nửa ngày, thấp giọng nói ra một câu. Chết tiệt, không thể ngủ được nữa. Cuối tuần phiên tòa mở, Lily nói muốn đi, Lâm Mỹ lay chuyện không được, không còn cách nào khác là phải đồng ý. Tôi chỉ ngồi dưới nghe thôi, sẽ không quấy rối mọi người. Lily trấn an mọi người. Lâm Mỹ từ từ đi tới, đem tài liệu trên giá phân phó xong, thoáng nhìn cô, cười rộ lên. Được. Việc mà cô lo lắng cũng không phải là vấn đề Lily có quấy rối hay không. Lâm à, không phải là ngày mai mở phiên tòa hay sao? Cô vì sao lại muốn tới đây tăng ca? Lily nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thực thì cô rất muốn tới những nơi mà Tận Bách hay tới mua sắm, thế nhưng Lâm lại thích ở công ty làm việc hơn. Tôi không biết ngày mai kết quả thế nào, cho nên phải ráng hoàn thành công việc. Nếu như có việc gì ngoài ý muốn xảy ra, người khác cũng sẽ đảm nhiệm tiếp được. Lâm Mỹ nhẹ giọng nói như là đang nói chuyện không hề quan trọng. Lily mở to hai mắt. Lâm à, cô nói là phiên tòa rất nguy hiểm sao? Lâm Mỹ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Không biết, nhưng mà tôi rất muốn hoàn thành tốt dự định, như vậy cũng tốt. Vậy vì sao cô lại không nói chuyện với Vincent? Khẳng định là anh ấy sẽ giúp cô mà. Lily hiếu kỳ hỏi. Lâm Mỹ một mực im lặng. Tần Bách nhất định là sẽ giúp cô, chỉ là có điều kiện mà thôi. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lâm Mỹ nghiêng mặt. Tối hôm nay có khả năng là tôi phải chuẩn bị cả đêm. Cô không cần theo tôi đâu. Tần tiên sinh có khả năng ngày mai sẽ trở về. Cô không đi tới sân bay đón ngài ấy hay sao? Lily tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chăm chú nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, quyết định là muốn cùng cô ngày mai tới phiên tòa. Lâm Mỹ cười rộ lên, cô gái này luôn luôn có suy nghĩ rất đặc biệt. Tùy cô ấy thôi. Xe một mạch chạy tới tòa án. Trong phòng không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sau cặp kính, mắt của luật sư ánh lên một tia thản nhiên. Sau 3 tiếng chuông sẽ bắt đầu. Luật sư nhìn Lâm Mỹ. Tống tiểu thư xuất hiện với tư cách người làm chứng. Lâm tiểu thư, làm tốt vai trò nguyên cáo, tố cáo đối phương là ổn rồi. Nếu như có việc ngoài ý muốn, cũng xin bình tĩnh.
Lâm Mỹ gật đầu nhẹ giọng nói. Được. Tống Việt Y ngồi ở bên cạnh vẫn không nói gì, sắc mặt hơi trắng bệch. Nghe được tiếng nói được kia, ngón tay đột nhiên cụp chặt. Nhân chứng, xin mời trả lời. Tống Việt Y cả người run rẩy, ngẩng đầu nhìn qua Nhạc Phong. Giống y như tưởng tượng của cô, đôi mắt của Nhạc Phong từ đầu tới giờ chỉ nhìn Lâm Mỹ, không hề liếc nhìn cô một cái. Điểm mấu chốt trong lòng bị động tới, Tống Việt Y chịu đựng lạnh giá toàn thân nói. Tôi không biết, ngày hôm đó tôi chỉ nhận được điện thoại của Lâm Mỹ gọi tôi tới. Tôi thực sự có đi qua, nơi đó rất tối, tôi không nhìn rõ là ai. Về sau thì bị cưỡng bức. Tôi trước đó chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ ai, bệnh viện có thể chứng minh. Luật sư biện hộ cười cười. Tốt lắm, cảm ơn câu trả lời của Tống tiểu thư. Tôi xin hỏi rõ một chút, hay nói cách khác là chính nguyên cáo là người đã xúi giục cô đi tới địa điểm đó, sau đó phát sinh một loạt hành động ngoài ý muốn có phải hay không? Đồng thời dưới mắt của người ngoài, ngoại trừ có thể xác minh sự việc xảy ra, cô có thể khẳng định điều gì khác? Tóm lại, hành vi dã man mà đương sự của tôi gây nên là như vậy sao? Tống Việt Y nghe được một số tiếng động từ phía sau, cô cắn răng kiên trì không nhìn tới bên kia. Đúng, đúng là như vậy. Tiếng nói của cô có chút nghẹn lại. Lâm Mỹ kinh ngạc khi nghe thấy tất cả. Cả người cô giống như cứng lại, mồ hôi lạnh cũng đọng lại trong lòng bàn tay. Cậu đang nói gì vậy chứ? Viện đi. Lâm Mỹ thấp giọng hỏi, không tin tưởng nhìn luật sư ngồi bên phải, hỏi lại một câu. Đến tột cùng là cậu đang nói cái gì vậy? Viện đi. Luật sư lặng lặng nhìn tất cả, thản nhiên đón nhận ánh mắt mỹ lệ của cô, thưởng thức biểu cảm của cô, không nói lời nào. Ngày hôm đó, tôi không có gọi cậu ấy tới. Cậu ấy cũng biết, người gọi là Nhạc Phong. Tại sao lại nói như vậy? Làm luật sư, cậu ấy tại sao lại khư khư nói như vậy chứ? Bình tĩnh, Lâm tiểu thư, xin bình tĩnh. Thế nhưng, làm sao Lâm Mỹ có thể bình tĩnh? Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô, nhăn nhó, biểu lộ không tin tưởng. Ánh mắt trong veo, nhìn chằm chằm vào luật sư. Tốt lắm. Ánh mắt lạnh lùng của luật sư biện hộ cho bị cáo đảo tới, quay về phía quan tòa, cùng người xem lớn giọng nói. Mọi người đã hiểu rõ chứ? Về câu trả lời của Tống tiểu thư, chúng ta có khả năng lý giải được vụ cưỡng bức này ban đầu là như thế nào. Nhân chứng cũng không thể chứng minh được đương sự của tôi là người ép buộc, cũng không thể làm sáng tỏ đương sự là người tiến hành cưỡng bức. Thế thì chúng ta không có căn cứ để xác minh những thông tin này, không phải sao? Nói đến đây, ánh mắt của luật sư biện hộ chậm rãi nhìn Lâm Mỹ, khóe miệng nổi lên nhất mặt ý cười. Lâm tiểu thư, tuy rằng tôi không biết việc tố cáo của cô có mấy phần là thật, thế nhưng hiện tại xem ra rõ ràng hoàn toàn là bịa đặt. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Trước khi phiên tòa này mở ra, đương sự của tôi có tiến hành hòa giải, mục đích là tìm kiếm thống nhất giữa hai bên, không phải sao? Ngay cả người bị hại cũng không thể xác định hung thủ là ai. Lâm tiểu thư làm sao có thể xác định chứ? Cả hội trường ồ lên. Lâm Mỹ đang ngồi trên ghế bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đè xuống tiếng ong ong trong đầu, khó khăn mở miệng. Không phải như vậy, thực sự không phải là như vậy. Sự việc ngày hôm đó chúng tôi đều rõ ràng. Tôi cùng với viện y đều đã trải qua, chính là Nhạc Phong phạm pháp. Viện y, cậu nói cho bọn họ nghe đi. Đề nghị chú ý, trong lúc luật sư biện hộ chất vấn nhân chứng, đương sự không được can thiệp. Không được can thiệp sao? Toàn bộ lời nói của Lâm Mỹ đều bị nghẹn lại trong cổ. Cô nhìn rõ ràng cách cười thương tiếc của luật sư biện hộ bên kia. Chuyện gì đang xảy ra chứ? Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Lâm Mỹ vô lực ngồi vào ghế, cánh tay chống lên trán, ép buộc chính mình phải tự trấn tĩnh lại. Bắt đầu nghe không rõ luật sư biện hộ của đối phương nói cái gì. Cô chỉ biết rằng tình huống bất lợi đang kéo tới càng lúc càng nhanh. Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, cả ba người bọn họ đều rõ ràng. Giống như bị một mũi móc phim tiêm thẳng vào mạch máu, ánh mắt lạnh lạnh của Lâm Mỹ bỗng nhiên bỡ lớn. Trong tầm mắt của cô in đậm bóng lưng của Tống Việt Y. Tôi không biết, là Lâm Mỹ nói cho tôi biết. Cô ấy nói là bị Nhạc Phong bắt cóc cô ấy, sau đó ngược đãi cô ấy. Hiện tại nghĩ lại, cô ấy rất hận Nhạc Phong. Cô ấy nói, vụ kiện này nếu như thắng, cô ấy hẳn là có thể trả thù Nhạc Phong. Tôi cũng không biết, tất cả đều là cô ấy nói cho tôi biết. Cô ấy là bạn thân của tôi đương nhiên là tin tưởng. Tống Việt Y đưa lưng về phía cô. Lâm Mỹ không nhìn thấy biểu tình của cô ấy, nhưng vẫn nghe được tiếng nói của cô. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, rất bình tĩnh, vô cùng hoang đường. Được rồi, tôi đã biết. Luật sư biện hộ gật đầu cắt ngang tiếng nói của Tống Việt Y. Hiện tại tôi đã đủ rõ ràng,
tất cả là sự thực, tất cả tố cáo đều do một mình nguyên cáo Lâm tiểu thư bịa đặt, mà Tống tiểu thư chỉ là người bị hại thành kẻ thế thân. Sự thực cuối cùng là như thế nào? Tôi tin tưởng so với người khác, Lâm tiểu thư càng rõ ràng hơn. Tôi chỉ có thể khẳng định một điều, những cáo buộc của nguyên cáo là vô căn cứ. Hai bàn tay của luật sư biện hộ nổi lên gân xanh, nhẹ nắm chặt đặt tay trên bàn, nhìn bọn họ hơi thở lạnh lùng nói. Xin hỏi luật sư nguyên cáo, chẳng nhẽ không rõ ràng, lừa dối quan tòa là việc ngốc nghếch như thế này sao? Mọi vấn đề thắc mắc của tôi tới đây là hết, thưa quan tòa. Hắn yêu nhã cười, tràn đầy vẻ lãnh đạm châm biếm. Ngay lúc hắn ngồi xuống, bàn tay của Lâm Mỹ lạnh toát. Cô đánh mắt nhìn về bóng lưng của Tống Việt Y. Cô vẫn nhìn mãi, cô hy vọng người bạn thân thiết của cô có thể xoay người lại nhìn cô, có thể mang tới cho cô một cơ hội, để cô có thể biết rằng cuối cùng cô ấy đang nghĩ cái gì. Một chút ấm áp bao quanh viện mắt, đôi mắt của Lâm Mỹ đỏ ửng, không khí toàn hội trường trở nên ồn ào. Trong lúc mọi người âm thầm chỉ trỏ, triệt để mất đi ngôn ngữ. Tiếp theo là thời gian của luật sư nguyên đơn phản bác. Xin hỏi, đối với những nghi vấn của bị cáo, nguyên cáo giải thích như thế nào? Quan tòa gõ búa, khôi phục lại sự yên tĩnh. Luật sư yêu nhã ngồi đó, nghe thấy lời nói của quan tòa, chỉ khẽ nhúc nhích, làm môi khẽ nhếch, dùng thanh âm nhẹ nhàng, chỉ có hắn cùng với Lâm Mỹ nghe được giọng nói. Lâm tiểu thư, nhớ rõ những gì tôi nói. Hắn gấp lại tài liệu trong tay, từ từ đứng lên, cúi đầu nói lớn. Xin bình tĩnh. Lâm Mỹ càng người cứng đờ. Thưa quan tòa, đối với những câu hỏi của bị đơn, cùng với những chứng cứ mà tôi có được, cũng chính là những gì tôi cung cấp cho khách hàng của mình. Biện hộ mà không kiểm tra tính xác thực của chứng cứ là sơ suất của tôi. Các vị, thực xin lỗi. Tiếng nói du dương hạ xuống, nhưng lại khơi lên sự hỗn loạn của cả tòa án. Thanh âm ngạc nhiên từ lớn tới nhỏ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản cục diện hoàn toàn đã sụp đổ. Lâm Mỹ nhìn thấy cảnh tượng mù mịt cùng với bộ dạng ghê tởm trước mặt, cắn chặt môi. Cô cắn rất chặt, làn môi trong nháy mắt đã ưa máu, chỉ có một chút da bị rách. Cô bắt đầu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Theo những lời khẳng định của viện y cùng với phản bác của luật sư, từng bước một, quả thực đều muốn đẩy cô xuống vực sâu mà thôi. Cô rút cuộc bắt đầu rõ ràng hắn vì sao lại một mực nhắc nhở cô. Lâm tiểu thư, xin bình tĩnh. Lâm Mỹ căn bản là không thể bình tĩnh nổi. Chờ một chút. Hốc mắt của Lâm Mỹ đỏ ửng, cả người như bị dội nước đá. Chỉ còn đôi mắt kiên định nhìn vào quan tòa, thanh âm khàn khàn mà có lực. Ai nói chúng tôi không có căn cứ? Ngày hôm đó, bệnh viện đã chứng minh căn cứ của chúng tôi rất đầy đủ. Quan tòa nhíu mi. Phải không luật sư? Dáng người của luật sư cao ngất, đứng yên tại chỗ, ánh mắt lãnh đạm. Dạ có một chút. Trong tập tài liệu mà hắn đã chuẩn bị trước, xác minh của bệnh viện bất ngờ kẹp trong đó. Con người đứng lên đem một phần kết quả giám định mang tới trước mặt của quan tòa. Lâm Mỹ gắt gao nhìn bản báo cáo kia. Không sai, lúc viện y được đưa vào bệnh viện, ngày đó cô có xem qua bản giám định. Lúc đó có cả Tần Bách cùng với cô đã nhớ rất rõ ràng. Quan tòa lặng lặng nhìn biên bản báo cáo, biểu tình vẫn bình tĩnh, nhìn tới tờ cuối cùng thì sắc mặt biến sắc. Có phần tức giận buông bản báo cáo ra. Thanh âm của quan tòa chậm thấp mà hờ hững. Nguyên cáo, đương sự Lâm tiểu thư, cô có thể giải thích một chút, đây là chuyện gì vậy chứ? Đây là một phần bản báo cáo kiểm tra đêm hôm ấy, kết quả trái ngược hoàn toàn với bản xác nhận của Bệnh viện Nhân dân thành phố. Lâm tiểu thư, cô cung cấp một bản báo cáo như vậy là có mục đích gì? Ánh mắt của Lâm Mỹ bỗng nhiên run rẩy. Không đúng, quan tòa nói hoàn toàn không đúng. Lâm Mỹ hoàn toàn chấn động. Ánh mắt của cô hoàn toàn dừng lại ở bản báo cáo kia. Có trời mới biết cố tình tạo ra bằng chứng giả tội danh nặng như thế nào. Thế nhưng nó lại xảy ra. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tiếng nói của cô nhẹ nhàng cùng với kiên định, dùng một chút ngoan cường cuối cùng chống lại cục diện dường như chỉ có một mình cô chiến đấu. Ngày hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Tôi đã tự mình đưa viện y tới bệnh viện. Báo cáo xét nghiệm cũng là tôi yêu cầu bệnh viện làm. Không có khả năng là giả. Lâm tiểu thư hãy để tôi nhắc nhở cho cô hiểu tính xác thực của báo cáo. Nhưng ai có thể chứng minh nó? Luật sư biện hộ bên kia cười cười. Tôi đương nhiên là có. Trong đầu của Lâm Mỹ bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Tần Bách lên tiếng. Thế nhưng ngay sau đó, sự kiên cường còn sót lại của cô cũng bị sụp đổ. Ngón tay lạnh lẽo run nhẹ nhẹ,
Cô cắn môi, hốc mắt càng thêm đỏ hoe, phát ra âm thanh khàn khàn đứng dậy. Anh ta không ở... Tần Bách không có ở đây. Tòa án rộng lớn như vậy, không khí nghiêm túc đóng băng mỗi người. Lâm Mỹ biết toàn bộ hội trường có bao nhiêu ánh mắt đang đổ xuống trên người cô. Tên ác ma Nhạc Phong đang cười tà ác, lạnh lùng cùng với gian ác, trong lồng ngực dâng lên nỗi chua xót gần như là tuyệt vọng. Xin lỗi, tôi không có biện pháp chứng minh. Lâm Mỹ lắc đầu, đôi mắt mụ xương, hơi thở mong manh nói. Toàn bộ hội trường tiếng nhốn nháo càng lúc càng lớn. Sắc mặt của quan tòa ngưng trọng nhìn cô, cúi đầu bàn bạc với nhau vài câu, dường như đã có kết luận. Phiên tòa kéo dài trọn 2 giờ đồng hồ. Lâm Mỹ biết được thế nào là bị lừa gạt cùng với phản bội. Luật sư ở bên cạnh ngồi xuống, tư thế yêu nhã, trên trán trong lúc đó cũng hiện lên một chút mất mát. Thực ra rất công bằng, Lâm tiểu thư. Trong lúc đợi bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận cuối cùng, tiếng nói chậm thấp của luật sư vang lên như một lời khuyên chân thành. Cô thấy đấy, tôi đích thực đã nhận hối lộ của đối phương. Đối với vụ kiện này, cô như thế nào cũng là thất bại. Khi đó danh tiếng của tôi vất vả gây dựng bấy lâu. Lâm tiểu thư, tôi cũng rất khó xử. Tiếng nói trầm bổng kia bay vào trong tai cô. Sắc mặt của Lâm Mỹ tái nhợt không hề có biểu tình, giống như bị mất đi linh hồn. Dựa vào chiếc ghế đang ngồi, nghe được tiếng nói của hắn, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn, khớp xương trở nên trắng bệch. Luật sư cười cười nói, tất cả mọi người đều muốn yên ổn, cho nên Lâm tiểu thư, xin lỗi. Khiến cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy bị phản bội cùng với tổn thương không phải là ý muốn của hắn. Một lát sau, bồi thẩm đoàn rốt cục đưa ra phán xét. Nguyên cáo đương sự Lâm tiểu thư, mọi lý do mà cô đưa ra đều không có chứng cứ xác thực, hủy bỏ mọi yêu cầu bồi thường. Ngược lại, trường hợp của Nhạc Phong tiên sinh có ảnh hưởng to lớn tới danh tiếng của tập đoàn Nhạc Thị, yêu cầu bồi thường 3 vạn nhân dân tệ. Đây tựa như là một trò hề náo nhiệt. Cả hội trường ồ lên một tiếng thật lớn. Mãi cho tới khi kết thúc, toàn bộ phương tiện truyền thông cùng với ký giả hầu như đều ùa lên. Nhân viên bảo vệ của tòa án cùng với vệ sĩ của Nhạc Thị vây quanh Nhạc Phong cùng với luật sư biện hộ. Lâm Mỹ đánh mắt nhìn, cảm giác toàn thân thể đều không có khí lực. Nước mắt ấm áp quanh viền mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô nhìn ánh mắt chăm chú đang nhìn cô của Nhạc Phong, kia hẳn là một loại thương hại, một kiểu yêu thương tới cùng cực thương hại. Lâm Mỹ thu thập tất cả tài liệu, thân thể nhỏ bé yếu ớt vẫn bồi hồi ngồi trên bờ vực sụp đổ. Toàn bộ tiếng động xung quanh đều không có liên quan tới cô. Cô không biết Tống Viễn Y đã rời đi từ lúc nào, chỉ là luật sư vẫn còn đứng bên cạnh cô, nắm tay lặng lẽ quan sát cô. Lâm tiểu thư à, vui lòng khoan hãy rời đi. Luật sư nhẹ nhàng cản một chút, lịch sự nói. Lâm Mỹ yếu ớt cười cười một tiếng. Đó là nụ cười đẹp như đóa hoa mỹ lệ hé mở, làm viên luật sư hơi hoảng hốt. Cô nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói như tiếng suối êm tai. Lâm tiên sinh, 1/3 chi phí còn lại tôi vẫn còn chưa đưa cho ông. Thực xin lỗi, nhất định là không nhiều tiền như Nhạc Thị cấp. Thế nhưng xin không nên chê bai, dù sao thì danh dự của ông cũng đã bị hủy. Thật sự khiến cho người ta thông cảm. Mảy may không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Luật sư kinh động một hồi, sắc mặt càng trở nên xấu hổ. Lâm tiểu thư, xin chờ một chút, Nhạc Phong tiên sinh muốn nói chuyện riêng với cô. Luật sư đè xuống xấu hổ, nhẹ giọng nói. Ánh mắt trong veo của Lâm Mỹ nhìn chăm chú vào hắn. Thì ra nhanh như vậy, những người bên cạnh cô đều đã trở thành người của Nhạc Phong. Những người đó đều không phải ai khác, đều đã từng hứa hẹn cùng nhau kể vai chiến đấu. Thì ra cho tới cuối cùng cũng chỉ có một mình cô nỗ lực chống đỡ. Cho dù có thua đi chăng nữa, sụp đổ đi chăng nữa, cũng chỉ có một mình cô gánh chịu. Không yếu đuối là giả. Lâm Mỹ nhìn thoáng qua chỗ nhân chứng, mở miệng hỏi. Viện y đâu? Luật sư khôi phục vẻ yêu nhã. Tống tiểu thư hẳn là đang trên đường tới sân bay. Cô ấy muốn ra nước ngoài, hiện tại cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện. Lâm Mỹ nhẹ nhàng mỉm cười, đem nước mắt hung hăng muốn rớt xuống đè nén lại. Cô ôn nhu mở miệng. Vậy ông giúp tôi, chúc cậu ấy vạn sự như ý. Trước đây tôi cứ một mực theo ý mình, không để ý tới những suy nghĩ cùng với cảm nhận của cậu ấy. Luật sư nhìn mặt cô, nhẹ giọng trả lời. Tôi sẽ chuyện lời. Còn nữa, nói với Nhạc Phong, không có chuyện gì cần phải gặp mặt nữa đâu. Lâm Mỹ ổn định tinh thần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Cô một chút cũng không muốn gặp mặt cái tên ác ma kia. Luật sư chỉ im lặng nhìn cô, không hề nhiều lời. Lâm Mỹ hướng phía cửa mà đi ra.
Ngoài cửa nhà báo cùng với phóng viên đông nghịt gây ùn tắc, âm thanh cùng với tiếng người nhốn nháo, thân ảnh mảnh khảnh của cô không nhận ra vấn đề gì lạ, ngoảnh mặt lạm ngơ đi qua đại sảnh. Cô thật không ngờ tới, ở cửa phụ bên cạnh đã có người đang đợi cô. Vượt qua hành lang, một cỗ tối ùa tới trước mặt. Lâm Mỹ run rẩy sợ sệt, đẩy lối thoát hiểm ra, tiếp tục đi ra ngoài. Không nghĩ tới, vừa mới tiến lên một bước, trên vai chuyển tới một trận đau đớn. Lâm Mỹ kêu nhỏ một tiếng, nhìn thấy một thân Âu phục phẳng phiu bên cạnh. Một cỗ không khí xa lạ mà quen thuộc chợt ùa tới. Trong nháy mắt, cô vẫn còn chưa kịp suy nghĩ thì mọi khí lực đều đã tan biến. Trong nháy mắt, suy yếu nằm trong lòng một người. Thuốc mê rút cục có tác dụng. Nhạc Phong nhìn cô gái nhỏ nhẹ ươm a trong lòng, một tay rút xi lanh thuốc mê trên vai cô nhét vào trong túi áo, yêu nhã mà nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cô, nhẹ giọng gọi Lâm Mỹ. Thân thể rũ xuống nhanh chóng bị Nhạc Phong ôm chặt lấy, ánh mắt của hắn tràn ngập yêu thương cùng với mê luyến, dán sát vào khuôn mặt của cô thấp giọng đỉ non. Lâm Mỹ, đã lâu không gặp. Lâm Mỹ mẫn cảm biết được đấy là thuốc mê, không đủ để cho cô mất đi toàn bộ ý thức, thế nhưng có thể khiến cho cô toàn thân vô lực, không thể cử động. Cô há miệng thở dốc, muốn duy trì sự thanh tỉnh. Anh muốn làm gì? Bị Nhạc Phong ôm chặt lấy, Lâm Mỹ cắn môi, gian nan thốt ra vài tiếng. Nhạc Phong ôm chặt thân thể trong lòng, nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Lâm Mỹ muốn né tránh, nỗ lực quay đầu đi, lại bị Nhạc Phong túm chặt cằm. Đôi môi của hắn lại càng hung hăng bao trùm lên mắt cô. Nước mắt vẫn còn ẩn chứa trong đôi mắt, liền bị hắn hôn tới. Một cỗ chua xót dâng lên, Lâm Mỹ không thể chịu đựng được mà kêu lên. Nhạc Phong, thả tôi ra. Nhạc Phong tỉ mỉ nhấm nháp nước mắt của cô, vòng tay ôm ấp càng chặt, dán chặt vào cổ cô. Không, anh sẽ không buông tay. Cả phiên tòa anh vẫn luôn nhìn em không để ý hay sao? Lâm Mỹ, anh đã nói rồi, phụ nữ như em chỉ thích hợp nằm trong vòng tay của anh mà rơi lệ, không nên ngồi trên tòa án chống lại anh. Nhớ kỹ chưa? Vậy mà hết lần này tới lần khác, em như thế nào lại không nhớ? Hơi thở ấm áp của hắn bao trùm, rất ấm áp, thế nhưng giống như cánh tay của hắn lại siết rất đau. Lâm Mỹ không nhịn nổi chua xót, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Anh thắng rồi, mau thả tôi đi đi. Thanh âm run run, tại giờ phút này cô đã mất hết khí lực, không thể chống lại. Nhạc Phong khẽ cười một tiếng, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn. Thật là kỳ lạ, tôi muốn ở đây đánh bại em, cho em biết mùi vị đau đớn là như thế nào, để xem lần sau em còn dám dùng cách này để chống lại tôi nữa hay không. Thế nhưng không còn cách nào khác. Lâm Mỹ, nhìn thấy sự yếu đuối của em lại khiến cho tôi yêu thương, lại càng không đành lòng. Lâm Mỹ, em cảm thấy được không hả? Tôi vẫn còn rất yêu em, rất yêu, rất yêu em. Tình hình trước mặt đều đã bại lộ trước mặt hắn, Lâm Mỹ trốn không được. Tay của hắn vuốt ve khuôn mặt cô, da thịt cô, làn môi cô, là một lần nữa không biết mệt mỏi là gì. Lâm Mỹ, chồng của em đâu chứ? Ngày đó tại bệnh viện, người đàn ông kia ôm em, đã đi đâu rồi? Tôi nghĩ ngày hôm nay muốn gặp hắn, vì sao hắn lại không xuất hiện? Lâm Mỹ, em lừa tôi có phải hay không? Em làm gì có chồng chứ? Ngoài trừ tôi ra, còn ai muốn em? Lâm Mỹ không muốn hít thở mùi vị của hắn, dùng toàn bộ sức lực kia, kịch liệt né tránh. Nhạc Phong mẫn cảm thấy ý đồ của cô, giơ tay siết chặt chiếc cổ yếu đuối của cô, cúi đầu mà hôn lên mắt cô. Không được, không được như vậy, mau bỏ tôi ra. Lâm Mỹ luống cuống trong vòng tay của hắn, run giọng chống cự. Cánh môi của Nhạc Phong gắt gao chặn miệng cô lại, đầu lưỡi nóng hổi hung hăng tách hai hàm răng của cô ra, ôn nhu mà tàn sát bừa bãi. Lâm Mỹ vẫn bị vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt, hai bàn tay đặt trên ngực hắn, dùng hết toàn bộ khí lực đẩy hắn ra. Có trời mới biết thân thể bị tiêm thuốc mê yếu ớt tới cỡ nào, sức lực yếu ớt đối với vòng ngực rộng lớn của Nhạc Phong không có một chút tác dụng. Hắn hầu như không cần nỗ lực vẫn có thể giữ tư thế mà đem cô ôm vào trong ngực. Toàn bộ hô hấp bị cướp đi, toàn bộ kháng cự của Lâm Mỹ đã hoàn toàn sụp đổ. Chua xót mạnh mẽ cuốn lấy cô, nước mắt từ khóe mi mãnh liệt rơi xuống. Trong lúc hắn nói, Lâm Mỹ liều mạnh giãy giụa, thống khổ ưng thành tiếng không ngừng rên lên, càng thêm kích thích sự thú tính của Nhạc Phong. Nước mắt điên cuồng rơi xuống, Lâm Mỹ chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Ngay cả lúc tại phiên tòa bị bọn họ phản bội, cô cũng không tuyệt vọng như lúc này. Bỗng nhiên ầm, một tiếng động lớn vang lên, cửa sắt của lối thoát hiểm bị một chấn động mạnh phá hỏng,
cửa chật vật bị mở ra. Nhạc Phong nhìn qua, ngừng động tác, đôi mắt hiện lên một tia lánh khốc. Lâm Ý! Nguyễn Húc nhào tới, vô cùng lo lắng, trong nháy mắt nhìn bao quát hoàn cảnh trước mặt. Mẹ kiếp! Hắn hùng hằng trừ một tiếng, tiến lên đẩy Nhạc Phong ra, kéo Lâm Mỹ ra từ trong lòng của hắn, để cô dựa cả người vào hắn. Lâm Mỹ, cô thấy thế nào? Nguyễn Húc ôm lấy thắt lưng cô, cảm giác được cô không hề có chút khí lực nào, dựa vào người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã tràn đầy nước mắt, chỉ có làn môi sưng đỏ, đáng thương không gì sánh được. Lửa giận trong lồng ngực của Nguyễn Húc bỗng nhiên dấy lên, ánh mắt tức giận tức cực điểm đánh về phía Nhạc Phong, lạnh lùng nghiến răng hỏi. Nhạc tiên sinh, thật khéo, anh đã ở đây. Tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu hay không? Anh đã làm cái chuyện chết tiệt gì với Lâm Mỹ vậy chứ? Đối mặt với ánh mắt hung dữ của Nguyễn Húc, vẻ u ám trong mắt của Nhạc Phong từ từ nổi lên, sửa soạn một chút cổ áo không chỉnh tề, thân ảnh yêu nhã mà cao ngất, khóe miệng cong lên. Anh là ai? Lâm Mỹ của hắn càng ngày càng thu hút đàn ông. Sắc mặt của Nguyễn Húc nghiêm nghị im lặng vài giây, vừa định nói gì, vạt áo trước ngực đã bị Lâm Mỹ khẽ kéo. Khuôn mặt của cô tái nhợt vô cùng yếu đuối, nhưng kịch liệt thống hận cũng với chán ghét, khàn khàn nói. Mau dẫn tôi đi. Cô không muốn tiếp tục nhìn cái tên ác ma này nữa, dù là nửa khắc thôi cũng không muốn. Trong mắt của Nguyễn Húc hiện lên một tia đau đớn, yêu thương chống đỡ cô, ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía Nhạc Phong. Chuyện hôm nay, tôi xin tiên sinh nhớ kỹ. Nhạc tiên sinh, chúng ta sau này sẽ thanh toán sòng phẳng. Nguyễn Húc nói xong, ôm chặt lấy thắt lưng của Lâm Mỹ, bên tai cô nhẹ nhàng thấp giọng nói một tiếng. Cố gắng một chút, Lâm Mỹ. Dẫm lên những mảnh vụn cửa vỡ, Nguyễn Húc một giây cũng không chần chừ, ôm Lâm Mỹ rời đi. Chân tay của Lily có chút luống cuống, sắc mặt lo lắng. Lâm à, cô làm sao vậy? Nguyễn Húc móc chìa khóa từ trong túi quần ném cho cô. Đi lái xe đi, nhanh lên một chút. Lily nhanh chóng nói, chạy vội đi lái xe. Dưới cái nắng oi bức ngày hè, Lily chuẩn bị thật tốt mới mở cửa xe. Nguyễn Húc một mạch lái xe không ngừng tăng tốc. Lily ở phía sau ôm Lâm Mỹ mở to mắt hỏi. Làm sao vậy? Cô ấy bị té xỉu sao? Là bởi vì trên tòa án bị mọi người khi dễ sao? Những người đó là rất quá đáng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Sắc mặt của Nguyễn Húc nghiêm lại, chú tâm lái xe. Nghe được tiếng nói khẩn trương của Lily, hắn đương nhiên biết trên phiên tòa đã xảy ra chuyện gì. Hắn có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của Nhạc Phong, kỳ thật cũng không gì hơn chuyện này, chỉ là đả kích với Lâm Mỹ rất lớn. Cái tên Nhạc Phong biến thái chết tiệt kia. Nguyễn Húc cố nhịn xuống hung hăng, đập mạnh vô lăng. Tiếng còi rất lớn vang lên, khiến Lily run bắn cả người. Thuốc mê dần dần có tác dụng, đầu óc của Lâm Mỹ bắt đầu hỗn loạn. Đem dây an toàn phía sau cài vào thắt lưng của cô, vẻ mặt của Lily lo lắng nhìn cô hỏi. Lâm à, cô có khỏe không? Sắc mặt của Lâm Mỹ tái nhợt, lông mi nhẹ như cánh bướm mở ra. Cô nắm chặt tay Lily, an ủi cô một tiếng. Tôi không sao, cô không cần bận tâm, mọi việc qua đi rồi, sẽ tốt thôi. Ở bên cạnh bọn họ, cô biết chính mình đã thực an toàn, những chống đỡ kiên cường cũng đã được buông xuống. Cô rốt cuộc hiểu được mình thực sự yếu đuối cùng với ủy khuất. Trong hốc mắt vẫn còn một mảng ấm áp, Lâm Mỹ không muốn để cho bọn họ lo lắng, dứt khoát nhắm mắt lại lần thứ hai. Điện thoại trong túi sách bên hông đột nhiên rung lên, không gượng nổi người, Lâm Mỹ cố gắng mở mắt lần nữa. Vào lúc này, còn ai có thể gọi điện thoại cho cô nữa chứ? Lily nhanh trí cho tay vào túi, lấy điện thoại di động ra đưa cho cô. Vâng, xin chào. Xin hỏi đây có phải là Lâm Mỹ tiểu thư hay không? Giọng một người đàn ông xa lạ truyền tới. Lâm Mỹ hơi giật mình, nhẹ giọng nói. Là tôi. Là như thế này, Lâm tiểu thư. Gần sân bay có xảy ra một vụ tai nạn, xe ô tô bị nổ. Chúng tôi đang thực hiện điều tra. Người chết là một phụ nữ, vân tay của cô ấy vẫn còn nguyên. Chúng tôi đang tìm bằng chứng để xác nhận thi thể là ai. Muốn hỏi xem có phải là bạn của cô hay không. Cô có thể tới đây xác nhận một chút hay không? Liên tiếp những tin tức không tốt dội vào trong đầu, Lâm Mỹ chỉ cảm thấy đầu óc một mảng hỗn loạn. Cô nỗ lực phân biệt tiếng nói của đối phương. Anh nói cái gì chứ? Xe nổ sao? Cái gì? Tai nạn xe nổ? Lâm Mỹ cố gắng cựa người, nói rõ ràng, sắc mặt tái nhợt, muốn nghe rõ hơn một chút. Tôi xin giải thích rõ hơn một chút. Đây là đường cao tốc, cách sân bay 2 km. Tại đường giao nhau xảy ra tai nạn. Một chiếc xe ô tô bị nổ tung. Nạn nhân là một cô gái, đã tử vong. Lâm Mỹ tiểu thư à, cô có thể tới đây xác nhận thi thể một chút hay không? Có lẽ cô nên nghĩ lại xem, cô có bạn bè nào đi qua đây vào khoảng thời gian đó hay không?
chúng tôi tìm thấy được giấy tờ bên trong nạn nhân, có ghi cô và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết. Đầu óc mơ màng của Lâm Mỹ chỉ nghe được hai chữ này, càng lúc càng tỉnh táo. Sân bay sao? Bàn tay của cô đột nhiên nắm chặt, nhớ tới lời nói của luật sư lúc nãy. Tống tiểu thư hẳn là đã trên đường ra sân bay. Viện y hẳn là đang trên đường tới sân bay. Đúng, chính là viện y. Sắc mặt của Lâm Mỹ thoáng trở nên trắng bệch, chậm chạp lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng như vậy. Viện y không phải đã đi rồi hay sao? Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, cô còn ở đó chứ? Tiếng nói xa lạ vẫn còn vang lên. Tôi đây. Tôi sẽ lập tức tới đó, cảm ơn anh. Bây giờ tôi sẽ tới ngay lập tức. Được được, cảm ơn Lâm tiểu thư, chúng tôi chờ cô. Cúp máy, Lily chớp mắt hỏi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nguyễn Húc à, quay xe lại, tới sân bay. Làm phiền anh đi nhanh lên một chút, tới sân bay nhanh lên. Lâm Mỹ vịn vào ghế trước cạnh lái xe, trong mắt tràn đầy lệ nóng. Nhìn qua kính chiếu hậu, Nguyễn Húc thấy được tình hình của cô, hơi hơi nhíu mày. Làm sao vậy chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là viện y, có khả năng cậu ấy đã xảy ra chuyện. Nguyễn Húc à, nhanh lên một chút. Thanh âm của cô tràn đầy lo lắng. Nghe thấy vậy, ngực của Nguyễn Húc chợt thắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ sự việc, cũng không kịp hỏi cô có chuyện gì xảy ra, cấp tốc phanh lại, nhanh chóng quay đầu xe hướng ra sân bay. Lái xe chạy tới, Nguyễn Húc mở cửa sau, đỡ Lâm Mỹ xuống xe. Bước chân của cô có chút lảo đảo, tâm tình cũng thật không ổn định. Nguyễn Húc có chút lo lắng nhìn cô, trong giây phút đỡ cô đó, thấp giọng nói. Chờ một chút, đừng có gấp. Lâm Mỹ à, có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng lo lắng, có chúng tôi ở đây. Lâm Mỹ nhìn chằm chằm mảnh xe cộ hỗn loạn tan nát cách đó không xa, tâm tình bất ổn, nghe được tiếng của Nguyễn Húc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt tràn ngập mờ mịt và yếu đuối, gật gật đầu. Một viên cảnh sát đi tới. Cô là Lâm tiểu thư? Lâm Mỹ nhìn chiếc xe kia, thanh âm mềm nhẹ mang theo chút khàn khàn. Làm sao lại có thể đổ như vậy? Cảnh sát sợ run một chút, mở miệng nói. Những chuyện này chút nữa tôi sẽ giải thích với cô. Hiện tại mời cô xác nhận một chút. Chiếc điện thoại di động này cô đã nhìn qua lần nào chưa? Có khả năng xác nhận nạn nhân chính là bạn cô hay không? Anh ta giơ lên một túi nhựa trong suốt, bên trong là chiếc điện thoại màu hồng tinh xảo. Lâm Mỹ chìa tay cầm lấy, cảnh sát do dự một chút đưa cho cô. Lâm Mỹ nhìn rõ, chiếc di động kia viện y mua chưa được 3 tháng bằng tiền lương chính thức của cô ấy. Lúc đó di động trước của cô ấy bị mất trộm, là hai người cùng nhau đi mua. Hoàn văn trang trí trên mặt trước của nó cô vô cùng quen thuộc. Viện y, viện y. Trong nháy mắt, cảm xúc của Lâm Mỹ không thể khống chế được, đôi mắt mờ mịt chứa đầy nước mắt. Vừa kêu tên, cô vừa chạy tới hiện trường. Lâm Mỹ, Lâm Mỹ à, cô được kích động. Nguyễn Húc nhanh tay chạy lên ôm lấy cả người cô. Cả người cô không chút khí lực, dễ dàng có thể ngăn cản. Nguyễn Húc nhíu mày, quay đầu hướng phía cảnh sát quát lớn. Anh cho tôi một lời giải thích đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chúng tôi vừa mới nhận được điện thoại báo án, ngay lập tức đã liền tới đây. Xe chạy tới đây thì bị nổ tung, trong xe chỉ có một người chết, cùng biết được là bạn của vị Lâm tiểu thư này. Cảnh sát liếc mắt nhìn thoáng qua. Tâm tình của cô ấy thực sự không tốt, có thể chờ một chút mới nhận diện thi thể. Bất quá tôi đoán 10 phần là chính xác, mọi người nên an ủi cô ấy một chút, được chứ? Nguyễn Húc cũng vừa bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, lẽ nào nói người chết trong xe thực sự là Tống Viện Y, không phải là cô ta vừa mới làm chứng trên tòa hay sao? Nghi ngờ một lúc, Nguyễn Húc ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nhìn vẻ mặt đau khổ đầy nước mắt của cô, trong ngực dâng lên một chút đau thắt. Lâm Mỹ, Lâm Mỹ à, bình tĩnh một chút đi, đừng khóc mà. Hắn xoa tóc cô, cảm giác được cả người của cô đều đang run rẩy tới tột đỉnh. Hắn thấp giọng an ủi, bình ổn tâm tình của cô, nhưng không cách nào ngăn cản được nước mắt của cô hung hăng rơi xuống. Toàn thân của Nguyễn Húc căng thẳng tức giận, không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể càng ôm chặt lấy cô. Tôi muốn đi xem một chút. Tiếng nói của Lâm Mỹ có chút khó khăn phát ra, nhẹ nhàng dãy giụa, ánh mắt mang theo đau đớn, muốn một lúc tỉnh táo, kiên quyết yêu cầu. Hãy đưa tôi nhìn thi thể đi. Không nhìn tận mắt, cô sẽ không tin. Nguyễn Húc do dự một chút, không hề buông lỏng sức lực. Được, tôi đi cùng với cô. Hiện trường hỗn loạn, chỉ duy nhất một thi thể được kéo ra bên cạnh, vải trắng phủ toàn thân. Lâm Mỹ có chút lảo đảo đi tới, run rẩy vạch vải phủ màu trắng ra. Cảnh sát đứng hai bên canh giữ, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Thi thể bên dưới hiện ra đều đã bị cháy đen.
toàn bộ màu đen bao trùm nửa khuôn mặt, mùi khét ai cũng có thể ngửi thấy. Lâm Lý rõ ràng đường nét nửa khuôn mặt chưa bị cháy xém. Cô lại kéo tấm vải xuống một chút, cổ áo vẫn là bộ y phục cô ấy mặc lúc ở tòa. Lần đầu tiên nhìn thấy tử thi, Lily chỉ thoáng nhìn qua rồi trừng lớn hai mắt, che miệng lại, chạy tới nơi không có người, nôn ẹ một tiếng. Nguyễn Húc nhìn qua một cái, vội vàng nắm tay của Lâm Mỹ, kéo vải trắng trong tay cô, che lại thi thể. Được rồi, thầy cũng đủ rõ ràng rồi. Hắn trầm giọng nói, sắc mặt cũng lạnh băng dọa người. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Nhầm Phòng.